Quần này mang xứng đi. Cái này cũng bị lãm hả sao? Này này nè. Cái tay vàng trắng, cái này vàng trắng kỹ là cái này. Ai vàng trắng kỹ là cái này. Vâng. Cảm ơn cái điện thoại chia sẻ. Cái điện thoại chia sẻ. Cháu mượn cái điện thoại. Từ từ lấy chưa? À, tắt rồi. Nó đừng có rung quá. Trong nhà trong đường lùng á. Cái không đủ trả. Nó cạch nhiều quá, nó cạch nhiều quá. Cả hai. Đó. Chuyển cái này dân sập xuống. Lặng nó rồi. Cao xíu chứ đi thấp quá không biết được. Mày ngồi được, đứng thấp quá. Thấy không dưới không? Rồi, hello cả nhà nha. Đừng quá nhiều. Hello cả nhà. Thái Nguyên chưa chị em mình ơi? Ai Thái Nguyên rồi tương tác dùng Nguyên Pháp nè. Chia sẻ đi sao? Chia sẻ. Vào nhanh nha dạ mình ơi. Trưa nay nam nữ lớn bé gì có hết. Nam nữ lớn bé xả banh sát luôn. Gì? Hồi tối mới xả được có con bao. Đặt cái bao này lên. Xả trên cái bao này với Dung sao? Xả bao này lên. Dung cười đều cười. Kiểu như ngâm nhỉ. Không thấy chút đơn comment nghĩ à. Là sao? Cái bài viết nào? Cái mã nào mà Nguyên up trên bài viết thì nhà em đang chốt đơn. Còn ví dụ như Nguyên up mẫu xong Nguyên like là không có hàng nha. Cái nào mà up mẫu xong cứ thấp sợ ơi. Đang cứ thấp á. Thấp. Cao xíu nữa. Rồi được. 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 Ủa. Alo, thấy chưa chị em mình ơi. Hello cả nhà nha. Chị nào thấy Nguyên rồi, tương tác dùng Nguyên phát nè. Chấm lên. Chấm lên luôn dùng Nguyên nha. Hello chị Thúy Kiều nha. Chị nào thấy Nguyên rồi, chào Nguyên Tiến nha. Chị thấy, để xem được có bị ẩn comment không nha. Hello chị Ngọc Anh nha. Hello chị Yến Huỳnh, thấy Nguyên chưa chị em mình ơi. Mình vào nhanh nha. Mình vào nhanh, mình còn sáng hàng. Mã này em xả trước bao nè. Hello chị. Lại thấy được không? Ổ rung á. Hello chị Thu Thanh nhé, hello chị Kim Yến nha, hello chị Phố Nguyễn nha, hello chị Hoài Thương. Mình lên hôm nay cuối tuần diện có hết. Hello chị Nét Chữ Việt, ôi lâu lắm mới thấy chị Nét Chữ Việt, lâu lắm rồi. Rồi ổn chưa là lên luôn nha. Hello chị Thị Lan. Lên view xíu nữa là Nguyên sẽ bắt đầu lên hàng á. Trưa nay nhiều lắm. Sale nhiều mã lắm. Đó, con quần Nguyên mang đẹp. Mới ăn xong bụng ta. Nhiễn ngồi bụng to. Chạy vô bụng to. Mà sao nhìn trên like nhiễn to kia. Thấy chưa? Hello chị Hà Thắng nha. Chị nào thấy Nguyên rồi chấm tin tắt luôn dùng Nguyên nha. Hello chị Thấy Trương nha. Phải đeo vài hôm phải đeo. Đều đai chứ không nè. Ái sơ qua đi. Lướt sơ dòng đi. Quần sọc cho bé còn không? Quần sọc còn. Còn ít lắm. Hello chị Ngọc Vọng Lê nhé. Rồi Nguyên lên luôn nha. Chị nào vào trước sàn sale trước đi. Chứ chờ dẻ mình vô đông thì lâu quá. Mình vào trước sàn sale trước nha. Cho cái điện thoại chốt đơn nha. Điện thoại chốt đơn
à, có rồi, đưa cái điện thoại nó trả cho mình. Chia sẻ chưa? Chia sẻ 5 lần đi. Chia sẻ 5 lần về trang cá nhân đi. 5-6 lần gì đó về trang cá nhân đi, chứ chia sẻ trên hội nhóm không được. Rồi nó bị chặn rồi. Nó biết chia sẻ vô cái nhóm mà bị chặn mất tiêu rồi. Hello chị Thấy Kiều nhé, hello chị Thấy Phương Nguyễn nha. Rồi bán tặng trước nha chị em mình ơi. Tặng nha, những cái mã này là những cái mã hàng xã này. Hàng xã bán tặng nha. Ê, mấy cái này mới vừa lên xong á tình ạ. Cái này còn bộ này chị. Đi Sài Gòn rồi, tiết hành lê này mới mà ta. Đấy. Đâu, mình chốt không để ý với chị, không có chốt được đâu. Xả ra chứ chốt đi. Chẳng cực. Không chốt không sao, phải xả thôi. Tự nhiên mới chốt xong cái đi Sài Gòn, view sao lên chậm thế này. Ổn không ta? Ổn không ta? Ổn không? Để bà phát lại nha. Chị mình coi có ổn không? À, 6 phút rồi có 50 view thôi. Nhìn ổn không? Không ổn là Nguyên sẽ out ra vô lại nha. Bữa giờ toàn out ra vô lại hết trơn. Phát lần không được. Rồi bán tặng nha. Mà từ từ đúng không? Cái gái đúng không? Cái này còn là gì? Để ổn rột rột mới vừa chốt xong đi Sài Gòn. Tuyết hành lê những chị như thế này làm sao không chốt đơn nữa nha. Lưu ý nha, làm sao sẽ không chốt đơn. Đừng có vô mà comment mãi kêu sao không chốt cho chị nha. Cái nào mà nhà Nguyên xả ra là không chốt đơn nữa nhé. Hello chị Bích Ngọc nha, bộ thái cho Nguyên nè. Bộ thái cho Nguyên nè. Bộ thái ngố giờ làm gì còn hàng đúng không? Được 2 bộ thôi. 40 lên 62 về ok. 2 bộ nhé. Bán tặng 69.000 bộ, chị nào nhanh có. Hàng này Nguyên đang sale 89.000. Đang sale 89.000. Giống như là đi Sài Gòn không về luôn ý. Rồi cho Nguyên cái này, một cái bộ thái trắng, một bộ thái hồng bán tặng 69.000, ai nhanh có nha. 69.000, lên mã bộ thái trắng hoặc bộ thái hồng cho Nguyên là được. Bán tặng 69.000 và ưu tiên lên cho khách có logo người chia sẻ nhé. Ưu tiên lên cho khách có logo người chia sẻ như vậy mình ơi. Rồi tiếp luôn cái này luôn. Áo nam xịn. Áo nam xịn. Trời ơi. Hình như cái này mình còn. Còn mấy cái để cái này đi sau. Cái nào còn thì để đi sau. Rồi cho Nguyên cái này, mấy cái này bán tặng luôn. Hàng này là rất mẫu dồn lại. Thái hồng cho Trần Thị Thu Thanh. Hàng này rất mẫu dồn lại, bán tặng con này 19k. 19k nhé. À con quần, ui con quần này bị lỗi. Vứt ra giùm em cái. Nè, con quần bị lỗi, vứt ra giùm em nè. Chờ con cọc này lẽ là bị lỗi rồi, con nó bị lỗi rồi. Cọc này cọc hàng lẻ đó. Lỗi vứt ra luôn đi chị, để không biết là vứt qua lại đó. Nó bị lỗi đó. Hàng này hàng lẻ rất mẫu nhé. Bán tặng luôn chị em mình con này luôn. 29k sọc. 29k sọc nhé. Size này 55 độ về là ok. Đẹp lắm, con này hết sạch xanh xanh rồi. 29k sọc. Làm em mã 29k sọc cho Nguyên là được. 55 độ về là ok. 29k sọc, 55 độ về là ok. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên con này. Con này lên mã xịn cho Nguyên là được nha. Tàu khô xịn phôm to này. Bán tặng luôn. 29k chị nào nhanh có. MT nha, hàng này dạ mình hay mua rẻ, mua nó rẻ vậy là 85-89 nghìn cái. Bộ trắng hết. Hàng này Nguyên đang đi dạ mình bao nhiêu tiền? 55 nghìn. Rớt lại cái em bán tặng chị em con này 29 nghìn. Nha, lên mã gấu 29 cho Nguyên là được con cái. Chưa nào phong xịn không á chị em ơi. Chưa nào phong tàu xịn không á. Mình thấy cái dòng này nè, cao cấp. 29 vàng cho Hạnh Lê, à cho Sinh Phan. Rồi tiếp luôn cho Nguyên con này. Size 50 độ về. Con này 50 độ về nha. Quần legging năng mông nhưng mà dạng này là dạng U12 ấy. Con này là U12, con này em đi giảm 69.000 cái. Cái này U12 nha. Lên mã quần U12 cho anh là được 69.000. Trưa này sale nhiều, rất là nhiều mã đẹp như chị em mình ơi. Rồi con thái này bị rất tắt. Này về chị em bứt thẳng ra luôn. Bán tặng luôn 19k luôn. Nha, size này 60 ok luôn. Chị nào lấy đen 19, comment đen 19 cho Nguyên là ok. Đen 19. Quần á chị, áo Nguyên mặc còn chị, trời sức. Quần. Cái caro hồi nãy là quần. Xíu này em like, rẻ lắm em, nó rất là rẻ. Caro đang là quần. Hả? Đen 19 sát. Này, cái này hôm bữa Nguyên mang bao nhiêu chị chốt không có nè. Trời ơi, xịn, bộ này là xịn. Cho Ngọc Vọng Lê. Bộ này xịn. 79.000 luôn đi. Lên mã phối 79 cho Nguyên là được nhé. 79.000 hôm nay nhiều mã hàng sale lắm. Đây là trẻ mình cố gắng tương tác cho Nguyên nha. 79.000 cái này. Còn em mã 79 cho Nguyên là được nha. Bộ thái 79k.
Bộ Thái 79k. Chị ở góc nào rồi? Còn cái quần mà quần ngố nam mà đuổi á. Rồi. Bỏ đi xuống luôn đi, xíu nữa chị sale luôn em. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng em chứ chị. Có từ nào lên ngay đi chứ cùng đó hả? Cái gì kêu ngày tâm nướng. Thì ra ngay cái chuyện nào rồi đó. Thôi em sợ. Hôm nay hai nào bị chị tuyệt kêu. Ừ thì ai hỏi thì kêu cái nội vì video nội đó. Nói hỏi tối à, em không biết. Mai á, Mai hỏi chứ thôi không biết luôn á. Là chị tuyệt nó kia nó kêu nó cũng một quả con người nên hỏi thằng đó nó chị tuyệt kêu. Vậy con là cái ngày hôm nay thì ngày hôm nay hôm tạm. Thí hàng phối 79. Em không biết á. Phối đều hả chả? Nhưng mà tháng sau cũng được nữa. Ngày 4, ngày 6 à. Chị Tiết cũng chưa cúng đúng không? Ui con này bán tặng 19k luôn, 52 đổ về 19k nha, lên mã quần 19 trong em là được. Quần 19k, size 52 đổ về là ok. Rồi trong em con này 19k luôn, nhanh tay có 52 đổ về, lên mã cổ 19 luôn. Quần 19 và cổ 19 nha. Chốt nhanh tay đi dạ mình ơi. Hôm nay em đi hàng siêu rẻ luôn cho dạ mình luôn nha. Quần 19, cổ 19 luôn. Con này hàng hàng công ty đấy. Hàng này hay chạy 5969 nè. Rồi chị nào lấy cổ 19, có cổ 19 trong em là được. Cố gắng là mua một mã, tranh thủ chốt thêm để đủ đơn đi đơn nhé. Rồi con này đùi này cũng đây rồi, thương. Lên đùi 19 luôn, 50 độ về là được. Comment đùi 19 trong em là được nhé, 50 độ về. Cố gắng chia sẻ dùng nguyên dạ mình ơi để view nhé. Đùi 19 luôn, đùi 19 luôn trong em nha. Chị nào lấy cổ 19 cho Kiên Nguyên lên thì chị xuống đùi. Hỏi nha. Lên đùi 19 trong em là được. Ôi cái tập gì thì để này dùng đi. Bỏ cái tập gì đi vô trong lấy dùng đi mình. Kiên Nguyên lên thì chị xuống thoại nha. Rồi quần, trời ơi, hàng này là hàng tàu nha. Con này toàn bộ hàng tàu như vậy mà nói. Đùi 19 cho Thúy hàng. À từ Thì phân cái tay cái quần này ra dùng nguyên cái cỏ lên bán tặng cho bé luôn. Cái này hàng rất mẫu thì dùng dồn qua chung á. Có cái quần bé này em sale luôn 19k luôn. Size 20 tầm 25 28 cái là ok á. Quần suông bé 19k luôn. Quần suông bé 19k. Áo bé cái này nhỏ quá trong để cho nhíp luôn. Con này xịn. Con này xịn. Size tầm 15 đổ về. Con này xịn 15 đổ về em bán tặng luôn 29.000. Con này xịn lắm này, hàng 69.000 của Nguyên này. 29.000 áo luôn, chị nào lấy áo lên áo chung là được. Rồi một đôi giày bé size gì đây? Quần bé size 27. Tặng giày bé luôn, size 27. Giày bé size 27 hàng xịn này, bán tặng 39.000 luôn. Hộp này đi tới 145.000 hộp đó. Tặng 39.000 luôn nha. Size 27. Rồi chị nào lấy giày bé comment giày bé trong là được, size 27. Bán tặng luôn. 29 cho Nga nha. Bán tặng luôn giá mình 39.000. 39.000 giày bé. Con này con đang sale 55.000. Con này đang sale 55.000. Bán tặng luôn 19.000 luôn. Giày bé cho Yến 55 đổ về là ok. Cũng đi 19.000 luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã 19, sơ mi 19 trong là được. U là trời rẻ, em nói là sale 19-29 thì tranh thủ mà chốt nha. Rồi cho cái này đi, chị nào lấy cái này lên mã sơ mi 19.000 luôn. 55 đổ về là ok, 19k phát tới nha. Cố gắng chia sẻ dùng nguyên dạng mà thôi. Hai con áo bé rồi nha. Áo kiểu 79.000 của Nguyên. Con này đẹp lắm luôn. 55 đổ về chị em cho ok. Chị em mình về có thể là thêm cái nút bóp chỗ nặng được, hoặc là mang cái bra ở trong là ok. Con này đi chị ăn 49.000. Hàng Quảng Châu nha. Con này hàng Quảng Châu nha. Nguyên đĩa, nguyên chừa, cái này là nguyên chừa lại mang mà bị lặp chừa là hai con là. Chờ em xíu chị ơi. Lên mã kiểu 49.000 kiểu. Nha, comment mã kiểu 49 size 55 độ về là ok. Kiểu 49. 55 độ về là được. Rồi lên mã nhí 49, con này là hàng Quảng Châu nha chị em mình để ý này. Con này là hàng Quảng Châu, không phải là hàng sữa. Để giảm mình 49.000. Size 55 độ về. Con này 52 đổ về, lên mã nhí cho Nguyên là được. Nhí 49 luôn. Nhí 49 cho Đặng Lina. Nhí 49k nhưng mà nhớ là hàng Quảng Châu nha. Toàn bộ là hàng Quảng Châu, mấy cái này cưng lắm. Hàng Quảng Châu. Đấy chị nào lấy nhí 49, comment lên nhí 49 cho Nguyên là được nhé. Lên nhí 49 cho Nguyên là ok. Eo sao cái con chân váy này sao tới sao lươn mất ta. 55 đổ về. Em đang mang là bán áo riêng và quần riêng nha. Áo riêng, quần riêng mà chắc đã lắm. Quần mì hàng xịn luôn á, chờ em lên.
Có, chị Như Thảo vừa luôn. Này, con này đẹp cực kỳ. 55 độ về là ok. Lên mã chân váy, cái này em đi chợ mình 59.000 luôn. Quay cặn luôn chợ mình coi cái hàng. Nó xịn sò lắm nha. Hàng hai biên đó, 59.000 con chân váy này luôn, 55 độ về. Lên mã chân váy. Chân váy 59k luôn đi cả. Chân váy 59. Áo trắng chục mấy cây, từ từ chờ em xíu. Cái này bán tặng lên mã sơ. Cô đang tự nhiên gió lạnh lạnh hả? Sơ sinh đi, 19.000 cho 5 đôi. Lên mã tắc sơ sinh, 19.000 5 đôi nhé. Sơ sinh như vậy mình ơi. Tắc này dùng tắc sơ sinh nha. 19.000 cho 5 đôi, chị nào lấy tắc sơ sinh. Chân váy cho Thi Phương Nguyễn. Tiếp cái bao này đi chả. Bao này còn hỏi. Tiếp cái bao này đi chả. Tiếp cho cái bao này luôn đi. Rồi nhé, chị nào lấy mã quần bá, comment mã quần. Ôi lồ, tắc sơ sinh chung là được. 19k cho 5 đôi nhé. 19k cho 5 đôi. Rồi tiếp cái này luôn. Eo. Size 60 nha. Cái này size 60 như vậy. Size 19 cho Yến Hòn. Con này là size 60kg chị em mình ơi. 59.000 luôn. Ai nhanh có nè. Mấy con này bao đẹp luôn đó chị em mình ơi. Chốt nhanh con này. 59.000. Quay cận luôn chị em mình nè. Hàng này mới sale 79.000. Rẻ bao rẻ nhất rồi. Hàng này có độ giãn nhá, size XL. Lấy mã chăn váy. Chăn váy size XL 59.000 đó luôn. Chăn váy size XL 59k luôn. Rồi con này luôn dùng nguyên này. Bán tặng chị em 39.000 luôn. Hàng 69 size 50. Đùi 39. Hàng 69.000 size 50. Đấy, chị nào lấy đùi lên đùi cho em luôn cái này đi. Cái này cũng còn có mấy con nè. Chị em mình tranh thủ nha, mỗi mã còn được có vài con. Cái này đợt nào về là bay đợt đó nên chị em tranh thủ có 3 con. 55 độ về là ok. Cái này còn đúng 3 con, đợt nào về là bay đợt đó luôn ấy. Nè. Cái này em còn đúng 3 con nhé. Quần em đang mang có, từ từ chờ em sẽ túm cái bao. Đằng này cho ta đứng cái là nó tục. Túm cái bao này lại cái sao. Này. Trong nguyên cái này 55 độ về là chị em chút đẹp nhất. Thực sự nếu chị em mình đi mua chỗ khác người ta sẽ báo đến 60-62 ok luôn nhá. Quần sung trong nguyên là được. Có mấy con thôi, sung đẹp nhá. Sung mềm, sung đẹp, có 3 con màu xanh. Cái này chị em mix áo rộng cũng được. Mix với những cái áo như đang mang cũng ok. Được chưa? Bán tặng luôn, 49.000 cái. Giá chuẩn tương tác, không một nhà nào đi giá này cũng tự tin luôn. 49.000 một cái nhé, quần sung như vậy mình ơi. Quần sung cho nguyên này. Đấy, chị nào lấy cái này lên mã xanh cho nguyên là được. Xanh 49, caro xanh 49 cho nguyên là ok. Đúng 3 con. Caro xanh 49.000 nha. Caro xanh 49. Cái nào nguyên về đợt nào là nguyên hết đợt đó. Về đợt nào là hết đợt đó, nên là dễ mình tranh thủ. Rồi nhá, chị nào lấy xanh lên xanh cho nguyên là được. 49.000. 49.000 cho nguyên là ok. Rồi tiếp luôn dùng nguyên mã này lên mã đen 49 cho nguyên là được, quần sung nha. Quần sung đấy. Chưa chốt hết chị, nhà em đang chốt nhưng mà không có. Ui cái này mềm cực luôn. Sung cho Yến Mary. Trời sung ơi. Cho Phan Thị Tố Hoa. Cái này mềm cực luôn, 55 độ về thôi chị em nha. Lên đen cho nguyên là được. Những cái này chị em mình mix áo rộng. Này. Mang áo rộng này. Sát đây chứ đâu. Sát đi chứ đâu. Mang áo ôm nhưng mà cũng được. Hả? Rồi cho nguyên cái này hết xanh nhá, đen cho nguyên là được. Comment đen cho nguyên là ok. Lên đen nhá. Size này 55 độ vậy là chốt đẹp nhá. Chị em mình nhìn cái quần thô mà nó nè, nhìn cái độ nhún của hắn nè. Mềm nha. Rồi chị nào lấy cái này lên đen cho nguyên là được. 49.000, cái này em bao giá luôn, chị em mình yên tâm. Nha, chị nào lấy cái này lên đen 49.000, không nghĩ vì sao em sale cái này 49.000. Đây là vì cái này chị em mình mua ngang như là chị em mình đi mua nó thật sự nhập sĩ, nhiều khi không ra được giá này luôn. Rồi cho nguyên con này đen. Đen 49 55 độ về là ok. Áp treo từ từ chạy em xíu chị ơi. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên đen 49.000, có mấy con thôi. Mỗi mã được vài con thôi nên là chị em mình tranh thủ nhé. 49.000 một cái. Giá này là giá sale cho nó gọn. Đấy, chị nào lấy đen 49, comment đen 49 cho nguyên là được. Đổi máy đi sao. Này này, đổi máy đi. Không nhảy à. Đen nhá. Chị nào lấy đen comment đen cho nguyên là được. Đen nha. Đen 49, cái khách comment không nhảy à. Đen với Đặng Lina. Đỏ này có 3 cái thôi. Đỏ này em còn đúng 3 cái. Đen cho Thanh Hồng. Đỏ còn đúng 3 cái đó chị em mình lên mã đỏ chung là được. Còn đúng 3 cái và em đi có 49.000 đỏ đó chị em mình lên đỏ chung là được. Đen nha. Đen cho Phan Thị Tố Hoa. Comment đỏ chung là được, 49.000 thôi. Quần sung này mà đi có 49.000, lang thang cái gì mua mỗi màu cá. Em nói thiệt sự luôn. Dễ mang. Giờ dễ mình mix cái gì cũng được hết những con này. Nha. Đen cho Hình Thị Mai Phương. Ủa thì không phải có cái size của ngày hôm trước không có à. Nó có size gì. Cứ ghi lại đi. Tộc Nam em có. Rồi chị nào lấy đỏ lên đỏ cho nguyên nhé. Có 3 con màu đỏ thôi. Có 3 con màu đỏ thôi. Chị nào lấy đỏ lên đỏ cho nguyên là được nhé.
ba con màu đỏ giá lên kẹo mình 49.000 cái. 49.000 cái nghe rõ trong đen cho ngọc lên ánh. Đẹp ghê, màu gì ta? Màu kem. Đẹp ghê. Mềm. Khô mềm nha. Vào đen cho bích nha hồ. Rồi lên kem cho Nguyên là được. Nè, chị em mình nhìn cái con quần này. Mà đi có 49.000. Mở sao sao sao. Sao sao. Mở cái mở cái máy tính lên rồi sẵn. Dùng từ từ chút chung chị đó. Mở cái máy tính lên. Đó chiến nha. Áo đang mang từ từ chờ em xíu. Mở máy tính lên cái. Anh chào cái sếp gì đó. Rồi nhá, lên kem cho em. Comment kem đen cho Phạm Thu Hà. Rồi lên kem nhé, chị nào lấy kem comment kem cho Nguyên là được nhé. Lên kem cho Nguyên là ok nhé. Chúc kem cho Nguyên là được nha dạ mình ơi. Có mấy con dạ mình nhìn chắc của nó nè. 49.000 một cái, vợ 55 đổ về thì dạ em cho ok. Hôm nay dạ mình mua tạc ra đi. Hương Nguyên. Em nói bao rẻ luôn. Bao rẻ luôn nhé, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Lên mã này, lên mã kem cho Nguyên là ok đi. Đỡ cho Lê Liên. Rồi chuyển qua kem đi dạ mình ơi. Lên kem nha. 55 đổ về, còn bộ thun thái ngố em đang hết luôn. Đây. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên kem cho Nguyên là được, hết đỏ rồi chị ơi. Nguyên hết đỏ nha, rồi cho Nguyên con này kem. Chị nào lấy kem comment kem cho Nguyên là được nhá. Lên kem cho Nguyên là ok. 49.000 thôi, nên tranh thủ chốt chị em mình ơi. Kem cho Đức Nguyễn. Kem cho Thu Mai. Rồi nha, ai lấy cái này lên kem cho Nguyên là được nhá. Có 49.000 một cái, nên là mua mỗi màu cá đi vậy mình ơi. Kem cho Hoài Thương. Mua kem mỗi cho màu bơ cái bơ. Rồi ai lấy cái này lên kem cho Nguyên là được. Lê Thị Hòa được kem thôi nha. Kem cho Hương Yên. Rồi nha, ai lấy kem comment kem cho Nguyên là được. Rồi lấy mã nhỏ cho Nguyên là ok nè. Không có máy mạo chứ. Em đi nhanh thôi. Còn quần ống kem rộng loại 8 Nguyễn. Quần ống rộng loại 89 là cái loại nào ta? Chắc nè. Chắc nè. Rồi nhá, chị kem nào lấy cái này Phạm. Lên nhỏ cho Nguyên là ok. Màng con này. Màng vậy màng lại con này mà mang. Này. Có 49 thì con này thôi nha. Ai lấy vậy mình ơi. Rồi chị nào lấy nhỏ chút nhỏ cho Nguyên là được. Áo trắng từ từ chờ em xíu. Cái áo em đang mang từ từ chờ em xíu luôn. Còn mấy cái thôi, để xíu em lên bán tặng. Rồi hết màu kem rồi dạ mình lên màu nhỏ cho Nguyên nhé. Ôi nhỏ đẹp lắm. Dạ mình nhìn cái chắc này. Cặn chắc này không phải cái hàng cứng cứng khô khô đâu. Có kem rồi nhìn nha. Nè. Nhỏ chứ đặc biệt chị nào lấy cái này lên nhỏ cho Nguyên là được. Chút nhỏ cho Nguyên là ok nhé. Có 49.000 cái thôi. 55. Tại vì nó còn ít, mỗi mã con cái vài cái này là Nguyên đi từng màu. Dạ em cứ từ từ chọn. Màu nào cũng thấy cũng đẹp hết. Rồi lên nhỏ cho Nguyên là ok nhé. Lên nhỏ cho Nguyên là được nha chị em mình ơi. Lên nhỏ cho Nguyên là ok. Chuyển màu này lên màu nâu. Rồi lấy nhỏ lên nhỏ. Lê Thị Hòa. Rồi lên nâu cho Nguyên là ok nè. Comment nâu. Chúc nâu nhé. Comment nâu. Áo đang mang xíu bán tặng mọi người cái. Hết hàng rồi. Rồi nha. Chị nào lấy nâu comment nâu. Cứ lấy đi. Cứ dùng đi. Cứ dùng đi. Bên này nó nhảy chứ đâu có bị ẩn nè. Nâu cho Đặng Lina, nhỏ cho Bơ Bơ. Rồi chị em mình lên nâu cho Nguyên nhé. Comment nâu, màu nâu cũng đẹp đúng không? Mua mỗi màu một cái để dành mà mang. Mix áo rộng, mix áo ôm gì cũng được hết. Cái nâu này mix áo rộng, mix áo ôm gì cũng được hết. Rồi chị nào lấy cái này lên nâu cho Nguyên là được. Còn mấy mã này là hết nha. Còn mã hai mã, còn màu hai màu nữa là nhỏ hết. Chị nào lấy cái này lên nâu cho Nguyên là ok nhé. Comment nâu nha. 49.000 nâu, chút nâu cho Nguyên là được nha dạ mình ơi. Comment nâu nha. Nâu mình chuyển lại đen thì còn 3 cái thôi. Mã số 3 cho Nguyên là được. Comment mã 3 cho Nguyên là được, còn có 3 cái thôi. Nhanh thôi. Từ hôm nay áo thun nhiều Nguyên. Lắm. Áo thun nhiều lắm. Rồi nhá, từ từ đã trải cái nó ra chị. Bộ nam trước đây chị. Bộ nam. Xem cái bộ nam với cái quần đuổi nam cho em bán tặng luôn. Này. Rồi chị. Lên mã số 3 còn đúng 3 cái thôi. Có 49.000 cái chị em ơi. Nguyên nói thiệt sự cứ vô đi, cái nào ưng là chốt. Khỏi phải lăn tăn giá. Rồi chị nào lấy cái này lên mã số 3 chị em mình nhìn chắc nè. 49.000. Đây ai lấy cái này. Mickey trắng phía sau 69.000 cái.
69.000 cái, từ từ em lên nhé, hàng tàu xịn luôn. Cái này chị em mình hay mua HG bán vậy, mình 125.000 cái đó. Hàng tàu này 125.000 cái đó. Rồi chị nào lấy cái này lên mã số 3 có 3 cái thôi. Có 3 cái thấy hàng. Rồi nhé, chị nào lấy mã số 3, comment mã số 3 có 3 cái. Rồi còn mã cuối cùng, mã cuối cùng cái mã số 4 nào cho Văn Nguyễn. Rồi mã cuối cùng là mã số 4, hết mã như vậy mình ơi. Cho Chiến nha. Cái này hết mã luôn nha. Hết màu luôn rồi đó. Rồi cho nguyên mã số. À còn màu nữa. À cái này lộn xộn, còn màu nó na ná giống nhau đúng không? Rồi cho nguyên con này lên mã số 4 cho nguyên là ok. Sale tẹt ra luôn, chị mình thấy không? Rẻ khủng khiếp, rẻ luôn. 49.000 làm sao chị mình đi mua con này? Nhà ai bán? Nhà ai bán con này 49.000. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn giùm nguyên. Chị nào lấy cái này lên mã số 4 cho nguyên là được. Còn mã này cứ lên đen, màu này còn được ba cái lộn xộn này lên. Nó là ná giống nhau thì lên đen cho nguyên là được. Cứ comment đen lên cho nguyên là ok. 4 cho bơ bơ. 49.000 cái chị ơi. 4 cho Hoài Thương. Đây. Rồi, cái này lên mã số 2 đi. Chị em lên lại mã số 2 đi, có 2 cái. 4 cho Ngọc Vọng Lê, 4 cho Minh Thắm. Chưa, em chưa lên, lên trước. Hôm nay yên tâm, hôm nay cuối tuần em lại đến chiều. Nam nữ lớn bé, quần riêng nhó, phong bộ, phát gì đi hết. Rồi cho nguyên cái này đi. Ai lấy cái này lên mã. Mã số 2 có 2 cái. Mã 2 có 2 cái. Chị nào lấy mã 2, comment mã 2 cho nguyên là được nha. Lên mã 2 cho nguyên là ok. Chốt mã 2 nha. Comment lên mã 2. Mã 2 có 2 cái. Đây là mã 2 nhé, gì đầu lên cái mã 2 này ba. Rồi, mã 1 nữa là hết. Mã 2, mã 1 nữa là hết. Mã 2, mã 1 nữa là hết nè. Hai có 2 cái nữa sao? Cái đào lê với lại cho chị Minh Thắm. Hai cái đào lê Minh Thắm. Rồi lên mã 1 còn có 1 cái. Chút mã 1 chung là ok, có 1 cái hết nha dạ mọi người. Lên mã 1. Quần Nguyên đang mang em sắp lên rồi, em nó đẹp lắm. Cho Lê Thị Hoa. Không có điêu nè, về phát mỗi người 1 cái. Mỗi người 1 cái rồi, măng mỗi người 1 cái rồi. Mì xịn luôn. Em lên nắp luôn. Đài size nhá, cái này đài size nhá. S M L XL à. Em mang size S, S không Huyền? Huyền mang size rồi. Mang size nhỏ nhất đây mà không biết là mang size gì nữa, bóc S bóc mèo đấy. Mang size S M L XL. 4 cho Hương Yên. 40 lên, 38 lên 60 về ok. 38 lên 60 về và chuẩn mình chạy cho dẻ mình, cái này là mì hàng nha. Chắc của nó là ô mì hàng như dẻ mình ơi. Lên nhanh cái này nhá. Đài size. Đài size S M L XL 40 60 ok. Lên mã quần. Tháo tung rộng tới. Tôi đang tung rộng nhiều lắm. Hàng tàu, tung rộng hàng tàu này nhiều lắm nè, từ từ chờ một xíu. Quay đi luôn, trẻ mình con này luôn nè. 79.000 cái. Hàng hot đấy. Hàng này trẻ mình nhớ rồi, có cái quần dài nữa không? Cái này dáng quần quần lỡ mà lỡ tôm lỡ boy á. Cái phần chỗ này nè, nó hơi rộng xíu nè, mang cái này rất là thoải mái luôn. Chuẩn mì hàng nha. Mã 2 hết rồi chị. Rồi lên cái này dạ mình lên mã 79 kèm số ký cho nguyên là ok. Mã 2 hết rồi Kim Phượng ơi, còn mã 1 thôi. Rồi chị nào lấy cái này, ưa cái này lên mã 79.000 kèm số ký, cái này là theo này. Bản to. Này, mang bao sướng luôn, mang cái quần này nó ghen bụng rất là sướng. Mà chuẩn nguyên chạy cho dạ mình là u mì hàng á, không nhăn không nhào không rút. 79.000 cái dạ mình lên mã quần 79 kèm cho nguyên cái số ký là ok. Dạ mình nhìn cái bản cạp to cái này. Nên là chị nào bụng to bụng bự gì mang cái này ok hết luôn nha. Đó, chị nào lấy cái này cứ lên mã 79.000 kèm số ký cho nguyên là được. Thật kèm sai đó, bóc luôn sấy lờ luôn, bóc luôn con còn sai bóc ít thì bóc luôn trên này luôn. Rồi nha, chị nào lấy cái này ép cho chị em mình tổng khoảng 52 đổ về. M55 L57 XL là 60 quay đầu là chị em cho ok nha. 79.000 một cái, 79.000 một cái. Chị nào lấy cái này lên mã 79 kèm cho nguyên cái sai là ok. Quần này em bao chắc luôn, kèm sai nhá. 50 lấy xe ép thôi, 50 lấy xe ép thôi. Cho rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Comment mã này lên luôn dùng nguyên nhá. Còn cái nào để đọc ái được không ta? Còn cái nào có tay bót nữa? Còn nào tay bót không? Nè, đâu có dùng đâu. Đâu có cầm đâu. Mời rồi cho nhá, Đức chị Nguyễn nào lấy lên luôn dùng nguyên nhá. Mời cho Đức Nguyễn. Nhung Ngô làm gì hai tiếng là hai sai, cái size S với lại cái size XL. Nhung Ngô size S và size XL. Rồi ok nhé, chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng nguyên nhé. 79.000 cái con đang mang nó nè. Hàng này đi nhập tới 60 mấy nghìn, 68.000 là nhập 600-700 áo á. 68.000 từ từ. Ờ 68.000. 68 gần, nếu như vận chuyển về là 69.000.
tới 9 nghìn và em bán kẹp để cho chị em mình. Tại vì hôm bữa em đi cái phong to nhiều quá, nhiều chị hỏi phong nhỏ. Phong này là bo rip 55 độ về. Thì Nguyên bán kẹp hàng thôi. Em bán áo riêng, quần riêng chị ơi. Giờ em bán tặng luôn, còn bao nhiêu cái em bán tặng gọn luôn nha. Nhập vô là 68 nghìn cái rồi, bo rip xịn luôn. Hàng này hàng công ty, á nhầm, hàng dạng bo rip Thái 787. Hàng toàn bộ hàng có thương hiệu rồi. 5 cái thôi, 6 cái, 7 cái. 7 cái. Nha, đi chạy mình con này 55.000 một cái luôn. 55 cái độ về là ok nhé. 55.000 một cái gọn luôn. Đúng không? Hàng này em đi chạy mình 69.000 để em kẹp cái hàng to, hàng nhỏ, có hàng to, hàng nhỏ. Hôm bữa em đi phong to đấy. Ừ. Giờ bán tặng gọn luôn, chạy mình con này 55.000 đi dưới vốn luôn này chạy mình ơi. Hàng 787 rip dài lắm luôn ấy. Nha, cho Nguyên cái này. Ai lấy cái này lên luôn dùng mã này. 55k chung là được, có mấy cái thôi, 5 6 cái, 7 cái. Nha, lên mã áo 55. Quần của nó là quần mì hàng. Quần em đang mang là quần mì hàng. Rồi chị nào lấy cái này lên mã áo 55k chung là ok nhé. 55k em đảm bảo dạ mình đang mua giá rất là hời. Nha, hàng này nếu như mà đi nhập về mã 68 thì bán gì em phải được 75. 77.000. Cái này em bán tặng luôn chị mình 55.000. Rồi chị nào lấy cái này lên 55 các bạn con. Nha, 55k. 55k nhé, bao đẹp, bao rip này chị em mình nhìn cái độ giãn của hắn này. Bao sướng nha. Giãn vô tư thoải mái, em chút 55 là không thả đấy. Mang ôm cái này, dòng này sẽ là mang ôm nhé, không có mang rộng ra như vậy mình ơi. Rồi cho nguyên con này 55k. Áo cho Ngọc Chí Hòa. 55k luôn. Rồi ok nhé, 55k, chút 55 cho nguyên là được. Chị Hòa mới rep tin nhắn cho em đi chị ơi. Rep tin nhắn đi chị nha. Áo cho Bích Vân. Rồi lên chữ. Chữ này còn mấy cái nè ba. Áo này còn chữ khác. Còn chữ áo mặc là còn một cái áo 55 cho Cẩm Nhung mình nhảy đúng không? Hết rồi. Cái này cũng 7 cái. Lên mã chữ cho Nguyên nhá. Y chắc mà chữ nó khác thôi. Này, xét như thế này với đâu nữa. Mang thì đơn giản như thế này thôi. Lấy xe M rồi. Lấy xe M thôi. Lấy xe M thôi. Quần xe M thôi. Rồi lên mã chữ cho Nguyên là ok, em đi hết 55.000 cái. Nha, giá này chọn giá bán tặng okay, lên là dạ mình tương tác cho Nguyên nhá. Lên cho Nguyên con này. Comment mã này lên luôn dùng Nguyên mã này là mã chữ cho Nguyên là được. Nguyên đi luôn chẻ mình luôn, nó luôn 55.000 đi nhập vô là 68.000. Cầm cả tiền vận chuyển vô thôi, vận chuyển về là 69.000. Đấy, cho Nguyên cái nào mà nhập phải là đầu gần nghìn nhá, trên 500 cá rồi đó. Nha, đi luôn chẻ mình con này 55.000 lên mã chữ cho Nguyên là được nhá. 40 lên, 38 lên, 55 độ về thì em chút đẹp nhé. Chị em mình mang ôm body được thì em 60 vẫn ok vì hàng này nó giãn, co giãn theo form. Rồi chị nào lấy cái này lên mã chữ cho Quân là được nhé. Giá bán tặng luôn chị em mình 55.000 cho mã chữ, chị nào lấy chữ chút chữ cho Quân là được. Rồi lên mã G đỏ, có mấy con nữa thôi. Lên mã G đỏ cho Quân là được nhé. 55k cho mã G đỏ luôn. Ừ, cái này form to rồi. Form to rồi. Có con này to rồi nè. Chị nào lấy to lên to chứ cũng đi giá này luôn. To này 62 ok, có một cái to, chị nào lấy to comment to cho Quân là được nhé. Lên mã to 62 ok, có một cái to, chị nào lấy to comment to cho Quân là được này. Một cái to, à hai cái to cũng 55. Con này 62 ok, có hai cái to nhé, chị nào lấy to lên to. 62 cái độ về là ok cái mã to, chị nào lấy to comment to cho Quân là được. 62 độ về nha, được hai cái to, cố gắng tương tác dùng Nguyên chị em mình ơi. Chị nào đang theo dõi like chấm tương tác chia sẻ dùng Nguyên nhé, đẩy view xíu dễ mình ơi nha. Rồi chị nào lấy cái này cuối tuần là em đi quan sát luôn chị em mình luôn, bao rẻ luôn nha. Ai lấy mã 55 chữ to chút chữ to cái quần này, màu đen này, nói chung là màu nào cũng được đi. Màu nào cũng được. Ủa chị ơi, chị cứ lên chị tin tưởng chị đâu, chứ không bây giờ em phải báo cho chị là ừ cái size này vừa size kia vừa em máy nhá. Chị cứ lên cho em ok thì chốt, còn không thì thôi chị ơi. Ok thì chốt nha, giờ không thể là từng này khách mà chị nào cũng hỏi cái này ừ cái này size đưa lên size gì để đó, không nha. Em không bán kiểu đó, nhiều cái lãi có mấy nghìn mà đi phục vụ kiểu đó em không phục vụ được. Thay vì người ta bán cho chị em mình 105, 125 em đi chị em mình có bảy mấy nghìn thôi. Em không bán kiểu đó được nha, chị ok thì chốt thôi. Rồi cho Nguyên cái này em bán tặng luôn. Size chị nói size tới mấy? 50 cái độ lên 60 độ về, em còn có mấy con quần nam này thôi. Đẹp nha. Cái này hàng sót kho này. Còn có mấy con thôi. Màu gì cũng được nhá, trong hai tông màu này thôi. 50 đến 60 kg thôi. Gọn kho nha, em hết hàng nhá. Em bán tặng luôn 49.000 cả, chị nào nhanh có.
nhìn cái hàng trong nguyên, nhìn cái cặp quần này, hàng Hederly là hàng công ty rồi. Nhìn người ta may nè chị em mình ơi, nhìn cặp nè, nhìn ở trong nè. Đấy, trong nguyên con này lên mã quần nam từ 50 độ lên 60 độ về hai tông màu này thôi. Nha, hai tông màu này thôi. Chị nào lấy cái này lên mã quần nam kèm số ký. Kèm số ký cho nguyên như vậy mình nè. Hàng có size, còn 3 size nhưng mà từ trong khoảng 50 độ lên 60 độ về là ok. Chị lên kèm số ký cho nguyên là được nhá. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi nhá. Bộ đồ treo đằng này là 105.000. Lộn cái áo này ra cái chị. Ai thử mà bỏ. Rồi chị nào lấy quần nam kèm số ký nguyên đi chị em 49.000 cái. Kèm số ký nhá, không chọn màu đâu chị, em bóc đại thôi. Chị nào cảm thấy ok là chốt 49.000. 49.000. Nó bãi cho Hiền Hải Nguyễn. Màu nào cũng được ok là chốt nha, còn không ok bỏ qua dùng nguyên nha. Còn size gì nguyên bóc size đó 49.000 chị em, mình nghĩ đi ra con quần này đâu. Hàng này là nguyên sale là 79.000 cái. Còn được mấy cái size nhỏ. Còn mấy cái size nhỏ em bán tặng luôn cho dạ mình. Dạ mình nhìn hàng cho nguyên nè. Hàng là hàng Hydroly. Đó, mà đi luôn cho dạ mình có 49 cái. Chị nào cái này không bao giờ đi nhập ra được. Nhìn cái cặp quần người ta mai xịn sò quá. Cái cặp quần người ta mai xịn sò quá nè. Đó, chị nào lấy cái này lên kèm cho nguyên cái số ký nha chị ơi. Kèm số ký okay, nha. Hàng có size 2 cái. 2 cái với 2 màu. Nha. Hả? Chị ơi, chị không chọn màu đó chị, không có chọn màu, chị nào chọn màu em không chốt nha. Chị nào mà lên màu em không chốt nha. Không có đơn đâu chị Mai Hân ơi. Cái này không có đơn đâu. Em chỉ lên bóc đại ở trong hai tông màu mình cảm thấy ok là mình chốt thôi. Hàng này hàng nguyên sale 79.000, gọi là giá sale là 79.000. Áo nguyên đang mặc hết rồi. Đấy. Bán tặng luôn 49.000 cái. Có gì vậy lan tăng màu thì nó ná giống nhau. Em đi chị ăn 49.000 cái. Giá chuẩn giá bán tặng nha. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Sale luôn chị ăn 49.000 con quần nam như thế này, không một nhà nào đi nhập ra được luôn. Không đi nhập ra được luôn. Rồi ai lấy cái này lên mã 49.000. Kèm cho nguyên cái số ký là ok nhé. Lên 49k kèm cho nguyên cái số ký. Cố gắng lên cho nguyên cả số ký nhé dạ mình ơi. Cái gì? Cái này còn được 2 bộ em bán tặng gọn luôn. Bộ nam, cái này nói chung là còn lẻ em bán tặng gọn hết. Cái này là size 62 đổ về còn đúng 2 bộ. 62 đổ về còn 2 bộ, hàng mình đi 1 2 năm rồi ta. Hay 1 10 năm. 119.000 đúng không? 119.000, còn đúng được 2 bộ. Ám nam nam còn chữ khác. Cho em cái chữ đỏ đi chị, chữ nó tương tự với chị. Rút cho em cái chữ tương tự với. Rồi cho nguyên cái này luôn. Bán tặng gọn luôn nha. Chị ơi, hàng em nói nè, toàn bộ đơn. Cho kiểm tra hàng trước khi nhận, kiểm tra lỗi, trả hàng lại cho em. Còn nếu mà không ấy được thì đơn sau có đơn gửi lại cho em nhé. Giờ báo trên em không xử lý nha. Rồi cho nguyên cái này. Còn được 2 bộ size 62 đổ về. Quần đúng không? Chứ em ba đâu có bán ấy đâu mà cứ vô lên like nó lỗi hay không? Có đơn báo nhân viên ấy lại nhà em không rep hết được tin nhắn, hoặc là gọi lúc nhà em không like. Gọi qua lúc nhà em không like nhá. Còn hàng thì nhà em cho chị em mình kiểm tra hàng, còn chị nào 2 tháng không like là biết rồi. Nếu mà phát hiện được lỗi, em đã sale luôn cả trên like, thậm chí em bán tặng luôn rồi. 60 quần nam cho Bảo Ngọc. Cái này có 2 bộ thôi. Size 62 đổ về nhá, bộ này bao đẹp, 119.000. Làm gì có quần sập bé chị. Em có đeo quần sập nào của bé đâu. Em có ấp mẫu nào quần sập của bé đâu. Hai bộ này size 62 đổ về 119.000 bộ. Em đi luôn trả mình bộ này 105.000 luôn. 105 nhá, hàng thông hơi nhá, bao đẹp luôn, hai bộ size L thôi. Bao đẹp nhá, 105.000 một bộ. Chị nào lấy cái này lên trắng size L. Còn đúng hai bộ hàng này rớt mẫu lại thôi nè. Đi luôn trẻ mình 105.000 một bộ nhé. Bộ này xịn sò nha. Bộ hàng thông hơi cả áo lẫn quần. Ai lấy cái này chốt. Được 2 bộ nha. Sale luôn trẻ mình luôn nè. 105.000 đúng 2 bộ thôi. Đó sao? 2 bộ 105. Rồi chị nào lấy chốt. 105 cho Chiến à. Em đang mang. Ôi còn mã này nè. Chữ đỏ có 2 cái đó. Chốt nha. Có 2 cái chữ đỏ. Ui cái này đẹp nè. Được 2 cái thôi 55.000. Được 2 cái mã chữ đỏ. Chị nào lấy chữ đỏ. Mấy cái? 3 cái. Cái này được 3 cái, 55.000. Nhà em riêng cái gì chứ hàng lỗi nhà em cho trả. Cứ có đơn là báo trả lại nha chị nhé. Còn không đang em đang like đừng có nói cái này cái kia, em không có tập trung em like được đâu. Rồi nha, cho nguyên cái này. 55 đổ về là ok là chị em chốt được. Em bán tặng luôn 55.000, có 3 cái chữ đỏ nhé. Cái này đi nhập vô là 68.000 rồi. Chữ đỏ cho hồi 68 69.000 rồi. Bán tặng luôn 55.000, tại vì còn có mấy cái. Em về cái này về 6-700 cái đó. Mã này về 6-700 cái gì đó. Rồi nhá, đi 55.000 luôn. Chữ đỏ, chị nào lấy chữ đỏ comment chữ đỏ trong là được.
Rồi lên mã chữ. Lại đỏ tiếp chị gần nhau như thế này. Chữ đỏ cho ta? Hoa thi. Quần em đang mang 79 nghìn. Rồi cho nguyên con này chữ xanh đúng một cái. Chữ xanh này đúng một cái nhé chị mình ơi. Em sale luôn chị mình 75.000 một cái nhầm. 55.000 cái. Một cái chữ xanh thôi. Sale luôn 55.000 chữ xanh. Thì nào lấy chữ xanh chốt 55 độ về là chị em chốt ok nhé. Này, chắc đẹp lắm. Chắc đẹp lắm luôn rồi chị nào lấy xanh có một cái. Chữ xanh cho hồng hạt xanh. Rồi lên mã G chung em là được. Lên mã G chung em là được. Lên mã G chung em là ok hết chữ xanh. Lên mã G chung em là ok. Comment G nhé. Hết chữ xanh. Bộ sọc là 105.000 nha. Rồi lên mã G. Chốt lên G chung em là được. Nguyên đây có 55.000 cá thôi. Tranh thủ chốt nha chị em mình ơi. Lên mã G nhé. Chữ đỏ cái này gì Thúy Kiều. Chữ đỏ cho Thúy Kiều. Bộ treo là 105. Chữ xanh em hết rồi. Ừ, mang mấy cái quần này đúng đẹp đúng không? Ta xét cho chị em mình nè. Rồi cho nguyên con này lên mã G. Không có nào không chữ hết chị. Rồi lên mã G hết xanh luôn chị ơi. Có không chữ chờ xíu. À có cái này đúng không? Cái này đúng không? Rồi lên mã G cho con là được. Bộ sọc này còn ở đâu nữa không? Hay là có còn có bộ đây? G cho Thịnh Hưng 105. Đây hồi thương. Đây hồi thương. Rồi nha chị nào lấy cái này lên mã G cho con là được. Có 55.000 cái tranh thủ mà chốt như vậy mình ơi. Nguyên nói rồi đi nhập Thịnh đầu. Hưng lên địa chỉ số điện thoại nha. 700 cái 700 cái 800 cái mà đã là 68k rồi. À, chị nào lấy G lên G chung là được. Đi chị mình có 55.000 cái này thôi tranh thủ chốt. Rồi ai lấy G comment G chung là ok. Lên G nha. Rồi mã này nữa. Không có chữ thì lấy cái này nha. Lên mã này lên gì ta. Lên trơn đi. Này khách cốt chút lòng. Rồi lên mã trơn chung là được. Chốt trơn chung là ok. Như thế này cho nó nhanh nhé. 55.000 cái cho mã trơn. Chị nào lấy trơn lên trơn chung là được nha. Bán tặng luôn chị mình 55.000 một cái nha. Chị nào lấy mã trơn comment mã trơn cho em là được nhé. 55.000 một cái. Chị cho em cái set chip ngày hôm nay em bán tặng luôn. Hôm nay cuối tuần em bán tặng luôn set chip caro ấy. Còn mấy set chip caro hôm nay em bán tặng luôn, cuối tuần bán tặng luôn. Rồi chị nào lấy trơn lên trơn cho em là được nhé. Comment trơn chị ơi mình ơi. Chip caro mình có một mã chứ mấy. Hết rồi mà hết. Còn trơn cho chiến à. Trơn cho hóa chất chống thấm. Rẻ quá chị mình ơi. Lên trơn trong là được nhé. Comment trơn trong là ok. 55.000. Hôm nay là sale xả banh sát luôn. 55.000 con này. Rồi ai lấy trơn comment trơn trong là được nhé. Trơn. Comment trơn trong là ok. G cho Tú Nguyễn. Trơn cho cái này còn đúng cái nè. Ui. Thấy không? 69.000 của Nguyên đó. Một cái to, lên to trong là được nhé. Một cái to, chút to trong là được, đúng một cái thôi. Nha, bán tặng luôn, hết hàng rồi. Hàng này em chạy cực kỳ nhiều. Ngọc Thí Hoa. Mà còn giờ có số lượng nhiều những phân to này thì bán vẫn chạy này. Bán để khách mang nhóm, cái này đa số là em bán cho khách mặc nhóm nhiều. Rồi lấy cái này lên luôn dùng đi nhé. À em đang mặc để em mang cái chữ khác đi chị. Để em mang cái chữ khác cho. Xem cái chữ đỏ lên biết cái gì. À. Hả? To một cái rồi. À to có một cái thôi. Cờ này có hai cái. To cho hóa chất trong thấm. Cờ này cũng to này, lên mã cờ trong là được có hai cái cờ. Nha. Hình lá cờ lên cờ trong là được có hai cái. 55.000 cờ. 55.000 cờ nha. Chị nào lấy cờ comment cờ trong là được 55k cho mã cờ. Rồi chị nào lấy mã cờ comment cờ nhé. Cờ đó là to đó chị ạ mình. Cờ cho nha. Hóa chất trong thấm. Có hai cái thôi. Cái chữ này cũng đẹp nè chị em mình ơi. Cho ngăn trang. Lên mã chữ đỏ cho Nguyên đi. 55 đổ về là chị em chốt đẹp nhất nha. 55 đổ về là chị em chốt ok nhất. Rồi lên luôn dùng cái này. Comment nè. Cái này quần này mang ghen bụng rất là sướng luôn chị em mình nè. Nè. Nhìn cái bụng này. Rồi cho Nguyên cái này. Chị nào lấy cái này lên mã chữ đỏ cho Nguyên là được nha. Mã chữ đỏ này nữa là hết. Lên mã chữ đỏ cho Nguyên là ok nha. Chữ đỏ nữa là hết mã to luôn. Chị nào lấy cái này lên mã chữ đỏ cho con là được. Đi dạ mình 55.000 cái. Lên mã chữ đỏ cho con là ok nhé. Rồi tiếp cho em cái này. Hôm nay cuối tuần em bán tặng cái này. Cố gắng tương tác cho Nguyên nhé. Bán tặng cái này nha. Tại vì cái này nó còn ít mà chị nào cũng dùng được hết. Riêng cái mã này chị nào cũng dùng. Đưa đây.
gì? Hả? Thì để như nãy dùng chứ ra, đâu có đóng thùng đâu mà không dùng. Không đi. Đây, đóng thùng lên thì hết dùng. Rồi cho nguyên cái này. Hôm nay bán tặng nha, còn ít em bán tặng luôn. Quần em đang mang là 79.000 cái kèm 79 đúng không? 79.000 kèm số ký trong em là được. Kèm số ký 40 độ lên 60 độ về là ok. Đang bán tặng nha, cố gắng tương tác cho Nguyên dạo mà thôi. Mỗi chị trong xin lượt chia sẻ nha. Cái này chị dạo mình từ 40 lên 62 về. Còn một ít, tặng gọn luôn. Tặng gọn luôn. Hàng này là hàng kháng khuẩn, có tông kháng khuẩn, co giãn 4 chiều. Bán tặng luôn trẻ mình một combo như thế này, 5 cái. Đi luôn trẻ mình 39.000 5 cái luôn nha. Còn được máy sát tầm hơn 10 sát xíu. Em tặng gọn em qua mẫu này luôn nha. Bán tặng gọn luôn trẻ 39.000 một sát. Cái này là đi lỗ nha trẻ mình ơi. Quần em mặc là U10 hàng. Bán tặng luôn 39.000 số ký bá bê. Cái này là nó có size từ size S tới size XL. Quần này là quần U10 hàng mà ở trên của nó dạng nhắn boy boy á. Vậy mình lên kèm số ký cho Nguyên. Ok. Kèm số ký, lấy xe mờ đi, lấy xe mờ cho nó thông thả. Năm hai cho thịnh hơn. Bộ sập đen này bóc cho hồi nãy phải hồi thương chưa ta? Có chưa? Hồi nãy hồi thương bỏ cái này cho hồi thương chưa? Bỏ đi lên chi chứ chập là không nhớ đâu. Thế bóc ra đi. Chập đố mà chập nhớ tên gì luôn ấy. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã 39 cho Nguyên là ok. Bán tặng luôn vậy, 39.000 con này. 39.000 cho 5 con. Giá này giá bán tặng nha. Chip là không cần sai nha. Không có sai đâu chị, giảng vô tư, giảng thoải mái. Mã này là mã em bán tặng cuối tuần. Đó, đây là chị nào lấy cái này lên nhanh tay nhé. 39.000 cố gắng hỗ trợ cho xin lượt chia sẻ nha dạ mọi người. Không có sai. Một quần đang mang. Ok chị đến lương. In cái quần đang mang luôn. À không, lấy X, bóc cái size XL luôn chị đến lương đi. Quần Nguyên đang mang 79.000 cái kèm cho Nguyên cái size, kèm cho Nguyên số ký. Áo nam từ từ chị, em sẽ hết XL rồi. Bên kia còn kìa. Bên kia còn kìa. Giảng vô tư. Hôm đo hôm bự gì mang cũng được hết nè. Nói chung là mang mông, mông càng to thì nó càng giảng. Đấy, bộ sọc là 105 ở đâu đây? Còn bộ sọc không? Bộ sọc á. Ai có ai sách đầu tối thì cũng đâu có like đâu. Coi còn không? Thế? Không, chị không có lo ra đâu. Này vô tư thoải mái luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng em nhé. Không sẵn không đập ghi luôn đi. In nhiều là cuối tháng là ghi đó nha. In nhiều là cuối tháng là ghi đó. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng em nhé. Nguyên đi luôn chị em 39.000 giá chuẩn giá bán tặng nha. Thế cuối tuần cho con Dung nó bộ có, bộ lớn, bộ bé gì có hết. Từ từ chồng xíu. Rồi ok, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nha. 39.000 mẫu sọc không, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng em đi. 30. Chị nào lấy chip lên chip 39k cho em đi. Rồi trong cái này 55 lấy CL đi. 55 lấy CL đi cho nó thông thả. Nó CL cho nó thông thả. Rồi chị nào, cái này em nói nè. Con này chị em mình phải chốt nè. 58 lấy CL đâu mấy con. XL 8 XL. Okay, mã này phải nha. Chốt nha, còn có mấy cái mà em xịn, nó xịn lắm luôn. Xịn lắm luôn ấy. Này, còn được 3 cái. Còn được 4 cái nè. 4 cái thôi. S, M, L, X, L. Này hãy thay X rồi. Đẹp cực kỳ nha, lụa xịn luôn. Dài cồn cồn cồn. Mã này chị em anh nước sát quá là đẹp luôn. Quần ống sung nữa. Ồ, ở đâu mà in nhiều thứ đó. Có đâu mà in, nó còn có từng thứ chứ mấy. À, in sướng tay này. Nghĩ ra đi, in nhiều là vài bữa nó ghi đó nha. Ờ. Không sai chị ơi. Không sai chị ơi. Em nó mua con này nha, phải mua nha. Đẹp xịn, đưa cái điện thoại lại mượn cái. Đẹp xịn. Nhưng mà giờ còn 57 độ về cho cái mã này thôi. Mã này hàng hàng đặt cái chị em mình ơi. Đẹp lắm, cái này chị em mix sách lên mang đẹp lắm. Xịn, dài cộm cộm côn luôn. Lụa xịn cho Nguyên nha, quần lụa xịn. Chị em mình nhìn bản cặp này. Đẹp, mã này đẹp, mua. Ừ, đài size. Lên mã lụa cho Nguyên là được. Đài size giờ từ 38 độ lên 57 độ về thôi. Mã này hết XL. SML tao 3 size. SML còn đúng 3 size. Nguyên đi luôn chị em con này 75.000 cái. Chắc là chị em mình.
có size L 57 cho Ngọc Anh. Mã này còn đúng 1 ri thôi. 57 đây. S, M, L kèm size cho Nguyên nha chị ơi. Kèm size giờ còn size S, size M. Còn S, M, L thôi. Còn S, M, L. À XL luôn, đá XL luôn cho nó thông thả này. Là XL 70 đi 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 XL đây. 75.000 thôi. 75.000. Rồi nhá, cái này khách vô bóc. Rồi cho không có 2 ri. Rồi nhá, không có đủ 2 ri, không đủ ri đâu chị. Không đủ ri, cái này không có đủ ri rồi. Đẹp lắm. CL đây nè. CL. CM giá. CL cho Trần Phương Thảo. CM chị Tuyên Nguyễn này. Còn CF 5 đẹp. Em nói cái này đẹp, duyệt. Cái gì chị? Ai đây còn sát nữa chị? Đổ hết luôn à, moi hết trong đó luôn rồi đó à. Còn cái CS mã này. Này chắc này chị em mình ơi. Chắc 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 này CS con cá. CS con cá. CS có 1. CS cho Quỳnh Sương. Cái này có 2 ri, còn 2 ri tại vì cái này mới ra. Nên là không. Tao hãy cho Trần Phương Thảo nha. Này cho chị tây tiền ri nè. Không được thì bỏ ra nha. Ừ, sao? Ý là sao? Ý là lấy luôn ít L nhưng mà hãy chờ. S 10. Trần Phương Thảo có lấy L không thì bỏ ra cái khách XL rồi nha. Cái này còn còn cái XL này. 2X này. Ồ, cái này ta XL thôi. Không. Rồi trong cái con này lên mã D đi, cũng quần lụa mã D, đẹp lắm. Đẹp lắm, chị nó không có giờ đằng sau thôi nha. Cái này về ấy Trần Phương Thảo có lấy L không nha. Này chắc đã lắm, lụa là dòng lụa xịn nha. Hàng này là hàng may ra chị em mình, hàng đặt may ra đó để chị em mình về mix set đó, chứ không phải cái hàng mà hàng ấy sẵn nó không đẹp, vải nó kiểu như là lụa thô giọng lụa mình, lụa xịn như này này nha. Rồi lấy mã D trong là được, cảm ơn mã D kèm size lời cho Thúy Kiều đây, em chừa cho chị Tây tiền đi rồi đó. Rồi lên D kèm size, kèm số ký trong là được. Size S tầm khoảng 50 độ về là ok chị. S 50, M 52, L 55, XL 57 nha, hãy 60. Đây cái này chị tiền đi. Rồi nhá, chị nào lấy đi. Hả? Ở này có XL không đi. Đây còn đây, đây còn ri chứ. Đây 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 đây, đây đây còn ri đây. XL cho Trần Phương Thảo. Rồi lên mã C. Chốt mã C cho mình là được, DC. Lên mã C cho mình là ok. DL cho Cẩm Nhung. Con này đẹp lắm, trẻ mình mua đi. Nó ra được ít chứ mấy, nó mới ra được ít chứ mấy. Hàng này hàng đặt. Rồi lên mã C, đẹp lắm. Đẹp lắm luôn. Nha, nè. Nguyên nói là dòng lụa xịn nha. Nên là dễ mà yên tâm đặt. Chữ thì nó nái giống nha. Chị nó không có thì chờ được sao nhé. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Còn lên mã C. Hồi nãy là D rồi mà giờ C đi. Cho Đặng Yến Ly. Nghe nó nói thật sự là like để cho chị em lựa chứ chữ thì nó cũng na ná giống nhau hết trơn. 2X là bao nhiêu ký hả? 2X là 60 độ về. Chốt 60 độ về. Rồi lên đúng mã C cho Nguyên là được. Đây ca đi chỉ C không cho nó nhanh. C. D mời cho Tiên Nguyễn. Tiên Võ Thị Thanh. C. 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 X đợi chị Tiên Võ Thị Thanh. Tiên Võ Thị Thanh. 2X chị xin fan. Rồi nhá. Còn được từng này cái nữa là hết. Ô hết cái này rồi đó hả chị? Cái này tạm hết rồi nha. Hết CXL rồi chị. Còn CSML không đủ. 75.000. Bao chắc luôn thì dạ mình luôn. Nhận hàng con này để về đảm bảo ưng nha. Lụa là dòng lụa xịn mức mực mực như thế này nè. 51 chị thấy không? 51 chị thấy không? 51 chị thấy không? Rồi còn S còn L thôi. Còn S còn L. L gì hóa chắc chống thấm. Lời gì hỏi chắc chống tắm. Còn S tầm 50 độ về là chị em xuất đẹp nha. Cái này chắc 2 ngày nữa là ra hàng nhiều rồi này. 2 ngày nữa là ra hàng nhiều rồi này. Nó xịn nha, Nguyên nói là đặt may cái hàng lụa xịn ấy, chứ không phải cái hàng cứng cứng này. Này, này Nguyên thả dạ mình nhìn này. Cái đội nhũ của hắn này. Này. Thấy chưa, Nguyên nói lụa xịn. Dạ mình không thể sờ cặn chắc được. Còn xe S nữa thôi. Còn xe S nữa thôi nha, nói chung là đẹp. Còn S nữa thôi, chị nào không có cho em qua được sao? Em nói theo cái con quần này phải nhanh nè, nhưng mà Nguyên nói nè. Như thế này đi. Cái này bóc sao rồi chị? Nha. Đài sai. Cái hôm bữa Duyên mang vừa lên tá. Thầy quên. Năm bảy đổ về. Cái này chị em mình kèm cho Nguyên cái số đo vòng eo đi. Em nói nhận con này về đi nè. Là ưng thôi nè. Cái này còn sót X em bán tặng gọn luôn hôm nay cuối tuần.
quần công sở bác ghi. Quần công sở bác ghi, chị nào đi làm công sở đừng nên bỏ qua con này nha. Và giá này là giá bán tặng nha. Hàng này tới 125.000. Ấy cho Nguyễn Hiền Lương. Hàng đây là hàng đi 125.000. Cũng có cái một nút có cái hai nút như vậy mà nữa. Cũng có một nút có cả hai nút nhá. Chị em mình lên cho nguyên cái mã này kèm cho nguyên cái số ký đi. Em nó đẹp cực kỳ luôn. Cái phong quần baggy nhá, phong baggy nhá, caro baggy. Cái này chị em mình kèm số ký cho nguyên là được. 57 đổ về là ok nhá. 57 đổ về là ok, màu gì cũng được chị em mình. Dẫn sale này là màu gì cũng được nhá. Ok chốt nhá, còn màu đẹp đó. Chờ em xíu, đằng sau là 129.000 chị, xíu này em lên. Cái phần cái set này em lên luôn. Con quần này đẹp này chị em mình ạ. Kèm cho nguyên cái số ký nha. Cái này tính dưới 57 kg thôi. Còn chị em mình mà chính xác nhất chị em mình biết cái số đầu vòng eo cho nguyên cái số đầu vòng eo luôn. Chốt cho nó chuẩn nha. Em bán tặng luôn con này luôn. Màu gì cũng được, ví dụ chị em mình không thích màu gì có thể bỏ ra. Ví dụ như không thích màu xanh, bỏ ra giùm em, không thích màu đen bỏ ra giùm em nhé. Còn bóc đại nha chị em mình ơi. Đơn giờ đang la là không lái được. Bán tặng luôn nha. Bán tặng nha, giá này giá bán tặng nên là cố gắng lên cho Nguyên, cố gắng tương tác cho Nguyên nhé. Bán tặng luôn con này đẹp, hàng 125 format ghi, con này đẹp cực kỳ luôn, format ghi, con này size to này. Em ăn thử em xỏ sơ chị em cái form 57 độ vậy là chị em cho ok. Con này mang hơi to hơi cụm chỗ này này, chị em mình nhìn cái form vừa nào cho hết ta, bản này vô trong mày cho nó nhanh. Bây giờ mình nhìn form quần đẹp cực kỳ luôn. Bát ghi nha, bán tặng luôn 69.000 cái. Bát ghi chị ơi, mang dáng bát ghi chứ không phải là dáng dài. Mang là sẽ trên mắt cá chân như thế này nè. Chị như chị mang là sẽ lên chín tấc. Như chị Thị Lan mang sẽ chín tấc. Em thì mang ngay tới mắt cá chân. Con bát ghi nha, đẹp cực kỳ luôn. Chị em mình lên kèm số ký cho Nguyên nha. 69.000 cái luôn. Không chốt con này hơi phí nha. 69.000 cái, hàng này bị xóa còn một ít á. Nha, bán tặng luôn chị em mình lên mã 69.000 kèm số ký. Còn chị nào mà biết cái size, biết cái số đầu vòng eo á, cho Nguyên lên cái số đầu vòng eo luôn. Bán tặng, giá này giá bán tặng 69.000, nghe cái giá vô dùng Nguyên như vậy mọi người. Kèm lên cho Nguyên cái số ký. Còn chị nào biết cái size cái eo á, cái số đầu vòng eo, cho Nguyên cái số đầu vòng eo luôn. Bóc size cho nó chuẩn. Nha. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 69.000 kèm số ký cho Nguyên là ok. Con này không chốt phí nè. Em nói đảm bảo con này không chốt phí luôn. Ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Không. Ờ, không. Mà 2 ngày nữa đi. 2 ngày nữa là em sẽ trả. Chứ giờ không đủ hàng. Rồi chị nào lấy cái này em sale giảm 69.000 cái. Bao chắc, bao form và bao giá luôn cho chị em mình con này. Lên 69.000 cho Nguyên là ok nha chị em mình ơi. Cho em mấy cái bộ lụa chay nó luôn quý chị. Bóc luôn mấy cái bộ lụa chay nó cho em. Xem xem bán tặng vô luôn. Rồi nha, chị nào lấy cái này. Kèm cho Nguyên cái số ký. Cái này nè. Lên luôn dùng Nguyên cái này nhé, 69.000. Cho em cho Nguyên cái số ký là ok dạ, đúng không? Không không, cái bộ đủ lạnh lột. Em giặt đủ lạnh nha. Ai cái này chị nào lên trước có sai đi. Mã này dạ đuổi lạnh, đuổi lùi siêu nhẹ luôn. Cái nào còn ít chị cái thả xuống. Ôi trời ơi. Nhanh nha. Gì? Cái này nhanh nha chị em mình ơi, nhanh nha. Đài sai. Cao cấp. Lên mã cao cấp cho Nguyên đi. Không mua con này thì mua con gì? Chắc nè chị em mình ơi, lặt like nhá, đẹp lắm. Hàng này là hàng hai da đó, riêng xịn cho Nguyên này. Riêng xịn hai da, đài sai. Con này đẹp quá, hình như một mã bạn chị, cái này một mẫu đúng không? Một mẫu đúng không? Hai hai. Để cho em là tương tự màu đậm màu nhạt hơn xíu thôi. Cho em cái màu nhạt đi. Lên cao cấp đi. Màu chị là sao, chị cho em màu chị B sang là gì? Màu bạn này. Màu gì? Chả biết. Lên là đi làm lâu ram nha. Cái này lên luôn dù em có màu đậm và màu nhạt. Hai tông màu, màu đậm và màu nhạt. Cái này xịn nè, đài size đến 60 thậm chí 62 chị em mình mong trang được. Xịn gì em mình ơi, lật like mà mới. Mình đi chị em mình mã này lên mã xịn đậm hoặc là xịn nhạt cho Nguyên hoặc là lên. Kèm cho Nguyên cái số ký nha. Cái này phải có số ký nha. Đài size từ S tới XL không ta? Cái này SXL không nhỉ? SML. SML 3 size. SML 3 size. Ok, không? Bà đẩy cái này bà cứ bài đứng thì nó tụt cái
SML 3 size. Nhưng đi luôn trẻ mình con này nè. Không, không chốt, chị lật lối lan không có đơn. Em đã sale giá này thì đừng chọn màu nha. Đã sale cái quần nó đã sale 69.000 không chọn màu. Nha, đã sale 69.000 không chọn màu. Rồi cho nguyên con này đi. Lên màu đậm hoặc là màu nhạt. Đẹp quá luôn ý. 105.000 cá nhận hàng về con này đi chị em mình ơi. Đậm hoặc nhạt kèm cho nguyên cái số ký là ok nha. 105.000. Ring của nó là ring 2 da xịn sò lật lai như thế này. Chị nào lấy cái nào lên đậm hoặc nhạt 105.000. Quá. Ti nha, lên luôn dùng nguyên cái này đậm hoặc nhạt kèm cho nguyên cái số ký là ok. Chốt ngay cái này đi chị em mình ơi. Nguyên nói thiệt cái mã này chốt đi. Đậm hoặc nhạt lên kèm số ký cho Nguyên là ok. Từ 40 độ lên 60 độ về là ok. Tại vì những cái mã em sale lẫn còn lẻ em sale không chọn màu. Chị em mình lưu ý cho Nguyên nha. Cái nào mình cảm thấy ok thôi, màu nào cũng được. Dán rẻ quá rồi thì là chốt nha. Cái này siêu giãn nha, lưng cao và siêu giãn. Rồi qua nha, chị nào lấy cái này lên đậm hoặc nhạt kèm số ký cho Nguyên. Em in bill hết rồi. Cứ lên kèm cho Nguyên các số ký là có đơn nha. Kèm số ký là có đơn, hai tông màu, màu đậm. Size S, size M, size L. Nhưng mà hàng này nó giãn nhiều. 60 vô tư luôn cho nguyên con này nhá. 105.000 bao chắc luôn chị em mình khi mà dòng xịn sỏi này. Ok chị em mình cứ lên kèm số ký là có hàng, không cần đọc tên đâu chị em mình ơi, em đi hết rồi đó. Bóc size sau nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng màu đậm hoặc màu nhạt kèm cho nguyên cái số ký là được. Giá không lên luôn chị em mình con này 105.000, cái này phải chốt nha. Cho em luôn cặp áo thun xịn luôn chị, 105. Lưu ý luôn dùng 105, em sẽ lên trẻ mình có cả form to nhé. Em lấy cái này lên luôn dùng nguyên này. Còn mấy bộ lụa siêu nhẹ nha, bán tặng luôn đi. Còn mấy bộ, em nói cái này mang bao sướng nè. Cái này mang bao sướng, chị nào nhận lụa siêu nhẹ rồi phản hồi lên cho em nguyên phát nè. Còn có từng này bộ em bán tặng mỗi chị bộ luôn, để về mang thử cái lụa siêu nhẹ nó như thế nào nha. Ok, dạ mình cứ lên đậm hoặc nhạt kèm cho nguyên số cái 62 thì sợ hơi ấy đó. Bụng mà to thì sợ nó ôm đó chị nha. 62 mà bụng to là sợ ôm nha. Chị cả đùm đi cả. Chị nào mà mang lụa siêu nhẹ nhà Nguyên rồi cho Nguyên xin cái phản hồi đi. Như thế này nha. Như thế này nha. Màu gì cũng được đi. Bán tặng mỗi chuyện bộ luôn. 52 độ về là ok. 52 độ về lụa siêu nhẹ và hàng hãng nha. Màu gì cũng được nha. Siêu nhẹ không mua là hối hận đấy mấy chị em. Mua đi. Cảm ơn chị Thi Vương Nguyễn nè, mang mấy bộ rồi đúng không? Em nói mang giống như là mình ở giỏng luôn ý. Mang giống như không mang đồ luôn. Lại giãn á. Cái này còn được mấy bộ nhưng mà size nhỏ không? Ok chị. Size nhỏ thôi nha. 52 rổ về. Hàng này thường là Nguyên chạy 89.000, là sale 89.000 là đã săn được hàng sale. Hôm bữa em sale giảm 63.000 nhưng bây giờ còn có mỗi mà. À quên lộ mỗi xa, còn từng ngày bộ. Em bán tặng nhá. Bán tặng nha, đẹp lắm. 55.000 bộ luôn. 55.000 bộ nhá. Nhưng mà mỗi size L thôi, từng này bộ thôi. Em đi cho nó gọn mã. Bán tặng luôn 55.000 bộ lụa siêu nhẹ. Mang sướng hơn lanh nhiều nha. Màu gì cũng đẹp. Đấy, lên luôn dùng nguyên cái này. Lên mã bộ mỗi size 52 rổ về. Và hàng xịn nha chị em mình ơi. Bộ này là hàng công ty. Hàng này là hàng hàng HH. Cái này chạy nhiều lắm của hãng này rồi nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã bộ lụa cho là được nha. Bán tặng okay, luôn. Cho anh Nguyễn hai bộ hai màu. 55.000 thiệt. Không có size to hết rồi chị, khách nhà em hỏi nhiều lắm hết hàng rồi. Nên là Nguyên qua luôn cho nó gọn đó, hết hàng rồi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nha, lên lụa. Bán tặng luôn cho dẻ mình là 55.000 một bộ. Chân váy riêng em còn lẻ á chị. Góc nè. Đó đen trắng còn ba bộ. Bóc rồi, qua bóc tiếp à. Ủa đi qua bóc tiếp à. Không tiền chỉ còn. Cái tiền à. Trời ơi. Ok, riêng nhà chị nào lấy chốt. Nè, cái mã này còn được 3 bộ nữa là hết nè. Đường cái dạ mình này nhìn nó lạ, nó đẹp ở chỗ cái quần của nó là cái quần sung. Bà không biết bà không để ý hay sao bà mua về hồi sáng thôi bà mang mà chưa giặt. Qua hỏi thêm cái bộ này đây nè, còn được 3 bộ cuối cùng. Quần của nó là quần sung như thế này nha chị em mình ơi. Lụa và lụa quần sung. Nha, nghe rõ luôn giờ nguyên 3 bộ 3 màu, màu trắng, màu đỏ, màu đen. Em đi dỡ cái quần màu đỏ ra chị em xem nha. Lên mã bộ lụa này em đi chị em 79.000, 60 ok luôn. 3 bộ 3 màu, quần nhớ là quần sung nha. Lên mã sung đi. Mã này nó dễ thương nè.
là sao chị Phạm Huyền? Cái hai gì? Màu cho Nguyễn lên. Cái gì mà L78 ta? Chị đang hỏi cái gì? Chị đang lấy cái gì L78 đó? Lên luôn dùng mã này là mã sung cho Nguyên đi. Sung trắng nè. Lụa nó rất là mềm nha. Sung đỏ nè, sung đen. Bộ này em đi 79.000, hỏi phải lăn tăng. Nhà nào đi giá này hết trơn. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên sung nhá. Ba tông màu. Sung đỏ, sung đen và sung trắng, đi kẹo mình 79.000 một bộ. Chị nào chưa có chốt, nhanh tay cái mã này nè, 79.000 nha. Qua nha, chị nào lấy cái này. Cho em cái cặp áo thun xịn nó phát kìa. Cho em vài. Chị ơi, chọn màu cho em đi Thu Nguyễn. Ba tông màu nha. Màu đỏ, màu đen và màu trắng. Lên màu cho em. Em lên cái này. Sung trắng cho Thu Nguyễn. Còn 60-70 con. Rồi rồi, em lên cặp này đã. Em cho cái này bán càng cặp này anh. Chân váy riêng từ từ chờ em xíu. Chân váy riêng ở góc nào rồi? Em vô soạn hàng. Chân váy riêng đã lên đâu? Ờ, ý là tình kia, tình ngô kêu mới lên. Cái này là quần mà. Trời ơi, tàu xịn phôm to nha. Hàng này hàng tàu xịn phôm to nha. Chuẩn hàng cao cấp luôn. Có mấy cá rồi, em nói cái này mà. Cái điện thoại mình mà có cái mặt là dịch cái mặt ấy. Để cái hình mình có hình cô gái rồi, hình cái mặt người là dịch ấy. Rồi cho nguyên cái này. Phôm to nha, 60, 62, thậm chí 65 chị em bông trang được luôn nha. Rồi lên mã cô gái hồng cho nguyên là được. Mỗi màu còn cá. Em đi luôn chị em mình cái mã này 69.000 một cá. 65.000 một cái luôn đi. 65.000 thôi nha. Đi giảm 65.000 đi. 65.000 một cái. Chị nào lấy cái này lên gái hồng chung là được nha. Cái này mỗi thứ con cá. Cho mình cái điện thoại lại ta. Nha, lên 65.000 một cái này. Lên mã gái hồng 65 chung là ok. 65 thôi nha. Gái hồng nào đi giảm 65.000 thôi. Chị nào lấy gái hồng 65 chốt. Gái hồng, gái kem 65 luôn. Cái này dạ mình phải mua nha. Phôm to 65 cái ok luôn. Đẹp lắm. Dạ mình nhìn hàng nó xịn sò nha. Rồi chị nào lấy gái kem lên gái kem phôm to. Phôm này mang phủ mông giấu quần. Chị nào lấy gái kem chút gái kem chung là được. Mix với quần ngố. Quần ngố nhà Nguyên là ok. Chị nào lấy gái hồng, gái kem, gái đỏ, gái đen đi. Nha. Đi hết 65.000 xem lại cố gắng tương tác với dạ mình ơi. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã gái kèm màu cho Nguyên là được. Gái kèm màu. Ngăn trang. Chị ngăn trang bây giờ cũng ít có đơn like. Hoặc là up cái gì thấy đơn của chị chứ không thấy like. Có ít có like. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên gái kèm màu cho Nguyên là được nhá. Gái hồng, gái đen, gái kem cho Nguyên là được. 65.000 một em nha chị em ơi. Màu đẹp con này luôn. Gái đỏ nữa nè. Cả gái đỏ nữa nè. Đó, 65.000 một con. Rồi có một cái này hình gấu à. Hình con gì đó. Hình thôi. Lên mã hình kem cho Nguyên là được. Hình con chó. Lên cho Nguyên cái này hình kem luôn cho Nguyên là ok nhá. Nguyên đi luôn trả mình con này 65.000. Ghế hồng nha. Cho tiếc nha. Hình kem luôn 65.000. Chị nào lấy hình kem comment hình kem cho Nguyên là được nhá. Con cá 65.000 cá. Chốt mã hình kem cho Nguyên là ok. 65.000 nha. Cố gắng tương tác vì hàng đi đang đi rất là rẻ. Hàng xịn hàng giả mình mua hot girl. Đầu trăm mấy nghìn phải dòng xịn nha. Phải dòng xịn vải chắc đẹp như thế này nha. Rồi trong nguyên con này gái cam. À gái trắng. Hình kem cho Mỹ Thục Nguyễn. Rồi rồi. Gái trắng con cá nè. Comment mã gái trắng cho Nguyên là ok. Mang phôm này phủ mông dấu quần nha. Trong mã gái trắng. Mua tranh thủ chốt thêm đủ đơn đi đơn như vậy mọi người. Nha, chị nào lấy gái trắng comment gái trắng con cá. Gái cam không cần mở nữa vậy mọi người. Cái hồng dưới nó còn cái hồng còn. Cho Thịnh Hưng. Ba đang cầm cái chi đó mà ba kia với cái hồng. Gái cam cho Nguyên này không cần mở nữa vậy mọi người. Gái cam, gái đỏ, gái kem, cái hồng, cái đen. Rồi lên mã gái kèm màu đi cho nó nha. Không cần mở ra nữa vậy mọi người. Mở một cái thôi. Lên mã gái kèm màu cho Nguyên là ok. Giá không đi luôn chị em mình là 65.000 cái. Bao chắc luôn chị em mình nha. 65.000. Hình kem là hết rồi nha. Hình kem rồi chị nhá. Cái này còn con cá này. Cái này còn bộ này. Bộ dài bộ gắm này. Bộ gắm áo tay đùi quần đùi em đi giảm 69.000 luôn. Bộ này bộ gắm tay đùi nhá. Con bộ thôi. Cái này con bộ thôi. Tiết anh Đạn. Cái này con bộ gắm thôi. Ui. 60 ok và đi giảm 69.000 cái bộ này. Chốt nha. Chốt nha dạ mình ơi, bộ này phải chốt nha.
chốt lên luôn dùng mã này, comment mã gấm, có một bộ duy nhất sale 69.000 bộ gấm. Chị nào lấy gấm comment gấm cho là được. Em cái này còn có size nhỏ hả chị? Mời 57 ký đổ về. Sách chân váy sao à? Tại vì chưa phân ấy, chưa phân size. 129.000 sách, 55 đổ về có size. 55 đổ về là có size. Thế có đủ size không? À, thế trời. Ủa đâu chắc bộ gắm đi ba. Nó rồi cái máy nó không có ấy. Nhiều khi sót đơn cái cầm đây nè. Đổi cái điện thoại cho mừng cái điện thoại nữa nè. Có tê bóp ấy. Rồi đây 57 đổ về bộ mì hàng xịn nhưng mà vẫn còn mỗi xe nhỏ. Gắm cho ngăn trang. 57 đổ về là ok nha. Bộ mì hàng xịn nè. Một máy ta 129 là ta. Bộ mì hàng đi 129 nè. Xịn lắm luôn ấy. 57 đổ về thôi. Riêng cái quần này quần xe 95.000 rồi. Nhưng mà còn mỗi size M 57 đổ về nha. Em bán tặng gọn luôn nha. 129.000. Cái này cũng đi dạy mình 100.000 luôn. Còn mỗi size M 57, size L có được một bộ, size 60-62. Đi luôn trả mình bộ này 100.000. Bộ mì hàng xịn nha. Em nói là mì nha. Riêng cái quần ngố mì này Nguyên đã đi 95.000 cho nam rồi. Theo toàn bộ nhưng mà tại vì còn mỗi size nhỏ. Đi trả mình cái này luôn 100.000. Chị nào lấy cái này lên mã 100M hoặc 100L cho Nguyên là được. Mì hàng xịn nha. Bộ này bộ cao cấp. Ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Không chị ơi. Bộ này bộ cao cấp nên là chị em tranh thủ. Bắt cho em đủ màu cái mã này với chị. Cho em thêm cái màu kem với màu đen cái mã này luôn. Màu kem với màu đen. Ủa gì? Ui con này. Thích cơ. Con cái. Cân chưa? Phải đã lắm. Rồi con này mà không chút con cái. Cái này con cái thôi. Rồi lên mã gấu cam. Chút mã gấu cam cho Nguyên là ok nhé. 65.000 luôn cái này. Chút nhanh nha. Toàn bộ là dòng xịn như thế này dạ mình nè. Cái này hàng hot girl đi cao lắm. Tức là 100 mấy còn một cái đó. Cái này không đi dạ mình một nhầm 65.000 cái đó. Gấu cam này có một cái. Cái này lại tẻ ra rồi. Gấu cam có một cái. Đi dạ mình 65.000 một cái dạ mình ơi. Nha. Được một cái gấu cam dạ mình lên gấu cam cho là được. Mặt cười màu trắng. Mì là quần mì hàng hồi nãy hai chị ơi. Gấu cam cho hóa chắc trông thấm. Cưng chưa? Phủ mông giáo quần. Đẹp ghê á. Lên mã cười trắng cho Quân là được. Chốt mã cười trắng cho Quân là ok. 65.000 cười trắng luôn. Đẹp lắm. Cười trắng nha. 65k 65kg ok luôn. Lên mã cười trắng cho Quân là được nhá. Comment mã cười trắng cho Quân là được. Tiếp luôn dùng nguyên con này đỏ. Đỏ. Lên mã hình đỏ cho Quân là ok. Cười trắng cho Trần Thị Kim. Toàn bộ là dòng cao cấp nha dạ mình ơi. Dòng xịn sò như thế này nè. Rồi cho Nguyên cái này đi. Chị nào lấy cái này lên mã hình đỏ cho Nguyên là được. Lên hình đỏ cho Nguyên là ok nhé. Chút hình đỏ cho Nguyên là ok. Rồi lên mã thỏ xanh. Hình đỏ và thỏ xanh. Đẹp lắm mấy con này chị ở bên chốt đi xịn sò. Có lên áo nam có chị ở chờ em xin xin. Chờ em xin xin. Hình đỏ thỏ xanh. Hình đỏ cho hóa chất trông thấm. Thỏ xanh cho Nguyên là ok nè. Một miền nam đây. Hồi nãy chị lấy gì ta? Gì mà quên mất ta? Không như cái điện thoại nào bà. Thỏ xanh, thứ có cá thôi. Thứ có một cá thôi, chị nào lấy cái này lên thỏ xanh cho Nguyên là ok. Comment mã thỏ xanh cho Nguyên là được con cái. Lên thỏ xanh cho Nguyên là đây. Cười đỏ nè. Cười đỏ còn một cái nè. Hình đỏ hay cười đỏ đó. Cái này là cười đỏ khác. Bộ nam xây mờ hồi nãy cho chị Hoa Thi. Hoa Thi. Bộ nam xây mờ cho chị Hoa Thi. Thỏ xanh. Ok vậy rồi. Thỏ xanh thì Trần thì Kim Cúc. Rồi lên mã cười đỏ cho Nguyên là được con cái thôi. Đẹp lắm. Thỏ xanh cho Trần thì Kim Cúc. Giờ em lên màu đi. Từ từ chờ em xếp em lên màu. Cười đỏ cho Ngọc Thí Hà. Đẹp lắm. Từ từ chờ em lên màu. Em lên mấy cái nữa là em lên cái màu của cái set đằng sau nhé. Rồi lên mã nè. Còn cười cam nữa nè. Còn cười màu cam nữa nè chị em mình ơi. Bộ gấm à. Bộ gấm á. Gắm hình như còn tay dài quần dài. Còn tay dài quần dài thôi. Đều. Cưng nè. Cưng chưa. Xuân Thu lấy màu cam nè. Này. Đấy. Trời ơi, xong con áo này có 65.000 chị em mình ơi. Không chốt nữa chốt cái gì. Hàng này hot girl đi chị em mình toàn trăm mấy nghìn một cái áo hết. Bộ nam size M cho chị Phạm Huyền.
Phạm Huyền. Cam đây chị. Hồng. Từ từ. Hồng Hạnh Lê à. Ôi trời ơi. Hồi nãy có cái hạ cái chị gì mà mới đi Sài Gòn á. Thế. Rồi Hạnh Lê. Còn hồi nãy là Tiết Hạnh Lê đúng không? Cũng nhớ chứ. Trời vãi con này nè. Đã ghê á. Rồi trong con này chữ đen đi. Thấy con này đẹp lắm. Lên mã chữ đen nhé. Hai triệu chữ như vậy mà nè. Cứ lên chữ đen cho qua được. Hai triệu chữ nha. Có 65 nghìn một cái này. Dạ mình tranh thủ chốt. Rồi chị nào lấy cái này lên mã chữ đen. Ủa cái màu trắng nó khách chưa chốt rồi chị. Chốt chưa. Cho em qua đây à, cô gái màu trắng. Chữ đen cho Trần Thị Kim tốt. Trong sương thu chứ không phải đi Sài Gòn. Đó, ok chị. Hồi nãy là hồi nãy chị kia là Tuyết Hành Lê. Rồi nha chị nào lấy chữ đen lên chữ đen cho Nguyên là được nha. Comment chữ đen cho Nguyên là ok. Đẹp quá chị em mình ơi. 65k nha. Chữ đen cho Thanh Thanh. À Thanh Thanh không được. Ba cứ Thanh không chốt được. Chị Thanh Thanh em không chốt đơn được đâu. Đừng chị đừng vô chốt mất công chị ơi. Đoan nhưng đoan ái nhảy. Đẹp chưa? Có đồ bé trai từ từ chờ em lên. Hôm nay em lên hết chiều luôn mà. Chị nào mà đã xả lên hai lần vài lần rồi đừng chốt đơn nữa mất công. Chị Thanh Thanh giờ vô comment nhà không chốt được đâu. Gáo trắng cho hóa chắc trong thăm. Chốt của chị chưa bao giờ chưa đi được đơn đúng không? Chưa bao giờ đi được đơn. Chị nên chốt chi vô ấy cho nó cực. Không ấy được đâu chị ơi. Chơi là. Rồi cho Nguyên cái này hình đỏ cho Nguyên là được. Gấu trắng. Không chốt đơn của chị được đâu. Chốt rồi hỏi vặn hỏi vẹo đủ các kiểu rồi có đi đơn được đâu. Hai ba lần rồi. Ít rằng phải xả của chị hai lần rồi. Em like em xả của chị hai lần rồi. Vặn vẹo đủ thứ rồi có đi đơn rồi. Dồn một là dồn, hai là cái này không vừa đủ các kiểu. Rồi xả đơn ra chứ có bao giờ đi được được hàng đâu mà chốt mất công. Áo đen chữ bé trai cũng được chị. Cô tay chưa? Cô tay chưa? Rồi lên mã hình đỏ trong là được. Cái này mà trẻ mình mang quần ngố, quần đồ đều đẹp học. Mang mang quần, quần sọt rồi cũng đẹp luôn. Cười cam gì tiếng Nga có không? Hình như không. Ê con gấu trắng đẹp thế chị không chút. Còn con gấu trắng kìa. Màu trắng lại ưng. Rồi chị nào lấy hình đỏ comment hình đỏ trong là được nhá. 65.000 một cái thôi. Nhà Nguyên chạy giá trẻ mình yên tâm luôn. 65.000 mà con xịn sò này. Quần mang lấy số ký đi Lê Hạnh nha. Quần em đang mang có size, đài size cho dễ mình từ 40 độ lên 60 độ về. Từ từ cái nó để kiểm tra size để chị. Từ từ đã. Cái nó để kiểm tra size rồi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con nè. Comment mã gấu đen. Nè. Đẹp chưa? Lên mã gấu đen cho Nguyên là ok 65.000 mà cái con áo xịn sò này. Ờ. Cho Nguyên con này gấu đen nhá, 40 độ lên 65 độ về là ok luôn. Hình đỏ cho Nguyễn Thị Hoài Thương. Lên mã gấu đen. Chị em mình lên gấu đen và gấu đỏ hết. Gấu đen và gấu đỏ nữa là hết. Chị nào lấy gấu chút gấu chung là được. Có cả gấu đen, có cả gấu đỏ. Có cả gấu đen, có cả gấu đỏ. Nguyên đi luôn chị em mình mã này với giá là 65.000 thôi. Đẹp như này. Này. Đấy, xịn sò chưa? Mà đi có 65.000 thôi. Gấu đen cho. Rồi nhá, chị nào lấy gấu đỏ lên gấu đỏ chung là được. Còn nữa không em? Còn không? Cho chị thì cho chị ấy nè, cho nó dứt luôn cái này. Cho chị bịch luôn, cho nó dứt luôn nè. Rồi, cái này luôn đi, luôn cái này đi. Rồi, cho gấu nó dứt luôn cái mã này. Luôn. Rồi, cho nguyên con này lên mã hình đen còn con cá. Hình đen còn một đen cái. Hết rồi nha. Đã đẹp lắm. Hình đen cho Nguyên nha. Hình con cọp. Không, vậy, hình con gì vậy? Con gì ba? Con gì? Cọp đúng không? Hổ đúng không? Rồi lên mã hổ đen cho Nguyên là được. 65 ok luôn, chốt mã hổ đen cho Nguyên là ok nha. Chuyển mã nha, hổ đen cho Nguyên là được. Chị nào lấy hổ đen comment hổ đen cho Nguyên là ok. Giá đi dạo giữa 65.000 cái đó. Rồi cái mã này, chị nào chưa có tranh thủ chốt luôn. Cái này còn chưa tới thùng nữa là sạch 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 nha, chị nào có đơn tranh thủ gộp thêm cái này nè. Chị nào đang có đơn tranh thủ gộp thêm cái này. Cho em mấy cái bộ đuổi lạnh chị còn xây nhỏ nó bỏ xuống em bán tặng luôn. Hôm nay cuối tuần bán tặng luôn. Đuổi lạnh. Hình đen là hổ đen rồi ba. Ừ. Hình đen cho Nguyễn Thị Hoài Thương. Cái này còn chưa tới một thùng. Lên mã này, lên mã nước giặt. Cái này siêu thơm luôn chị em mình ơi. Khách nhà em nhận hàng rồi đặt thêm nhiều lắm luôn. Nha. Gấu đỏ còn.
Rau đỏ hết rồi. Rau đỏ hết rồi. Cái này giặt siêu thơm. Nước giặt nha. Hũ đen hết. Nước rồi. Giặt Omo Comfort. Ok, hũ đen. Cái này cũng còn chưa tới 1 thùng. Quên đi luôn, chạm mình luôn. Cái này 400ml nha. Em đi chạy anh 100.000. 4 bịch. 100.000 4 bịch nhá. Chị em mình lên mã 100 cho nguyên là ok. 100.000 và hẳn 4 bịch nha chị em mình ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã nước giặt cho mà được. Còn chưa tới một thùng. Chị em mình cứ lên mã nước giặt, còn lên mã 100 cho nguyên là ok. 100 4 bịch. Chị nào lấy cái này 400ml nha. Lên mã 100 cho nguyên là ok 4 bịch nha. Cái này nước giặt này siêu siêu thơm luôn. Siêu siêu thơm. Đấy, chị nào lấy nước giặt không tới một thùng. Cái này giờ không đủ một thùng mà thôi. Ít ít thôi chị Lương Cửu, cái này chở đi nặng lắm. Không, cái này không bù được tiền ship đâu ấy. Thôi lấy ít ít dùng đi. Không dám chốt một thùng đâu, nó nặng lắm. Cái này một thùng là rinh quẹo lưng luôn. Đấy, rồi chị nào lấy cái này lấy nước giặt cho là được. Thơm lắm, siêu thơm. Rồi nha, qua nước giặt cho Nguyên nhé. 100.000 cho Nguyên là ok. Lên 100, thơm lắm. Nước giặt Comfort. Lụa lại cho tối chốt không được à. Rồi ok, chờ em xíu. Rồi ok, chị nào lấy nước giặt cứ lên nước giặt cho Nguyên. Cái này em còn mấy bộ, em bán tặng luôn đi. Còn size nhỏ thôi. Qua luôn cái mã này nha. Size nhỏ, size này là mỗi 50 hoặc 52 đổ về là ok. Bộ lụa nhầm. Bộ đuổi lụa làm chỉ có 2 bịch 50k chị. 2 bịch không có 50k. Đi từ 4 bịch. Còn chị nào đi 1 bịch, 2 bịch, 3 bịch vẫn là 29.000 bịch. Chứ không có 2 bịch 50k. Em đi combo như thế, nhưng mà nếu như mua 1 bịch, nói chung là 3 bịch quay đầu là 29.000 bịch. Rồi nhá, chị nào lấy nước giặt cứ lên mã nước giặt 100.000 4 bịch. Rồi trong nguyên cái này. Còn mỗi size 50 52 đổ về thôi nha. Hết size rồi, hết hàng rồi. Và hàng này là hàng công ty, còn được mấy bộ em bán tặng gọn luôn nha. Cái này là bán tặng gọn nha. Thùng là 12 gói. 40 gói bà ơi. 40 gói lận. Rinh quẹo lưng quá. 40 bịch lận. Thùng là 40 bịch. Chứ không phải là 12 bịch đâu. Cho nguyên cái này size dành cho chị em mình à. 52 đổ về, hàng này tới 200 mấy, 295.000 hay 195.000. 195.000. Dòng đuổi lạnh ấy. Quần Nguyên đang mặc 60 kg ok. Cho Nguyên cái này, em bán tặng luôn đi. Hàng này đi 89.000 đúng không? Hàng này đi 89.000 một bộ. Em đi nói luôn chị mình 59.000 bộ. Chị lấy số lượng đi. Lấy chục bịch thôi. Lấy chục bịch thôi. Nha. Rồi cho Nguyên cái này. Ok đi tây nha. 59.000. 59.000 cái bộ này mà không chốt thì chốt cái gì? Eo là trời. Nha, ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. 59.000 cho Nguyên là ok. Lên mã bộ 59 cho Nguyên là được. Mấy bộ đó ba. Đây này. Bán tặng nha, giờ cái này xỉ lại ngang nhau. Còn xây nhỏ đi. Cái này xỉ lại ngang nhau, còn có mấy bộ. Mà dạ mình để ý luôn dùng Nguyên là hàng công ty. Hàng từ túi tác như thế này. 59 cho Thì Lê. Em lên rồi. Em lên rồi. Còn ở trên nữa, ba vút comment ở trên nữa nha. Ủa chứ đang bỏ cái điện thoại nó xuống mà không vút. Thì đã đây, 59 cho Nguyễn Thoa. Từ cái chị ở trên, từ chị Hoa Quý gì Trần Văn nữa nè. Hoa Quý Trần Văn nữa nè. Cháu đi Hoa Quý Trần Văn. Hoa Quý. Em bán tặng luôn chị em bộ này 59.000. Giá này giá bán tặng nha, đây là giá tranh thủ nha. Trần Văn. Hết hàng rồi đấy. Tổng luôn cái này về nhiều dễ sợ luôn ấy. Nhưng bây giờ còn mỗi size nhỏ. Còn mỗi size nhỏ này là em bán tặng luôn chị em mình, chị nào nhỏ con chị em mình mua về cho con được. 59.000 cố gắng chốt chuẩn dùng Nguyên nha. Nha chị em mình ơi, cố gắng chốt chuẩn cho Nguyên coi giùm em còn mấy bộ nữa chị bỏ xuống cho em thấy luôn đi. Còn được mấy bộ trên đó được kìa. Thấy luôn để cái này có luôn. Một màu thôi 59.000. Từ từ cứ bóp một bộ đi đã. 59.000. Rồi nha chị nào lấy cái này lên mã bộ 59.000. Hàng may như thế này. Em nói xỉ không ra đâu chị em mình ơi. Ok chị nào lấy nước giặt dưới lên nước giặt. Xỉ không ra 59.000 đâu. Tại vì nó còn ít và còn size nhỏ, còn áo cô gái còn chị. Cô gái còn. Cô gái em còn. Có cô gái trắng đang thải Ánh ra Nguyệt. Có một cô gái trắng đang thải ra ở ngoài này 65.000. Xịn sò. Có một cái cô gái trắng này chị ơi. Chị bóc luôn cho em cái quần size XL cho chị Nguyễn Thị Trang giùm em với. Còn không? Nguyễn Thị Trang. Ê cái bộ này mình còn à. Ô
Ok, chị nào lấy cái này lên gái. Cái này gái này chị, cái trắng. Đâu rồi cái bộ nó đây. Một bộ màu xanh duy nhất hết hàng. Cùng size luôn, 59.000 xanh. 79.000. Rồi cho Nguyên cái này bộ xanh cho Nguyên có một bộ thôi. Một bộ xanh duy nhất, chị nào lấy xanh lên xanh cho Nguyên là được nhá. Hơi chốt. Rẻ quá, 59.000 rẻ hơn hàng xưởng. Cái bộ nó cho ấy luôn. Thế chị. Chân váy pin nó ở đâu rồi ta? Dồn dùm em chân váy pin ở đâu rồi cho em lên luôn. Vàng này một bộ thôi chị. Vàng này một bộ. Áo đang mang không không có sai. Không có sai. Có cái bộ này size to, size 55. 57. Vàng trong em có một bộ 59k luôn nha. Lên vàng 59 trong em là ok. Nguyên nói rồi không bao giờ đi nhập được cái dòng này giá này hết trơn ấy. Rồi nha chị nào lấy vàng lên vàng size 2. 57 độ về là chị em cho ok, chút 55 cho nó thông thả. Còn một bộ vàng, chị nào lấy vàng lên vàng. Quần em đang mang có size đến 60kg. Có size đến 60kg. Rồi chị nào lấy vàng lên vàng. Hả? Rồi trong em cam. Màu này cam, màu hồng cam. Em chút 55, 57 thôi nha. Nên là ok, chuẩn chốt nha. À, từ từ. Còn áo màu cam. Màu cam có. Có luôn. Hồng cam. Bán tặng luôn 59. Còn mấy bộ nữa là nguyên hết sành xanh luôn rồi nè. Tổng thải luôn 59.000 một bộ. Nguyên nói là đang rẻ hơn một bộ vàng hàng xưởng. Đang rẻ hơn một bộ hàng xưởng. Đó, cái này hồng cam. Màu hồng cam, chị nào lấy hồng cam comment hồng cam cho Nguyên là được nhá. Hồng cam đi, chút cam đi cho nó dễ. Comment cam đi cho nó dễ. Xanh em hết rồi. Cam, cam, cam. Rồi còn vàng nhạt này nữa là hết hàng nha. Còn màu nhạt nữa là hết hàng. Màu nhạt size 50, 52 độ về là giảm cho ok cho màu nhạt. Chị nào lấy nhạt hết xanh rồi chị ơi. Còn màu nhạt, vàng nhạt ấy 59.000 còn lan tăng gì cái dòng đuổi lạnh này chị em ơi. Mà hàng công ty nữa, bán tặng luôn 59.000 một bộ. Nha chị nào lấy cái này lên vàng nhạt 52 độ về ok. 52 độ về. Rồi. Lên mã hoa cho em nữa là hết. Nha, lên hoa cho em nữa là hết cái gì em ơi. Chốt hoa cho em là ok nhá. Comment hoa. Lên hoa cho em là ok nhá. Bán tặng luôn chị mình 59.000 một bộ. Quần mặc là 79k. Quần đang mang là 79k một cái nhá. Đài size từ 40 độ lên 60 độ về. Rồi chị nào lấy cái này lên mã hoa cho Nguyên là ok. 40 độ lên. Cái áo chống nắng là giờ mình còn size được ta. Chống nắng hai lớp rồi mình còn size ra. Rồi còn hoa nữa là hết. Chị nào lấy hoa comment. Comment hoa cho Nguyên là ok nhá. Lên hoa cho Nguyên nữa là hết nha. Hết mẫu. Hết mẫu rồi chị em ơi. Rồi nhá, chị nào lấy hoa comment hoa cho Nguyên là được nhá. Lên. Gì? Áo nắng thải cái áo nắng cái kìa. Lên hoa cho Nguyên là được. Ở trong váy đây chị. Trong váy còn có từng này cái rồi. Cho vài cái. Cái này chị nào mà chưa màu nhạt luôn thì tiếc nha. Chị nào chưa săn được mã này săn mỗi màu một cái thôi. Mỗi màu một cái thôi ta. Chị nào mà chưa chốt tại vì cái mã này em dứt luôn, em chạy quá là nhiều cái này rồi. Giờ mới vô đầu mùa nắng mà em đã sale con này rồi. Cái này tại vì em không còn đều sai, còn tầm 55 đổ về. 55 đổ về thôi. Ủa, bộ gáp nó mình chốt hết rồi mà ta. Bộ gáp sọc này chốt hết rồi phải không chị? Chốt chưa? Thế? Ủa chưa chốt nữa hàng đâu con? Còn ít máy, tụi mấy máy. Wow. Nhạc là bằng nhạc đây phải không? Nhạc cho tiếc nha. Từ từ chờ em lên, biết kia em còn. Eo. Ô thế là rồi cho Nguyên con này, chốt nha. Rồi cảm ơn là cái điện thoại này. Chia sẻ lên phát này. Một quần 57, cái 57 cái XL. Thấy chưa, quần nó đâu có XL đâu. Quần. Quần hồi nãy quần 57 cái XL. Ok Mai Hồ nha. Cái này chốt nha. Cái này phải chốt nha. Hai lớp nhưng mà còn 55 độ về nó hết size to rồi chị ơi mọi người. Hai lớp nha, toàn bộ hai lớp cả áo. Tay hai lớp, mũ hai lớp luôn. Màu mè cũng còn màu đẹp không à. Kèm cho chị em mình một cái khẩu trang. Hàng này là hàng son thơm. Kèm thông hơi nách như thế này nè chị em mình nè. Đây, cho Nguyên cái này. Lên mã áo nắng hai lớp chung là được. Bộ xanh trên còn á. Gửi dòng bộ này xuống tàu không đủ. Đang chưa trả hết cho khách. 3158 có. Có 3158 bộ gấu xù nữa thôi là hết rồi. Rồi cho Nguyên cái này. Em bán tặng luôn chị em 79.000 cái. Nhưng mà lưu ý giờ chỉ còn size M với size L thôi.
ML 2 size thôi nha. Size 55 đổ về chị em cho ok. Chị nào lấy mã nắng lên luôn dùng nguyên là được. 79.000 mà ra con nắng hai lớp như vậy mình ơi. Hàng son thơm, hàng thông hơi nách. Hai lớp cả áo luôn, bán tặng 79k một em. Đấy, chị nào lấy cái này lấy mã nắng cho nguyên là được, kèm cho nguyên số ký là ok. Nắng kèm số ký cho nguyên là được. Nắng kèm số ký lên cho nguyên là ok như vậy mình ơi. Lên nắng kèm số ký bốc hàng. Cái mã này từ từ xem cái bộ gấu sùng. Gấu sùng. Nha, rồi cho nguyên con này lên mã nắng. Nhớ là hàng hai lớp nha, hai lớp toàn áo luôn. Màu nào cũng được nhưng mà giờ chỉ còn 55 đổ về, nguyên còn tầm độ khoảng 20-30 con nữa là hết. 20-30 con nữa là hết. Trời ơi, kèm size, kèm số ký cho nguyên. Không không, từ từ bí nào bí luôn hết. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên nắng kèm size. Kèm size cho nguyên nha. ML thôi 55 đổ về. Ủa gấu sùng chị. ML 55 đổ về nhá. Không chọn màu, nó có chọn màu đâu. Đi 79 gì nó chọn màu nữa đâu. Đâu còn đài size nữa đâu. Nắng dài mì em còn. Cái này không còn đài size đâu. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên nắng kèm số ký cho nguyên là ok. Không còn đài size nha, lưu ý. Nên là màu cũng không đều. Nên lại mới bán tặng giá này. Chị em mình nghĩ đi, 79.000 giờ nhiều khi nhiều chỗ nó bán một lớp mà không là nó đi 125.000 cái rồi. Nguyên đang chạy hai lớp nha. Đang ly vậy mà là hai lớp chứ không phải một lớp nha. Mà có 79.000 cái. Ngại gì mà không mua hai cái hai màu để dành mà mang. Hàng son thơm. Đấy, hàng chống tia UV, thông hơi nách. Tặng kèm thêm một cái khẩu trang này hết mấy nghìn rồi, 5.000 mất tiêu rồi. Đó. Đi dạy anh 79.000. Rồi chị nào lấy cái này lên mã nắng cho mình kèm số ký. Cứ dưới 55 là ok. Nắng dưới 55 là ok. Chị nào lấy nắng comment nắng cho mình là được. Dưới 55 ký là chốt đẹp nha. Đấy, chị nào lấy nắng comment nắng cho mình là được. Em bốc đại, chị nào cảm thấy ok là chốt nha. Tại vì không còn nhiều đâu. Ok, chị nào lấy nắng cho. Còn được từng này bộ đó rồi. Rồi cho nguyên cái này. Nắng kèm cho nguyên không chọn màu không em chọn nói. Màu nha. Em nói từ nãy giờ không chọn màu mà chị em mình cứ chọn màu mất công. Mã này còn bộ, ta 158 mã này còn bộ. Rồi lên luôn dùng nguyên, đừng chọn màu. Những chị nào nãy giờ chọn màu là không có đơn nha. Chị em mình thông cảm tại vì em hết hàng rồi. Giờ chị em mình chọn màu này mà sai nữa không có hàng cũng mất công. Đấy. Mới thấy màu nào cũng dễ mang mà có 79.000 chứ phải 179.000 đâu mà chị em mình lăn tăng. Chị em mình mua hai cái để dành mà mang thay qua thay về. Bộ này còn bộ em đang nói luôn chị em mình. Tàu khô 3158 phong to gấu sù. Bộ này sơ 89.000 đúng không? Bộ lụa từ từ. Cái này em còn mỗi màu được bộ thôi. Em đi nốt nha. Giá này em đi chị em mình luôn nè. Ok, nắng kèm số ký cho Nguyên. Chị ơi có size. Chị ơi có size nên là kèm số ký cho Nguyên với. Áo nắng có size nên lên kèm số ký nhá. Có 79.000 cái thôi. Kèm ký đi chị em mình ơi. Rồi cho Nguyên cái này. Giờ gọn hàng nhá, hết hàng rồi. 3158 là gấu sù nè. Bộ 3158 gấu sù còn được mỗi màn bộ như này nè. Em đi nó luôn cho em 79.000 bộ. Bộ này chốt nha. Đẹp. Giá này chỉ sale trên line nhá, cuối tuần em sale trên line. Em bay em đi như thế này là đi vốn chị em mình luôn. Hàng này toàn bộ người ta đi 135.000, 100 có sale 125.000 là cho hàng trơn ấy. Hàng nhà Nguyên riêng con gấu sù này hết 8.000 rồi nè. Riêng một con gấu sù này là hết 8.000 rồi nè. Là chênh nhau 8.000 so với cái hàng in nữa. Em sale luôn chị em mình bộ này luôn, 79.000 con bộ duy nhất. 60 đổ về là chị em cho ok. Lên mã sù xanh cho là được. Bộ có tông tàu khô 3158. Chị ơi, chị cứ lên cho em cái số ký là có đơn. Cứ dưới 55 là có đơn thôi. Rồi nha, bộ này em sale chị em mình 89.000. Bộ có tông tàu khô 3158. Càng giặt nó sẽ càng mềm. Chị nào mà đã mang rồi là ơn nha. Càng giặt càng mềm. 79.000 đi, 79.000. Sale 79.000 cái bộ xanh. Gấu xanh 79.000 cho là được. Còn bộ con bộ thôi. Kem này có 2 bộ. Kem này có 3 bộ. Chị nào lấy kem lên kem trong là được. 3 bộ kem. Đẹp như thế này. Đi 79.000 luôn. Kem đi chị ơi, thấy xanh nha. Này, 40 lên 60 về ok. Mang cái có tông tàu khô nè, càng giặt ra nó sẽ càng mềm nhá. Bao da quay máy giặt vô tư nó không bị giãn vải này. Thấm hút mồ hôi nhiều này. Đấy, rồi luôn cho Nguyên kem 79.000. Giá này tự tin không có nhà nào bán. Nguyên nói thiệt sự luôn. Không có nhà nào bán con gấu sù nào mà đi 79.000 trơn nha. Riêng cái hàng trơn nó rẻ hơn, hàng in nó rẻ hơn. Đó. Rồi cho Nguyên con này lên mã sù kem cho là được. 40 độ lên, 60 độ về. Thậm chí 62 bông trang được, 38 độ lên. 38 lên.
60 về là ok. Rồi chị nào lấy xù kem lên, xù kem cho nên là được. Xù kem nhé, xù bơ. Mỗi màu được có mấy mà mấy bộ thôi. Lên mã xù màu bơ. Được chưa? Xù kem, xù bơ. Cho xù nâu luôn đi sao? Cho xù màu nâu luôn. Ờ, à, rồi ok. Nha, lên xù kem màu, mỗi màu còn được mấy bộ em lên nó luôn cho chị em mình là 79. Kem chân năng trang 69.000 chứ. 69.000 dính mật xí chứ mấy. Chị báo khách rồi. Hàng 89.000 thì dính mật sale 69.000. Bị làm sao mà cái bộ 3158 mà đi 39.000. Còn bơ đi. Bơ cho Dung Phạm. Rồi lên bơ cho Nguyên. Bơ cho Thì Võ. Bộ này đẹp lắm. Rồi lên bơ cho Nguyên nhé. Comment bơ cho Nguyên này. Lên bơ nha. Bơ 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 nè. Rồi màu màu cốm nè. Và màu nâu. Màu xanh hết rồi nha. Ba tông màu này nữa là em hết 79.000 bộ. 79.000 bộ nhé. Xù kem cho Bích Phương Đà, Phương Dương. Xù xanh cốm, xù xanh bơ và xù xù nâu. Như chị em mình ơi, lên xù kèm màu cho Nguyên nha. Comment lên xù kèm màu cho Nguyên là được. Bơ cho Ngăn Trang, bơ cho comment mã xù kèm màu cho Nguyên nhé. Chị Cẩm Tú Cào rep tin nghe điện thoại nha. Nhà Nguyên không có để gom đơn lâu nha. Ví dụ như hai ngày nhà em không ấy là nhà em tự xả đơn ra thì lần sau nhà Nguyên sẽ không chốt nha. Cốm là cái này luôn chưa? Cái này là bơ, cái này là cốm. Cốm cho bơ cốm với nâu. Dương, cốm cho Trinh, cho Trang Lâm. Bơ cốm với nâu thôi, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Màu bơ, một cốm màu nâu. Chị mình cứ thử mua thử đi khi mà sale ấy. Đang sale mua thử một bộ thôi. Mang sướng, có tông tàu khô mà mang sướng thì làm sao mà cốm cho Trinh, Trinh, cốm cho bộ này có không? Bộ có tông tàu khô không có làm quần ngố, toàn bộ làm quần đùi hết. Cảm giác mà nếu mà dạ mình nhận bộ này với bộ Thương Thái nha, thì về sau mà cái vải nó cứ sổn sổn sổn. Nhưng mà càng giặt ra nó mềm nha. Nhiều khi Thương Thái dạ mình mang sướng, đúng mang sướng, mà dạ mình giặt lâu ngày. Lâu ngày giặt nhiều khi là nó sẽ giãn vải. Bởi vì sẽ giãn, nhưng mà cái hàng này riêng hàng này không giãn vải như vậy mà nó không bị xịt. Nó giữ phong đồ. Cái này giữ phong đồ rất là sướng. Cả cái áo thun của hắn cũng như thế. Đó, nhưng mà khi mà cảm giác ban đầu chị em mình mới nhận về thì sờ nó không được mịn, sờ nó sẽ không được mịn vì đúng cái tên của nó là cốt tông tàu khô. Đó. Bây giờ hàng cốt tông tàu khô con áo không, người ta 3158 người ta toàn sale áo trơn không, là 89.000. Ba tông màu này thôi em qua nha. Màu nâu, màu cốt và màu bơ. Đi chị em mình 79.000 một bộ luôn. Ba tông màu nhá. Chính bộ đó liền, rồi liền. Nguyên con gái rất là thích liền. Cảm ơn chị Xanh Ngô nhé. Mang sướng mà. Đó, màu bơ nè. Màu cốm nè. Màu nâu cho Nguyên nha. Đây có xe 79.000. Không, cái này Nguyên tự tin giá luôn á. Riêng cái bộ này, bộ trơn em đã bao rẻ hơn so với ngoài thị trường rồi. Em đang đi bộ gấu xù như này. Riêng con gấu xù 8.000 như này nữa. Đó, là trên bao nhiêu tiền rồi. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên. Lên xù kèm màu cho Nguyên. Nào cho Hồng Hạnh Lê. Cốm cho Trương Quỳnh Quang. Từ từ xíu này em lấy bộ lụa rồi lên luôn. Rồi đây em lên cái set này luôn. Chị nào hỏi, chị nào hỏi set này lên luôn nè. Hot hot hòn hòn. Nhưng mà 55 đổ về thôi. Nguyên thấy có chỗ nó like mà nó 60kg rồi. Em không biết là nhận hàng về mang kiểu gì luôn ấy. Báo tới 60-62kg cho size L. Nào thì về trẻ mình mang kiểu gì em cũng không biết nữa. Cái này chỉ có 3 size thôi. Nào cho Hà Phan Hà. SML 55 đổ về thôi nha. Nhà Nguyên chỉ chốt 55 đổ về. Nhiều chị kêu sao hàng nhà Nguyên nó nhỏ. Nhưng mà không, em chốt để trẻ mình mang vừa. Nhiều chỗ cùng hàng với nhà Nguyên mà Nguyên chốt 55 mà người ta đã chốt đến 62-65kg thì không biết nhận hàng về trẻ mình mang kiểu gì luôn ấy. Này rồi đi tỉnh đi đồ rồi đổi cái gì luôn. Cho Nguyên cái này nha, em chi chốt 55kg đổ về đó. 3 size. Đúng là 3 size SML dạ mình lên kèm số ký cho Nguyên là được 3 tông màu. Cái này có 3 tông màu, em sẽ dơ dạ mình từng màu dạ mình lên cho Nguyên cái này. Nha, Nguyên set này hàng mít, hàng của nó gần 300.000 một set.
329.000 sát. Ba dẻ mình à. Sát mix 329.000 một sát, hàng này hàng công ty. Nha, chân váy xếp ly ở trong kèm quần. Ở trong kèm quần hết nha. Từ từ chờ em xíu nha. Em đi từng màu chị em mình chốt nha. Em sẽ đi từng màu. Cái hàng này đợt trước nếu như mà em nói em có up lên là chị nào hôm bữa mua giá cũ thì có đơn báo nhà Nguyên sẽ bù tiền lại nha. Tại vì kho nó báo giá sai cho em á. Báo giá sai đó. Rồi cho Nguyên cái này, nó làm giá sai. Ba tông màu nha. Chị nào hỏi set này 55 đổ về thôi. 55 đổ về thôi, dạ mình chốt nha. Chị nào cứ có đơn cứ báo không ngại gì hết nha. Cứ mà đã mua cái mã này với giá cũ báo cho Nguyên nha, không riêng mã này thôi nha. Còn bình thường hàng ví dụ như hàng rất mẫu lại cái em xem không nói, nhưng mà cái hàng này kho nó tính giá sai. Chứ không là nhiều khi cái hàng ví dụ như còn cái ôi hôm bữa em bán cho chị giá này, giờ bán giá này đổi giá chị không có nha. Riêng cái mã này thôi. Lưu ý cho Nguyên nha. Ba tông màu, màu đậm nè. À, màu đậm là màu này nè. Màu đậm nè. Màu đen và màu kem hay là đậm nhạt và đen cho Nguyên. Nguyên đi chạy mình 129.000 cho một set. Bao rẻ luôn. Giá này bao rẻ luôn, em bao rẻ cái này luôn nè, chị mình dạo khắp luôn. Riêng cái mã này dạo khắp không bán giá này nha chị em mình ơi. Thế. Riêng màu đen là hết set. Riêng đen là hết set. Cái này Nguyên bao giá, Nguyên tự tin bao giá luôn. Nhà riêng cái mã này em tự tin bao giá 129.000 luôn. Nhà chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Comment mã này 129.000 kèm màu và kèm cho Nguyên cái số ký nhá, 55 đổ về. Riêng màu đen là hết set, màu đậm, màu nhạt và màu kem. Chị nào hỏi cái mã này lên nhanh tay. Nguyên đi luôn giảm chỉ có 129.000, Nguyên xét xịn như này luôn. Đấy, chị nào lấy cái này chốt nha, 129 kèm màu. Chị Titi ơi chọn màu cho em đi. Chọn màu nhá, ba tông màu thôi. Đây nè. Màu kem, màu đen và màu đậm. Màu kem, màu đen và màu nâu ấy. Kem đen nâu đi. Màu này nâu cho nó dễ. Kem nâu nè, màu đen, màu kem, đài size từ 38 độ lên, em chốt 55 độ về thôi là chốt được nha. Dưới 55 thôi nha chị em mình ơi, đừng chốt hơn nha. Đừng chốt hơn nha. Đen, kem nâu, màu đen không có xé, màu đen hết xé, riêng màu đen, riêng size S hết màu đen nha. Đó, rồi ai lấy cái này lên luôn dùng nha. Kem đen nâu ba tông màu với giá lên luôn chị em mình 129.000. Cố gắng chia sẻ đẩy view lên xíu chị em mình ơi. Chia sẻ đẩy view phát đi. Rồi nha, chị nào lấy cái này bỏ vô giùm em chị. Bỏ vô giùm em. À, đây chị em mình là ba nhầm nha. 129.000. Một set riêng màu đen hết. Hết sẽ. Cái này em còn mấy cái em bán tặng như vậy mình nè. Cố gắng tương tác lên xíu chị em mình ơi, 55 đổ về thôi. 55 đổ về là chị em chốt đẹp. Kèm size vô nha chị em mình ơi. Cái này còn hai cái, hàng 52 đổ về còn hai cái, nó đẹp. Hàng công ty nhá. Cái này hàng BH. Có hai cái. Em đi luôn chị em con này 29.000 cái nha. 52 đổ về cái này chị em mình mix mấy quần lưng cao như thế này lên bao đẹp. Hai cái em đi chị em mình 29.000 cái. 29 xanh cho Nguyên nhá, 29 xanh nè, 29 trắng nè, 29 hồng sen nè. Rồi cái này khác rồi. 29 nâu, cái này có 3 mà. Bán tặng luôn vậy mình 29.000 nhưng mà màu còn phải 57 kg thôi. Bộ ngố nó chốt 57 kg thôi. Thì chốt cái nó 57 kg thôi mà. Thì sao? Giờ hỏi ngược là trời. Áo 29 cho Nguyễn Hàng. Có hai cái. Áo 29 cho Titi. Trắng 29 luôn. Tương tác lên xíu vậy mình ơi, trắng 29.000 luôn, cái này dạ mình phải chốt rẻ quá. Thì 52 cái độ gì? 52, 53 độ về. Mang mấy quần lưng cao lên là bao đẹp. Lên mã 29 trắng luôn. 29 trắng luôn, siêu rẻ. 29 xanh hết rồi chợ, lên 29 trắng cho được. Cho mừng lại cái điện thoại. Có rồi chị cứ lên cho em kèm số ký là được. Set 1, 29.000 kèm màu, kèm số ký cho mình là ok. 3 tông màu, màu nâu, màu kem và màu đen. Set 29 là có 3 tông màu, màu đen, màu nâu, màu kem. Cố gắng mỗi chị một lượt chia sẻ đại view sức dạ mình ơi. Xanh đen không? Hết. Hết rồi. Đen còn đen, ha, đen còn kiểu cổ. Có hai cái cổ hồng này bán tặng 29.000. Hai cái cổ hồng giá này nó thực sự hàng này còn ít là em thảy lên để em bán tương tác thôi. Bán gì em để kẹp đơn thôi. Không có phông to hết rồi chị. Đẹp chưa? Màu này lên trắng da cực kỳ. Cho Nguyên con này hồng nhá. Cổ hồng cho Nguyên là được. Cũng 29.000 có 3 con cổ hồng. 29.000 một cái. Chị em nghe rõ cái giá vô dùng Nguyên, chị nào có đơn tranh thủ gom thêm cái này. Vì nó rất là rẻ. Hàng công ty đó.
Rồi chị nào lấy cổ hồng, chút cổ hồng chung là được. Siêu rẻ luôn. 29 có 3 cái. Có 3 cái. Chị nào lấy cổ hồng comment cổ hồng chung là được. Comment cổ hồng chung là được nha. À, đen rồi. Hồi nãy xã hội ai đen? 29 đen. 29 đen có ai nữa không? Có đúng không? Ok. Xếp màu đậm ok. Ok, ok chị Bách Dương Phương. Ok chị Hồng Hành Trần Thị. À cổ trắng cho Nguyên đi, 29.000 nha. U trời là rẻ. Cái này cổ của nó là cổ ve thế. Đen là đen nút nha. Cổ đã là đen nút nha. Cổ trắng cho Nguyên nha. Trắng này là trắng ve. Đồ bé em có đó, chờ em xíu em xin em lên. Nha. Rồi chị nào lấy cái này lên mà chị tìm giùm em thử có cái áo màu hồng nó còn cũ. Cổ hồng hết rồi nha. Hồng còn cổ không chị? Rồi chị nào lấy cổ trắng lên, cổ trắng cho Nguyên là được, có 2 cái. Bán tặng luôn 29.000 cổ trắng. Nha, lên cổ trắng cho Nguyên còn được 2 cái. Cổ xanh luôn nè, 29.000. Ok, chị nào lấy xếp cứ lên xếp kèm cho Nguyên cái số ký nha chị em mình ơi. Dưới 55 là chị em mình chốt đẹp. Rồi chị nào lấy cái này lên mặc cổ xanh. Xanh này là xanh cổ V nhé. Xanh này là xanh V nhé. Cổ trắng xanh V. Thu Thanh Dương. Rồi chị nào lấy mà cho Miên Trương. Cổ xanh con cá. Cổ xanh con cá. Rồi lên cổ nâu đẹp, 29.000 thôi. Đúng bán tương tác. 52 đổ về đó. Nói chung là hàng này nó giãn lắm. Em ăn thử dẻ mình cái nhé. Em ăn thử dẻ mình cái, dẻ mình nhìn cái cổ xanh cho Tú Nguyễn. Em sẽ mang thử dạ mình em 53 kg. Em sẽ mang một cái để cho chị em mình dùng cái phương. Có cái cổ V nữa không chị, cho nó khó cái cổ. Em coi có cái cổ V màu hồng không? Coi có cổ V màu hồng em lên nâu. Cái điện thoại mà em mà mang cái màu tối lên là bị chó. Ưa cái cổ V này cho nó thoáng cái cổ này. Em thì ưa cái cổ ngắn này, ưa rộng 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 xuống. Hoặc là cổ vuông. Rồi lên mã V nâu chung em là được nhé. Đẹp lắm. V nâu 52 đổ về là chốt đẹp nhá. Em đi có 29.000 cái thôi. Hãy trang V rồi nha. V nâu chung em là được. Chốt mã V nâu chung em là ok. V nâu bán tặng luôn 29.000 cái thôi. Mã V lăng tăng nhá. Lên mã V nâu 29.000 chung em là ok. Cô ba này có 2 cái. Cổ nâu cho Miên Trương. Cô ba này có 2 cái. Em nói là giờ tới chiều tẹt ra luôn. 29.39 phát tới luôn như vậy mình ơi. Nè, lên mã nút xanh đi cho nó nhanh. Chốt mã nút xanh cho Nguyên là được nha. Xanh coban. Hàng này chị em mình mua nhiều lắm rồi. Có 2 cái. Hàng này mã sọc rất rất là nhiều rồi. Nâu cho Mẫn Đạn. Cổ xanh cho Thịnh Hưng. Rồi lên mã nút đen. Rồi lên mã nút đen 29.000 nha. Ôi trời là rẻ. Xem like mà hàng rẻ hàng đẹp. Xanh nhớ tát bạn bè vô mua chung như vậy mình ơi. Nhớ tát bạn bè vô mua chung nha. Nè chắc nè. Rồi lên nút đen trong màu đen là cái màu dễ mang đồ nhất. Muốn mang gọn chị em mình mang màu đen vô. Nha, chị nào lấy cái này lên mã cổ đen hoặc là nút đen trong là được. Cổ đen hoặc là nút đen đi 29.000 cái. Có gì phải lăn tăn 29.000 là em bán xem. Chị Thịnh Hưng có rồi mà. Chị Thịnh Hưng có cái gì đó rồi. Nút đen cho Yến Marie. Thịnh Hưng mới có. Cam, cam có 2. Chị em mình ơi, màu này màu cam, cam giống hồng cam á. 29.000 cam thôi. Lên cam chung là được, có 2 con cam nhé. Chốt, 52 đổ về cam. Chị nào lấy cam lên cam. Siêu rẻ và siêu đẹp. Cam cho Nguyên nhé. Có 2 cái, chị nào lấy cam lên cam. Em sẽ mang cái màu hồng. Em sẽ mang cái màu hồng nha. Nguyên 53 kg, 1m54 thôi, bữa nay mập lắm nè. Hồng không á. Cam cho Thanh Thúy. Cam cho Trinh Trinh. Chị em mình nhìn con áo em đi, chị em có 29.000 thôi. Nhìn cái con áo mà Nguyên bán thì chị em mình 29.000 đây nè. Thiên Xuân có luôn, chờ em xíu. Quần caro em like rồi. Cam thấy rồi nha. À cam rồi. Không, chị B, chị B. Đã chưa? Phong là phong dài xuống như thế này nha. Em chốt, chốt cho nó thông thả. Mang cái áo ngực cũng có cái tai này, nhìn căng căng. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này.
lên mã cổ, lên mã V đi. Quần caro em like rồi. À, hình như là còn gì? Còn quần caro nào? Nãy caro em xem 49 còn cái nào? Còn mấy cá xíu cho em lên lại xanh. Rồi lên mã V xanh. À quên lộ. V hồng trong là được 29.000. U là không chốt cái này thì phí nha. Thì V này. V hồng, V xanh nhạt 29.000 một con. Không, em đang like, để em like luôn. Đây luôn à? Nó có mấy cái V rồi, ok cho anh V. 29.000 con V này luôn. V xanh nhá. V xanh này đúng một con. 29k cho size 52 đổ về là mang thông thả nhất ý. Em 53kg này. Mà mang này chị em mình nhìn nè. Thậm chí 55kg chị em mình chốt ok con này luôn. Giảng vô tư, giảng thoải mái như vậy mình ơi. Thậm chí 55 mang ok con này luôn ý. Rồi chị nào lấy cái này lên xanh nhạt con cái. Xanh nhạt có một. Rồi V đen luôn. V đen luôn. Comment mã V đen trong là được nhé. 29.000 cái. V đen. Đây lên các màu luôn chị em mình cho nó nhanh này. V đen này. Nguyên có V trắng này. V cam này. V nâu này. V coban. Đấy chị nào lấy màu nào chốt màu đó. Bao đẹp nhưng mà mỗi màu còn có 1 cái 2 cái. Em tổng cộng luôn 29.000 cái nha. Rồi lên V kèm màu trong là được. Chốt V đi ba. Ủa V đen có cả V đen đây này. V đây này. Rồi lên V cho Nguyên nhá. Xanh nhạc cho TT. Đen gì TT? Đen cho TT. Hồng đang mang gì Thịnh Hương? Hồng đang mang cho Thịnh Hương. À Thịnh Hương cho Thịnh Hương. Thấy hồng có hồng. Xanh là xanh kia đây nè. Xanh nhạc nãy giờ có. Chị xanh coban thôi. Đủ màu gì TT đi bóc. Đủ màu chị TT đi. Bóc đủ màu gì TT. Trắng cho chị. Trắng gì Tú Nguyễn? Cho Lạc Lấu ra. Trắng gì Tú Nguyễn nè. Trắng cho Tú Nguyễn, trắng cho bà Ông Ngọc. Rồi ok, chị nào lấy cái này lên luôn nhỉ. 29.000 không ngại gì mà không chốt mỗi màu một cái chị em mình ơi. Có màu coban nè. Có màu nâu nè. Có màu trắng nè, có màu hồng cam. Chị cắt luôn mẫu nút rồi. Em thấy có một cọc nút rồi chị cắt rồi. Sale luôn chứ cắt gì nữa trời. Để đem sale luôn đi 29.000 sale luôn chứ cắt gì nữa. Rồi nha chị nào lấy cái này lên V kèm màu chung là được 29.000. V kèm màu 29.000. Đây cái này. Đây. Đây hồi nãy chị. Nhiều kinh khủng không? Còn được từng này cái thôi. Cho một cặp thơ lên được chị. Có một mã cho một cặp cho em lên đi. Rồi cho em lên luôn. Thôi còn từng này cái màu đó là nái giống nhau chị nào ưa cái quần chốt luôn nhé. 49.000 một cái quần sung còn được từng này con nữa là nguyên hết nha. 49.000 một cái hello chị Mỹ Hồi Lê nha. Rồi trong nguyên con này 49k cái. Size này dành cho trẻ mình 55 độ về thôi. Còn được mấy cái nữa là nguyên sạch gọn cái này. Sale luôn trẻ 49.000 một cái quần sung. Từ 38 độ lên 55 độ về là chị em chốt ok nha. Chốt comment mã này, comment mã này lên mã sung 49 cho Nguyên là được. Màu thì giờ nó na ná giống nhau nhé. Còn được chừng này cái này là em sạch gọn rồi. 49k cái quần sung. Thì nào lấy sung, comment sung cho Nguyên là được nhé. Chốt sung cho Nguyên là ok, 49k. Đây ba, bỏ xuống dưới. Ai lấy cái này lên sung cho Nguyên là được 49k cái nhé chị em mình ơi. Rồi lên nắp mã này nữa thôi nè. Em còn V trắng nè, nãy chị nào lấy V trắng còn. V trắng còn. Rồi màu cam. Xung 49 cho Diễm Nguyễn. V cam này Nguyễn còn 2 cái. 29.000 cả. Ông V. Lên mã nút cam còn 2 cái và V cam còn 2 cái. Nút cam còn 2 và V cam còn 2 luôn vậy mà nói. 2 cái 2 màu cho Thiện Thảo à, cho Thảo Hình. Rồi chị nào lấy cái này lên mã V cam. Đúng cuối tuần là em tương tác thôi vậy mình nghĩ 29.000 làm sao ra được con áo này. Nó không đủ tiền công may và không đủ tiền vải luôn nha. Không đủ tiền công may, không đủ tiền vải. Giá này là giá bán tặng nha. Đó, đây là chị em tranh thủ. Rồi ai lấy cái này lên mã nút cam. Và V cam, V là giống như cái cổ ông đang mang này. V cam đây. V cam chị chế Nga nè, 29.000 nè. Còn một V cam. Còn một V cam và hai cái nút cam em đi có 29.000 cái thôi. Chị em tranh thủ chốt nha. Còn hai cái V cam.
à, một cái V-cam và hai cái nút. Màu em đang mang hết rồi, chọn màu khác với chị nè. Có 29.000 V-cam cho chị Phi Nguyễn là hết V-cam. Phi Nguyễn đây nè. Rồi còn nút cam, nút cam chung là được, nút lên như thế này nè. Đó, 29.000 cho mã nút cam, 52 đổ về thì chị em chốt ok nhá. V trắng chị Bích Ngọc có chưa? À Bảo Ngọc, Bảo Ngọc có chưa? Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhá. Rồi cô Ban cho Nguyên nè. V cô Ban. V cam em hết rồi. V cam hết rồi chị ơi. Còn nút thôi. Còn nút thôi. V xanh cô Ban. Đẹp chưa? 29.000. Rồi nha chị em mình lên mã V xanh. 29.000 chút lên cho Nguyên nha chị em mình ơi. Chị em mình yên tâm là em like đến chiều. Nam nữ lớn bé gì em cũng có sen luôn hết trơn ấy. Nút cam luôn chị Thịnh Hưng cá. Thịnh Hưng cá. Nút nha. Rồi chị nào lấy V xanh lên V xanh, cái màu này đẹp. Màu này đẹp, màu này ít gặp. Màu Coban, có hai cái màu Coban có 29.000 cái luôn. Hai cái Coban với giá 29. Chị nào lấy Coban comment Coban cho con là được 29.000 cái nha. Coban. Rồi nút xanh ngọc này con cá này. Xanh ngọc này 52 đổ về. V-cam còn một cái này. À V-cam còn cá à? Má ơi, nó nhỏ nhẹ 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 má ơi. V-cam cho Xuân Thúy. Chạp rồi. Con cái thôi, xanh ngọc. Con cá xanh ngọc, chị nào lấy xanh ngọc comment xanh ngọc cho con là ok. 29.000 nhá. Xanh ngọc 29 luôn cho con là ok. Nút hồng còn được hai cái qua nha. Em lên chạy mình sẽ lấy chân váy. Hai chị có cho em bộ mẹ, mấy bộ mẹ nó còn được mấy bộ cho em luôn. Mảng đạn. Này. Cái này gì ai mình nhỏ nhỏ tầm khoảng 52 kg, 53 kg quay đầu là ok, sẽ mang ôm hết nha. Cái này toàn bộ sẽ mang ôm nha. Xanh ngọc cho đạn yên. 29.000, chị nào lấy hồng lên hồng 29 cho con là được. Còn được hai cái hồng 29. Comment hồng 29 cho con là ok. Đẹp làm á. Rồi nha chị nào lấy hồng 29, chút hồng 29 còn hai cái nữa lấy 29.000 một con. Nha, hồng 29. 29.000 một con, chị nào lấy hồng comment hồng cho Nguyên là ok nhá. 29.000, hồng 29, hồng 29 chốt. Quá là rẻ như vậy mọi người. Siêu rẻ luôn. Rồi em lên xem chị em bộ này. Lên xem cái bộ này. Lên xem cái bộ này còn ít nè. Bộ này lên mã bộ mẹ cho Nguyên là được. Nó rồi mà chị. Rồi lên mã bộ mẹ cho Nguyên là ok nè. Cái này em còn ít thôi nè. Size cho mẹ mình đến 62 kg ok nhá. Mang quần nè, dặn quần sớm như thế này. Sang cái bộ này sang lắm luôn á. Nè. Mang chuẩn bị đi làm xui nè. Lên mã bộ mẹ cho Nguyên toàn bộ màu hoa 3D. Xịn. Bộ lan này dặn lanh nhung ấy. Nhưng mà 62 đổ về thôi nha. Còn màu đẹp thôi. Lên mã mẹ kèm cho Nguyên cái số ký là ok. Lên mã bộ mẹ kèm số ký nha. Nguyên đi chạy một bộ này 80 85.000 85.000 còn ít em đi nó luôn chạy bằng 85.000 nha. Chị nào lấy cái này lên mã bộ mẹ cho Nguyên là được. 85.000 bộ luôn. Nó không đủ tiền công may. Giờ đi tiền công may riêng một bộ 101.000 chưa. Tối sau như thế này. Quần của nó là dặn quần này nè. Quần sớ như thế này nè. Lên mã bộ mẹ kèm số ký đi chị ơi. Có sai kèm sai nha. Lên mã bộ mẹ kèm sai. Màu gì cũng được em bóc đại chị ơi. Em bóc đại thôi. Chị nào lấy cái này lên mã bộ mẹ cho Nguyên kèm cho Nguyên cái số ký là ok. 85.000 luôn. Chị ơi kèm số ký cho Nguyên, hàng có sai á. Hàng có sai. Phải từ 55 đổ lên nhá. 50 thì hơi rộng chứ. 52 đổ lên cũng được. Mang rộng rộng xíu cũng được. Nha, rồi chị nào lấy vậy nha. Cái quần của hắn như thế này thì cho mình em lật cái này xuống. Đẹp lắm. Bộ này khách nhà em nhận hàng về khen quá chừng luôn. Rẻ, vừa rẻ và vừa đẹp. Đây nè. Cái phong quần này chị em mình. Đây. Lên mã bộ mẹ kèm số ký cho Nguyên là ok nhá, nhiều màu lắm. Kèm số ký vô nha. Đấy. Hoa của nó toàn bộ là hoa 3D. Họ tiếng Anh nó na ná giống nhau á. Nên là nhà Nguyên bốc đại màu thôi. Rồi nha chị nào lấy bộ mẹ, chút bộ mẹ kèm số ký cho Nguyên là ok. Phải có số ký mới bốc hàng được nha chị em mình ơi. Phải có số ký mới lên hàng được nha. Đó chị nào lấy bộ mẹ comment mã bộ mẹ kèm lên số ký cho Nguyên là ok. Em bốc đại thôi, màu đâu có màu gì sáng được đâu. Cũng màu đầm hết như thế này mà. Có cái màu gì đâu rực rỡ đâu. Còn màu đẹp, màu trung trung đủ hết mà. Rồi chị nào lấy cái này lên, cứ lên mã bộ mẹ kèm số ký cho Nguyên là ok nhá. Qua nha, tranh thủ cái mã này nha chị em mình ơi. Rồi tiếp luôn, chân váy riêng nha. Tiếp lên luôn chân váy riêng. Tương tác cho em xíu đi chị em mình ơi, để view xíu nữa đi. Tương tác để view xíu đi. À, còn cái gì nhiều bán tặng người khác ta.
nó nhiều nhiều xíu kìa. Thấy cái em mấy cái bộ lanh lanh nó còn mấy màu cam màu đỏ nó em sale luôn. Bộ mẹ em sale 85.000 bộ luôn. Sale 85.000 chốt đi. 85.000 nhá. Nãy giờ chưa báo giá à ta? Nhớ báo giá rồi mà. 49 kg hơi rộng xíu đó chị nha. 49 kg là sẽ hơi rộng một cái tí. Nên là ok em chốt. Ok em chốt nhá. Rồi chị nào thích cái này lên mã bộ mẹ cho em được. Em đi em mà nói 85.000 một bộ. Tranh thủ chốt nha, siêu rẻ. 85.000 một bộ. Rồi cái bộ này chị em chốt luôn. Cái này chốt luôn nè. Chị ơi dưới 62 kg là có size dưới 60 62. Cái mã này dễ mình chốt nha. Em nói là chưa bao giờ nó rẻ như bây giờ, 57 kg đổ về. Hàng Sanaha 295.000 một bộ lanh nhung. Hàng tất cả đã qua xử lý độ nhăn, xử lý độ co, hạn chế độ nhăn, cũng có nhăn, cũng có co nhưng mà hạn chế. Bộ đuôi 69 và dạ còn chị chờ em xíu, em like luôn. Chờ em xíu em like luôn, có hết, từ từ thông thả, còn sớm mà. Cái gì mới có 2 giờ 5 mà. Em like tới chiều luôn. Cuối tuần là like đến chiều luôn. Rồi cho nguyên cái này. 59.000 cho size 57 còn đúng một bộ. 59.000 nghe rõ cái giá vô dụng nguyên nhé. Bao đẹp, 295.000 một bộ. Bộ lanh nhung chị ạ, mình nhìn cái gáy vải nè. Lanh nhung hàng hãng. 59.000 luôn cho size 57. Bèo bèo ở dưới này trẻ nè. Kiểu của nó là may bèo 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 ở dưới này, quần lửng nha. Đi hàng xưởng cũng có giá này luôn, còn có một bộ thôi. Bán tặng luôn 59.000 bộ này nha. Chị nào lấy cái này lên mã 57 trong là được. 57 đổ về, còn có một bộ thôi. Bán tặng 59.000. Nói chung là lanh xịn nha, hàng xịn, hàng cao cấp, hàng hãng. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi nhé. Lên mã 59 cho qua được. Cái này còn sai đang chị. Đâu có làm chọn, cái nó có bộ nó chứ mày chọn. Ok, lanh nhung 59 cho miên trương. Có bộ duy nhất chọn gì? Vàng sẽ ma ná qua như nhau. Vàng này có màu này mà sao chị? Có L với L. L cho 52. Màu thì vàng kệ nhá, cứ vàng là được. À, không à, Heroly không có bảy mấy ký chị hết rồi. Heroly chắc không có 72 ký đâu chị. Cái áo nào Heroly có không? Sao bữa nay em mất lấy không có cái to này. Cái hai em có rồi. Rồi cho nguyên cái này. Trai từ từ chờ em xíu chị. Em đi từ từ từng mảnh nha. Lên vàng 55 độ về có sai. Vàng này chỉ có 55 độ về đây này chị em mình ơi. Lên vàng kèm sai L52 XL55. Trời ơi 59.000 không chốt nữa, chốt cái thứ gì. Không xăng nữa thì xăng cái gì. Chị nào lấy vàng lên vàng cho được nhá. Size 52 là size L. Size 52 là size L. Size 55 là size XL. Nhà chị nào lấy cái này lên mã vàng kèm size cho là được nhá. Bán tặng luôn 59.000 một bộ. Hàng này hôm bữa em sale sale 89.000. Nguyên đi chị mình 59.000. Những cái mã này là những cái mã nguyên bán tặng kèm ấy. Sale tặng kèm ấy. Chứ chị mình nghĩ làm sao đi nhập được giá này hả chị mình ơi. Hàng cao cấp, toàn bộ là lanh nhung như thế này hết. 55 là thấy lỡ. 55 cho thanh khí. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã vàng kèm size. Bộ mẹ 60kg có, chị cứ lên cho em kèm số ký là được. Nha, bộ mẹ lên, cứ lên mã bộ mẹ kèm số ký mua hai mặt hai bộ đi chị mình ơi. Rồi nhá, chị nào lấy vàng comment vàng. Rồi cam nữa là hết. Cam 3 size. Cam 3 size. Này chị mình để ý hàng trong. Hàng là bộ lanh hãng như thế này. Có lanh bộ quần dài em không có. Quần dài tay lửng không. Không có đâu chị. Không có cái nào quần dài tay lửng hết. Rồi chị nào lấy cái này lên cam nữa là hết. Chốt cam kèm size cho nên là ok nhé. Cam 52, cam 55 hoặc là đồ bé. Em sẽ tắt cái like này, mau ram vô like đồ bé không. Là nó dễ. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng lên cam hết màu nha. Bán tặng có 59.000 bộ. Chốt nhanh dẹo mình ơi, hàng lanh nhung. Hàng hãng xịn sò. Này dẹo mình nhìn cái ghế vải của hắn nè. Đấy, 295.000 bộ trong hãng. Bán tặng có 59.000, rẻ quá thể luôn. Không cái không bằng hàng đổ đóng. Nha, ai lấy cái này lên lanh trong quên lộ cam cho nguyên kèm size. Cái này đủ size tới 57. Cam 52, cam 55 và cam 57. 52 cho size L. 52 cho Lê Thảo. 52 cho size L, 55 cho size XL, 57, 58 cho size 2X. Đó, chị nào lấy cái này lên cam kèm size cho nguyên là được. Giá đi luôn chị anh bộ này 59.000 giá bán tặng. Chị nào lấy cam comment cam cho được nhé. Vào còn mã này còn được mấy bộ màu tím size L, size 52 đổ về này là hết. Tím L 52 đổ về, giá đang chỉ đi trên like nhé. Còn chị mình mua về đẹp hỏi thêm em không bán giá này nha. Giá này toàn bộ có sale cũng chỉ sale trên like thôi.
Còn chị em mình giờ mà chị em mình mua ấy là em vẫn đi tắm lời cho Thí Nguyễn nha. Ví dụ nhận hàng về đẹp ừ đặt thêm cho chị bộ này bộ kia, em vẫn đi 8-9 nghìn bộ nữa. Giá này nguyên chỉ sale duy nhất trên live thôi. Rồi chị nào lấy cái này lên luôn dùng nhé. Em không like lại được chị, em mới like qua xong. Em mới like qua xong mà mỗi mãi em like rất là chậm ấy. Rồi nhá, chị nào lấy tím này chốt. Không like lại đâu chị ơi. Nha, không trọng hào mà. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên tím nữa là hết. Tím cho Lê Thảo. Lên tím nữa là hết. À, đi chi dễ mình chỉ có 59 nghìn. Lên đơn kèm cả địa chỉ, có số điện thoại hết trên live cho em nhé. Rồi ai lấy cái nào chốt nhanh tay. Đi luôn chi dễ mình chỉ có mấy bộ hồng nó cho em luôn đi chị. Cho em mấy bộ hồng nó lên tạm trước cả. Bán tặng luôn cái bộ này đi. À, bộ có tông tàu khô phong to 62 cái ok. 62 cái đổ về là ok. Nha, còn được mấy bộ. Thí Tha Mai Thanh. Bộ này là bộ lạc like. Đẹp cực kỳ. Còn mỗi màu. Trời ơi gần mưa này. Bộ có tông tàu khô trong em nhá, xịn sò. Cố gắng chia sẻ để view xíu đi chị em mình nữa. Đang trăm view đi. Vì ít khó like hàng quá à. Tao xong ngừng lại cái điện thoại này. Chia sẻ em phát về trang cá nhân cái này. Chia sẻ về trang cá nhân phát nữa đi. Tắm cái điện, lấy cái điện thoại kia, điện thoại kia, điện thoại ấy à. Chia sẻ cái like chị về cái vô. Về trang cá nhân xíu nữa vô. Rồi trong em cái này đi. Cho chị mượn điện thoại được. Cái này em đi chị em 79 nghìn, 75 nghìn luôn đi. Còn được có mấy bộ em đi nó 75 nghìn bộ luôn đi. Còn được 4-5 bộ nữa là em hết sạch cái này. Cốt tông tàu khô nha. Cái này là dòng cốt tông tàu khô. Size cho chị em mình 60-62 ok luôn. Áo là áo rộng. Còn được mấy bộ, 4 bộ, 5 bộ này em đi chị em mình 75 nghìn bộ luôn. 75 nghìn bộ luôn. Nó xịn sò nhá. Cái này càng giặt nó sẽ càng mềm. Đấy, ai lấy cái này lên mã hồng. Bán tặng luôn 75 nghìn. Còn mỗi màu cam đó chị. Còn cam đó. Còn nha. Mỗi màu cam nữa là em hết rồi đó. Rồi cho nguyên con này em đi chị em mình 75 nghìn cái bộ này chốt. Được 5 bộ. Được 5 bộ. Bộ có tông tàu khô phôm to. Phôm này chị em mình lấy 60-62 ok luôn nha. Đấy, siêu rẻ. Bộ này siêu rẻ này chị em tranh thủ. Cái mô mình có ít thải xuống luôn cho em đi chị. Cái nào có ít thì bỏ xuống luôn xuống cho em. Em xem cái bộ này chị em mình chốt nè. Còn ít cái bộ này phải xăng này. Đang chăn váy không chị em mình ơi? Để view xíu đi chị em mình ơi. Dễ quá. Rồi nha. Từ từ từ. Rồi lên hồng cho Nguyên đi. Sao chị em 75 nghìn? Sao 75 nghìn? Ai chưa có tranh thủ chút. Hồng cho Nguyễn Thường. Đây. Nó nói cái này nè. Giờ còn mỗi xe nhỏ thôi nhé, không có xe to nhé. Xe tầm 52 đổ về, còn xe 52 đổ về. Bộ này dòng tâm lạnh. Có một mình chị. Có một mình chị chăn váy riêng. Em ngại like lên mà like bóc mấy cái mà không thấy cách chốt, mệt lắm. Bán tặng bộ này luôn 55 nghìn một bộ, bộ này chốt này. Dòng đuổi lạnh nha. Đuổi lạnh đấy. Năm ai đổ về lên mã tiểu thư chung là được có một bộ thôi. Đi chạy vào 55 nghìn tiểu thư. Chị nào lấy tiểu thư chốt tiểu thư 55 cho em là ok nhá. Có bộ tiểu thư 55k cho mã tiểu thư. 52 đổ về là chị em chốt ok. Dòng đuổi lạnh con bộ. Chị nào lấy cái này lên mã tiểu thư cho em là được nha. Bán tặng luôn chị em mình. Còn được mấy bộ chỗ này thôi. 55k. Người lớn chị ơi 55k. Lên mã tiểu thư bộ này. Bộ vải lên mình vàng cho em là được. 52 chị nào gọn lên 55. Lên mã vàng vải lên mình nha. Bán tặng luôn chị em mình bộ này luôn 55 nghìn luôn. Tiểu thư cho anh Hồng Trang 55 nghìn luôn. Chị nào lấy cái này lên vàng chút vàng cho mình là đúng bộ thôi. 52 đổ về là ok nha. Chị nào gọn thì lên 55. Lên mã tiểu thư vàng. Phải cái bộ này là bộ vải lên nỉ. Tiểu thư Hồng hái rồi nha. À, tiểu thư Nu hái rồi nha. Áo thun em có. Áo thun nhà em nhiều lắm. Còn thun tàu chưa lên nữa kìa. Từ từ chờ em xíu. Rồi lên vàng cho em là được nhá. Còn vàng còn hồng Nu hết rồi. Còn vàng, còn hồng và hết nu nha chị em mình ơi. Rồi trong em con này hồng nè. Tay của nó là bèo như thế này, đẹp chưa? Rồi lên hồng trong em là được nhá. Hồng 55k. Size 52 đổ về chị nào gọn lên 55. Xét đằng sau em lên rồi chị. Xét đằng sau của em là 129 nghìn. Cho size 55 đổ về. Rồi chị nào lấy hồng lên hồng. Vàng kiểu khác, vàng kiểu khác. Vàng khác đừng có chốt mà lộ. Ê, này còn một bộ hãng này nữa nè.
đi 59.000 nãy hồi nãy em xe 59.000 đúng không, bộ lửng không cho hành trang, bộ lửng này xe 50 đổ về đó, lên lửng này xe 50 52 đổ về và em đi chèo 59.000 bộ hả, bộ này hàng phải hàng xe 89.000 không đấy, cũng đi nót 59.000 luôn, bộ hàng hãng cho nguyên con bộ này. Có một bộ hàng hãng vẫn đi 59.000 luôn cho xe 50 52 đổ về, dạo này bộ này bộ lửng hãng 59.000 luôn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã chữ vàng. Chữ vàng cái này còn xe nhỏ thôi. Không hết rồi chị ơi. Vàng lên mã chữ vàng chung là được. Comment mã chữ vàng tiểu thư nhé. Tay bèo 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 hay cưng lắm. 50 52 đổ về là ok, chị nào lấy chữ vàng comment chữ vàng chung là được. Nguyên đi luôn chị em bộ này luôn. 55.000. Cái bộ lửng hồi nãy em sơ chị em 59.000. Rồi ai lấy cái này lên mã chữ vàng. Size 52 còn lên 55, chốt 52 cho nó thông thả, mặt nhà mang cái này cho nó thông thả. Rồi chị nào lấy cái này lên mã chữ vàng lửng rồi. Ờ lửng đó lửng chữ vàng, chữ vàng bộ này vải lên liền, bộ này vải lên liền, lên mã xanh đen em chưa lên riêng, chưa lên đùi riêng. Chữ vàng cho Thanh Phí lên mã xanh đen, chốt xanh đen chung là được nhá. Có 55.000 bộ này thôi nên là khỏi phải lăn tăn giá này giá xả, còn được bộ là em xả hết á. Rồi nhá, cho nguyên con này lên xanh đen, chốt xanh đen cho nguyên là được nhá. Cuối tuần trẻ mình có thời gian sang những cái like như thế này, coi những cái like này chốt hàng siêu rẻ luôn. Rồi nhá, chị nào lấy xanh đen và chữ xanh cho nguyên là được này. Xanh đen và chữ xanh chưa, em chưa lên chị, xanh đen và chữ xanh nha. Chị nào lấy chữ xanh comment xanh chữ xanh cho nguyên là được. 52 độ về thì chị em chốt ok, con này giờ đồng đuổi lạnh đuổi tơ ấy, dạ mình đang mua nhiều cái đuổi tơ đấy. Rồi chị nào lấy cái này lên chữ xanh cho nguyên là được, chữ xanh cho nguyên là được nhé, comment lên chữ xanh cho nguyên là ok. Cái này phải lên mình và hồng cam, cái này lên chữ mã cam, cam cam này cam hồng cam ấy. Eo cái này có bao chung sau như thế này dẻo mình, lên mã cam đi, cam cho nguyên nha, chốt cam như dẻo mình thôi. Có 55.000 bộ tranh thủ chốt, lên cam cho nguyên là được, 50 52 đổ về là ok nha, lên cam. Vải con này là vải lên mình, hai bộ này vải lên liền, lên cam 55k cho cam, bao rẻ bao chắc bao không bao giá, dùng bởi nó chắc. Cái bộ cái quần riêng đùi là ở trong này hả Dung, riêng đùi á, riêng đùi xịn mà đi 89.000 em còn nắng bé em còn. Rồi cam nhá, cam là cũng là tiểu thư rồi, đùi mà đùi đấy. cam không đùi á, đùi mà hàng mình đùi đi 89.000 đấy, đùi xịn giãn á, không phải ngố nha, cái chỗ này là ngố rồi đùi á. Từ từ chị, từ từ em đi chị ơi. Rồi lên vàng còn bộ, chị em mình thấy không, em đi rất là nhanh, từ từ em nói nhắc rất là nhanh này, từ từ em mua đi từng mã cho nó cái nào cho nó dứt ra cái mã đó giùm em, vì em đã sale rồi, lấy đi lấy về nó mất công lắm này. Rồi lên mã vàng 50 52 đổ về, chạy ren như thế này, đã sale giá này là em muốn sale là lên dứt mã luôn ấy, cho nó qua mã hết luôn này, từ chờ em xíu nha, thông thả, hôm nay cuối tuần mà có gì đâu mà vội, đâu phải vội đi làm đồ đâu. Rồi cho nguyên cái này nhá, chị nào lấy cái này lên vàng, vàng bản dây, bản dây to, bản dây to. Rồi xanh đen có một bộ 55.000 nót, xanh đen này còn một bộ 55k nót nhá. Này bản dây này chị em mình mặt nhà cũng mát này, 50 đổ về, 52 đổ về là ok. Không đột trai à, không đột trai từ từ ao ra dùng nguyên xíu được, chờ ok. Chân váy riêng em soạn ra đây rồi nhưng mà em thấy view ít đây nè, còn được từng nay cái chân váy riêng nữa là hết sạch xanh xanh luôn chị ở mình này. Đó từ từ em lên, xong cái này xong tộc này sẽ lên chân váy riêng, lên đùi riêng. Có cái bộ hãng này còn ít nữa nè, bắt cho em máy bộ màu đen hồi cho chị Trần Anh, màu đen hôm qua chị bắt 5 bộ có dần soạn ra. Rồi cho nguyên cái này lên mã xanh đen cho là được nhé, 55k xanh đen, bỏ cho chị 5 bộ đi, mà có hôm qua chị đặt 5 bộ không có, cho được 4 bộ cũng được. Đồ lên vàng đuổi tơ, váy riêng là có size, đài size tới 60, đơn line đi tối em không có đâu chị, chưa có đâu. Ngày đơn ngày hôm nay thì ngày mai ghé mới có, qua 10 giờ ngày mai có đơn đó. Rồi chị nào lấy vàng lên vàng 50 52 đổ về, con này dòng đuổi lạnh, con này dòng đuổi lạnh nhá. Chị nào lấy vàng chốt vàng dùng nguyên là được, đi có 55.000 tranh thủ chốt vậy mình ơi, phải hôm nắng lên là không săn được giá này. Em còn ít là em thải luôn cho nó gọn, cái gì mà nguyên còn ít về mà nguyên đóng còn ít
là Nguyên muốn sale cho nó qua mẫu luôn. Đóng xong còn ít, lai lẻ ra còn ít thì là em muốn qua cho đi cho nó qua mẫu luôn, cho nó gọn mẫu á. Rồi chị nào lấy cái này lên màu cam, màu cam nhạt nhạt ấy. Chị nào lấy cam, comment cam cho là được nhá. Ừ, đó, đúng rồi đấy. Cam. Chị nào lấy cam lên cam. Rồi hồng luôn. Rồi xong cái này em lên chị em mình đinh tương tác lên xíu chị em mình. Tương tác lên xíu chị em mình chân váy đinh luôn. Rồi ai lấy cái này lên hồng dây. Hồng dây. Chốt mã hồng dây cho Nguyên là được. Cam cho Thí vỏ. Comment hồng dây. Lên hồng dây cho Nguyên ok. Cái gì cũng có hết. Em đi từ trái sang phải. Nhưng mà thông thả cho em nha. Hồng. Nói nhanh lắm luôn. Rồi xanh đen nữa là hết. Rồi tốc độ lên chân váy. Mỗi mã cho em 15 phút thôi là em đi qua xong rồi. Nha, mỗi mã em sale tầm 15 phút là qua xong rồi. Rồi xanh đen. Nha, chị nào lấy xanh đen lên xanh đen cho Nguyên là được. 50-52 đổ về hết nha. Mỗi mã cho Nguyên 15 phút là mã nào em cũng qua tới hết trơn. Em cũng sale tới hết trơn, sale tới bến luôn. Rồi xanh đen nữa là hết nha. Xanh đen nữa là hết, tương tác phát nè. Tương tác phát em lên chân váy, chị nào chờ chân váy chấm lên luôn dùng Nguyên nha. Đây, chân váy riêng. Chân váy riêng nhưng mà giờ còn mỗi màu rồi. Thử là một khói chứ màu xanh, màu xanh đây còn cá mình 52 đổ về. 52 đổ về cho size S. Chị em mình nghe rõ cái size của cái chân váy này. S cho chị em mình tầm khoảng 50-52 đổ về. Mở chị em mình 55, lợi chị em mình 60 ok. Hàng này lưng cao và hàng giả. Một cái duy nhất cái này. Bưng cái này lên cái sao. Bưng cái này lên cái. Đây em mang thử chị em mình nhìn cái form của cái con này. Đẹp cực kỳ luôn. Bây giờ mình nhìn phôn cái tương váy. Mang xé con 53kg vẫn mang 2 lớp trong này. Mang cái áo ở trong nữa. Nha, con cá thôi. Đẹp chưa? Này mít cái này hơi bị kỳ kỳ nhưng mà thôi kệ. Chị em mình nhìn khúc dưới thôi. Nhìn mỗi khúc dưới em đang lai chân váy nhìn khúc dưới thôi. Này, đẹp chưa? Giãn vô tư, giãn thoải mái. Đấy, bao đẹp luôn. 129.000 còn con cái. 120 luôn đi, còn có mấy cái đi hạ 120 luôn đi chị em mình ơi. 120 nhá. Còn con cái. Xanh size S, size 52 đổ về là chị em cho ok. 120 luôn nha, tại vì còn có vài cái này về nhiều cực kỳ luôn. 120 luôn đi, cho nó gọn nhà nhé, cho nó tròn luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên S 120 cho còn đúng cái màu xanh. Không chưa ngủ rồi má. Không ngủ rồi má. Không ngủ à. Rồi chị nào lấy S có cần chân váy riêng không chị em mình ơi, cho em mà em like qua một hai mã mà không trúng mất công lắm ấy. Rồi lên lên đen kèm size đi, đen khói đi cho nó nhanh, kiểu nó tương tự nhau nhé, chữ nó tương tự nhau nhé. Rồi còn màu đen khói, chữ tương tự nhau nha. SML 3 size kiểu nó tương tự nhau nha. Lên đen khói cho Nguyên là được 120 luôn. Hồi trước giờ không ngủ à? Ngủ nay ngủ da đò rồi, ngủ không có nào ngủ nhanh ghê. 120 cho Thịnh Hưng. Ngủ dậy sao nè. Màu khói này dạ mình ơi. Màu khói này có 3 size, kiểu thì nó tương tự nhau nha. Dạ mình cứ lên khói cho Nguyên là được. Các kiểu. Đây 1 2 1 2, còn một xanh ép nữa nè. Đây còn màu khói này nữa thôi, chị nào lấy cái này lên màu khói cho Nguyên là được. Kèm size. Khói này có size đến 60. Em mang 2 lớp và mang size S thì chị em mình 53kg, 1m54. Đấy. Này dạ mình hàng giãn vô tư thoải mái hết. 120.000 luôn. Dáng dài rất là dễ mang nha. Chị nào lấy khói kèm cho Nguyên cái số ký là được. 52 cho size S, 55 cho size M và 60 cho size L nha. Chị nào lấy khói chút khói kèm size 3 size SML. Kiểu của nó tương tự nhau nha. Ai lấy khói chút khói em qua như thế này cho nhanh nha. Thấy không? Chị mình đòi cái này đòi cái kia mà lên chốt đầu mất công không? Đây. Rồi lên khói các kiểu nhá. Đi hết luôn chị mình 120.000. Còn màu xanh này còn cái xe này nè. Là hết luôn nha. Rồi qua. Như thế này cho nó nhanh. Đây. Như thế này cho nó nhanh nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Nên là em cứ like theo em thôi. Theo ý của em cái nào em ấy em lên thôi. Như nhiều chị đòi cái này đòi cái kia. Lên đứng đơ luôn thấy chốt. Mất công. Rồi tiếp cái này. Cái này chị nào nhanh có nè. Cái nào nhanh có nè. Lấy size L ở gì Phạm Hiền. Còn này cái nào có size L lấy chị. Cái này có cái nào có size L chút cho chị. Rồi cho Nguyên cái này.
Cái này nó vải nó mướt, mướt dễ sợ luôn. Chắc cái bộ này nó phê dễ sợ luôn. Này, quay cận luôn chị em mình coi cái lụa của hắn này. Theo toàn bộ nha. Cái này thứ con bộ thôi, cưng lắm. 60 ok tay dơi. Ôi cái bộ này hắn đẹp. Chị em mình ơi, giờ người ta toàn chạy quảng cáo cái này mà gọi là sale lụa là 139.000 bộ. Latin. Latin tay dơi mà em nói nè, mai dằn mông này chị em mình ơi. Hàng nó xịn cỡ này. Em kéo như thế mà hỏi có co giãn hay không? Co giãn vô tư thoải mái luôn. Nhanh cái bộ này nè chị em mình ơi, con bộ duy nhất. Cái này con bộ duy nhất. Hello chị Nguyễn Hồng. Mã này có một bộ duy nhất. Ống ngực mình còn cái mã nào nữa không? Cô ba còn mỗi 38 à. Cái này em đi luôn chị em mình nè, một. Nhầm. Xịn nha, lụa xịn, dòng này lụa xịn nhất. 40 lên 60 về ok, con bộ. Xịn sò chị em mình nhìn nè. Nhìn mai nè. Bao mịn luôn. 79.000 bộ này. Theo cái túi nó chị em mình ơi, theo hoa ở cái túi cổ của nó cũng cưng này. Tay của nó là tay dơi dơi nè, con bộ chúng ấy. 79.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi nhé. Trong cái size L dưới nó coi còn size L không, bỏ cho chị Hà Phan Hà. Rồi trong nguyên con này 79.000 một bộ như thế này. Gì đó? Gì? Nhìn cho Nguyên nè, 79.000 cái bộ lụa xịn này luôn nha. 40 lên 60 độ về là chị em cho ok. Thì nào lấy cái này lên mã lụa vàng cho là được. Nguyên nói mà chắc về mà chắc 6, không phải dòng cao cấp, đừng mua hàng nhà Nguyên nữa luôn. Nó mịn cực kỳ mịn lên. Rồi chị nào lấy lụa vàng comment mã lụa vàng cho là được. Lụa xanh ngọc cho Nguyên là ok. Lụa xanh xanh ngọc xịn lắm nha, Nguyên nói xịn lắm. Dạ mình quay cận cho dạ mình coi cái chất lụa của hắn. Lụa vàng 79 cho Nguyễn Hồng. Rồi chị nào lấy cái này lên xanh ngọc cho Nguyên, mỗi màu con bộ thôi. Nên là Nguyên đi tốc độ lắm. Nè. Rồi chị nào lấy cái này lên xanh ngọc cho Nguyên là được. Chốt xanh ngọc nhá, 40 lên 60 độ về giảm số ok hết cái này. Lên mã xanh ngọc cho Nguyên là ok. Xanh ngọc nhá. Xanh này xanh đậu á. Xanh đậu á. Xanh ngọc cho Mỹ Hành Hồ. Đậu á. Xanh xanh đậu á. Rồi đỏ đô. 79.000 thôi nha. 79.000 thôi. Em nói nhận hàng về chỉ có ưng thôi. Lụa nó mướt mượt mượt luôn. Mà kiểu dơi dơi này nữa, trẻ trung này. Kiểu dơi dơi trẻ trung như thế này. Rồi chị nào lấy đô lên đô. Cái hai cái túi này theo hoa của ta nữa. Rồi lấy màu đô nhé. Màu đô nhé, phải đầu màu tươi như vậy mà nó. Màu đô, có một bộ màu đô. Có rồi chị ơi. Rồi xanh vịt, không cần mở nữa chị mình. Xanh ngọc em hết rồi. Đây còn xanh ngọc này. Còn xanh ngọc nhạt này. Lên xanh nhạt chứ không là được. Xanh nhạt cho mình là ok này. Màu xanh vịt này, màu này thì bao sang. Màu này bao đẹp. Chị nào lấy xanh vịt, xanh đậm ấy, xanh vịt cho mình là ok nhá. Đây chị em mình 79.000 một bộ. Rồi cho Nguyên hồng này. Lên hồng cho Nguyên là được nhá, 79k thôi. Xem like nhé, tương tác như vậy mọi người. Hồng cho Nguyên nhá, 79k, cố gắng chia sẻ để view xíu nữa nào. View còn có 6 mấy view thôi. Rồi lên hồng cho Nguyên là được nha, cuối tuần mà chắc yếu vậy. Rồi lên luôn những này. Xanh vịt cho anh Hồng Trần. Hồng cho chị Tuyên Võ Thị Thanh này. Hồng cho chị Phạm Thị Hồng Linh này. Phạm Thị Hồng Linh. Còn hồng nhạt này nữa nè. Còn một bộ hồng nhạt nữa nè. Rồi màu xanh. Xanh đẹp đi. Xanh đẹp đi. Chút xanh đẹp cho Nguyên là được nhá. 79.000 bộ. Hết xanh vịt rồi chị ơi. Có 79.000 bộ thôi. Đùi còn. Đùi còn ít. Chờ em xíu. Em cũng lên luôn. Đùi cũng còn mà còn ít lắm. Chờ em xíu xíu nha. Có bộ dây quần đùi em hết. Dây quần đùi mất tiêu rồi. Rồi nhá, chị nào lấy xanh lên xanh cho Nguyên này, xanh đẹp này. Rồi một bộ hồng cam hết cái mã này. Một bộ hồng cam là hết cái mã này. Chị nào lấy hồng cam lên hồng cam. Bộ này đẹp lắm. Mà đi có 79.000 mà dòng lụa xịn luôn. Chị em mình về sờ mứt mười mười cái tay. Mang vô nó đã con người luôn. Cam. Đây đây cam đây. Mấy hồng này cam đây. Hồng cam đây. Đã lắm. Sướng lắm. Rồi ok hết mà. Còn màu đô. Màu đô, màu xanh đẹp. Màu xanh đẹp, màu đô. Đó, chị nào lấy màu nào chút màu đó nha. Rồi tiếp cho Nguyên cái này. Em cái này còn mấy bộ em sale gọn đi. Bán tặng cái bộ này đi, nhanh nha. Cái này bộ 3D này có mấy bộ này, 40 lên 62 ok luôn, có mấy bộ luôn. Hồng cam em hết rồi. Có mấy bộ lụa 3D như này, bộ thun lạnh 3D. Size như vậy mình từ 40 độ lên 60 62 độ về là ok. Bộ này bộ thun lạnh 3D nha.
còn xanh thôi, vậy tí hết cam rồi. Cái này giá bán tặng, còn có mấy bộ, hết hết hồng cam rồi. Còn màu đô, màu hồng nhạt, xanh đó chị, tí tí đi. Còn xanh ngọc này nữa nè. Còn xanh ngọc này nữa nè chị em mình này. Lên xanh ngọc trong là được. Có 79.000 bộ, lang thang cái gì nó bao rẻ. Cái này có mấy bộ thôi. Còn xanh ngọc, còn đỏ đô và còn màu hồng nhạt nữa là hết cái mã đó luôn. Xanh đẹp hết luôn rồi chị. 40 độ lên 60 độ về là chị em cho ok nha. Cái này áo, cái áo tung tàu nó chị bỏ ra cho em đi chị. Xong xíu lên. Đây, 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 đây hai cọc nó gì. Cái hàng tung tàu này đây, đây chị đi. Tung tàu này xinh đẹp thấy rồi nha. Rồi trong cái này, bộ 3D. Em bán tặng luôn, giá này em chỉ bán tặng trên like nhé. Bộ quần caro like chưa? Dạ chị ơi, caro là em chỉ đi cái quần thôi. Bộ không có. Xanh ngọc cho chị Nguyễn Hồng. Xanh ngọc cho Nguyễn Hồng. 40 lên 66 hai độ, em bán tặng 49.000 bộ luôn đi. Có mấy bộ đi 49.000 bộ. Cái này giá bán tặng nên là chị em mình tranh thủ nè. Bộ này là bộ 3D xịn sò luôn, mai phông to, mai túi sâu, mai cặp kỹ, chứ không phải cái hàng mà hàng đại trà là thường chỉ có 55 kg độ về thôi. Hàng này hàng đặc may đó. Phông to nhé, thương loại 3D. Không phải hàng may đại trà thì chỉ người ta chỉ làm cái phông nhỏ 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 55 kg vậy, mà nhìn cái phông quần này 62 ok luôn, chốt 60 cho nó thông thả. Nha, túi sau và thường ở ngoài người ta 3D thì người ta không may túi luôn ấy. Nha, trong cái này em đem chẹo 49.000 cái bộ thương loại 3D. Cái mùa cái bộ này vô mùa nắng mang cực kỳ sướng. Đi 49.000 luôn, còn có mấy bộ thôi, hết hàng. Nha, chị nào lấy cái này lên mã 3D đi, chốt mã 3D 49.000 bộ luôn. Dạ mình mua mình mang được, mua cho con mang ok. 49.000 cái bộ 3D này luôn. Có hai mã đó. 3D hình và 3D ô. Nha, 49.000 cho nguyên. 49 cho nét chữ về. 49.000. Có cái hình và có cái ô nhé. Trai mặc cái này nè. Thôi, gái thôi. Chốt gái thôi, à, nữ thôi. Cái này nữ thôi. 3D 49 cho Nguyên Ngô. Đấy. 49.000 thế trái à, thôi chốt chồng gái mặc đi, mà chốt cho nữ mặc đi, rồi mã ô nữa thôi. 49.000 bộ lên mã ô luôn, 49.000 bộ nha. Rồi lên mã chim đi, 49.000 một bộ luôn cho mã chim. Chị nào lấy chim, ôi còn cái nó đẹp kìa. Lên chim nhá, 49.000 bộ. Chị nào lấy chim, chốt chim cho là được. 49.000 cho em ok. Theo này cho nó gọn, còn mấy con này sung xịn 60 ok, còn vài con quần sung xịn chắc này chị em mình ơi. Hàng dài cộn vô con 40 độ lên 60 độ về. Chị em mình nhìn cặp quần, cái này có mấy con thôi, len mã sung trong em là được. Đi chị em 65.000 con này luôn, chốt sung 65 trong em là được nhé. Comment sung 65 trong em là ok. Chị có cái con áo nào to to màu màu trắng màu gì cho em mang cho nó thoải mái. Sáu mươi lăm nghìn có mấy con thôi, đây này chị, có mấy con thôi. 65.000 một cái này nè chị, mình tranh thủ chốt bao rẻ luôn. Lên mã sung 65, còn 5-6 con nữa là sạch gọn luôn. Rồi lên trong nguyên mã sung 65.000, còn được mấy con nữa là sạch gọn nha. Đấy chị nào lấy mã sung 65, comment mã sung 65 trong là ok nha. 40 độ lên 60 độ về là chị em mình chốt ok. 40 độ lên 60 độ về là chị em chốt được. Nguyên đi chị em mình 60 65 nghìn một cái luôn. Ai chưa có trong thử chốt nha. Xuân Nguyễn Hồng có rồi nha. Rồi tiếp cho chị em mình cái này luôn. Cái này em có mấy cái thôi. Mỗi size to nha, em bán tặng nha. Hàng nào Quảng Châu, size to cho bé trai. Size 47, size 45, size 42, size 37, 35 độ lên, 35 độ lên, 47 độ về là có size. Còn có mấy con thôi. Bán tặng nha. Hàng tàu như vậy mình ơi. Quần bé trai, hàng này là hàng tàu nha. Có mấy cái.
Cái này Nguyên bán tặng gọn luôn. 39.000 cả. Từ 35 đổ lên, 47 cái đổ về là có sai. 35 lên, 47 về mà bán tặng cho dẻo mình có 39.000 cái. Hàng này là hàng nguyên sale 89.000. Hàng này là hàng Quảng Châu dẻo mình nữa, không hàng xưởng lên đâu. 39k một cái luôn. 35 đổ lên, 47 cái đổ về là có sai. Rồi ai lấy cái này lên mã quần bé chung là được, phải chưa? Quần bé 35 đổ lên, 47 cái đổ về là có sai, chốt mã quần bé nhé. Dạng quần mì á, nhưng mà nó mềm. 39.000 cái luôn, hàng này Nguyên đang chạy 89.000 cái. Thực ra chị nào lấy cái này lên mã quần bé kèm size. Lấy mã quần bé kèm size, size 45 chị thiếu tư. Ai lấy mã quần bé, chốt quần bé kèm trong số ký đến 47 ký. 35 đến 47. 35 đổ lên, 47 đổ về là ok. Hả? 39.000. Chị Nguyên Ngô, chị đang có đơn ta? Cái Hồng mua con cái này mệt lắm. Rồi nhá, còn được 3 cái. Chị nào lấy mã quần bé kèm size 35 đổ lên, 47 đổ về là có size. Chị nào lấy chốt bộ chim à. Chị ơi kèm size bộ chim đây nè. Bộ chim là bộ ô này nè. Bộ ô kèm size cho em đi chị. Chị thấy Trương bỏ riêng ra kìa. Bỏ riêng à. 47 ký rồi chị. Có cái size trong này có ghi số trên trên bì á. Có cái số trên bì ấy. Bảy cho lục tăng. Cái này mình còn đơn, còn hàng không chị? Này còn hàng không? Cho em mặc cái áo cho con. Để chi muốn chín cho Nguyễn Thị Trang. Lên cho mã này để cho dễ mình gom đơn này. 69.000 chị Thu Nguyễn ơi, nhưng mà không còn size to, cái đó còn mỗi size nhỏ. Nha. Cái mã đó mình còn mỗi size nhỏ. Không có size hai cái đâu chị, hàng này hàng mình còn lẻ tại tại size thôi. Cái này Nguyên đi chị mình gom đơn nhé. Chị nào đang có đơn canh thủ gom thêm cái này nè. Em nói rất là cần. Cái mã này rất là cần. Chị mình về lau mặt nè. Lau bàn, lau ghế, lau bếp, lau tủ các thể loại lau nha. Hàng đa năng cho Nguyên. Nhà cái này em sẽ đi combo, em kẹp chị mình ít thôi, 3 cá à, 5 cá thôi. 5 cá em đi kẹp mình 35.000. Cho chị nào đang có đơn là chốt những cái mã này kẹp vô nha. Đó, chốt mã này lên mã khăn cho là được, còn ít. Cái này em ngưng từ bữa giờ luôn, khách hỏi nhiều quá nên là em về thêm. Cái này bán không lãi bao nhiêu ấy mà vận chuyển nó cũng lộn cộn. Cho nguyên cái này nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên là khăn cho là được 35.000. Cho 5 cá. Đấy, chị nào lấy khăn lên khăn nhé. 35.000 cho 5 cá xong em lên chạy mình một mã bộ hạng mấy còn sót ít em sẽ lên luôn này, tương tác cho em xíu. Đi luôn dùng em có này nhé. Chị nào lấy cái này lên mã khăn cho được 35.000. Cái này là siêu mềm và siêu thấm nước cho dạ mình nữa, cho mình lau mặt được. Dạ mình lau bàn, lau ghế, lau tủ kính, lau bếp, các thể loại nha. Và khăn đa năng, lau gì cũng được, mềm giãn. Chị ơi chị chốt chuẩn đi chị ơi, đừng có chốt trên xả dưới nha. Tao chốt đơn nói xả nha, trời biết đâu được. Lên mã này lên mã khăn cho là được. Chốt chuẩn vô giùm em đi chị. Toàn bộ hàng sale có mấy chục nghìn đừng có chốt trên xả dưới. Áo em đang mang em đi chị em mình là 55.000 cá. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên khăn cho là được. 35.000 cho 5 cá. Nha, chốt khăn cho là được. 35.000 cho 5 cá. Áo em đang mang là áo hàng Tàu xịn sò lắm luôn. Rồi nha, chị nào lấy khăn comment khăn cho là được. 35.000 cho 5 cá. Chị em mình cứ lên khăn hoặc quay mã 35 trong là ok. Rồi cho em cá đang mang. Lên mã khăn trong là được. Lên khăn trong em lấy cá đang mang luôn. Khai chị em mình đến 62 thậm chí 65 chị em là ok. 62 thậm chí 65 chị em. Cái này 62 đổ về. Chị nào gọn lên 65 vẫn được. Form của nó là form dài này. Đẹp lắm. Em sẽ quay cận luôn chị em mình coi cái chất. Form dài như thế này nhé.
đen này, không có vàng, áo Nam An không có vàng đúng không? Đen đó, bộ đen á, xíu này em lên chạy xíu. Rồi trong cái áo này em đi chạy 55.000 cái, em sẽ quay cận luôn chị em mình coi chắc. Đẹp xịn sò, hàng hai kim này, hàng tàu nhé, áo quẩn trao cho em nhé, 62 vô tư. Đây chị nào lấy cái này lên mã hoa kèm màu cho là được. Em đi chị em từng màu sẽ mở ra. Vì cái túi này nó túi đục á. Cái này cho chị Lan Huỳnh đi, cho Lan Huỳnh đi. Rồi lên mã hoa cho em là được. Có hoa kem này, hoa kem cho em nhé, 55.000 cái thôi chị em mình khỏi phải lăn tăn. Hoa kem em không có cái bộ đùi dây đâu chị, em nói từ nãy giờ là em không có bộ bộ đùi kem đùi dây em làm gì còn. Ui trời. Hoa xanh trong em là được nhé, 55.000 một cái. Hoa xanh trong em là ok. Ê, cái này nó bị dơ, cái này bị lỗi xíu rồi chị, cái này bị ái hình rồi. Bỏ cái này ra giùm em, xanh hết. Thế cái này tặng nó qua cho em đi đây, cho em cái chữ LV đi, cho em chữ LV đi, hoa xanh từ từ, hoa xanh bị lỗi sức rồi, cho em cái mã y như thế này mà LV luôn đi. Đó đứng lên cái sao. Rồi lên cái này, lên mã LV cho em nè. Có hai cái LV trắng kiểu tương tự như nhau như thế này nhá chị em mình ơi. Lên mã LV cho em là ok nè. Có hai con chị em mình nhìn hàng cho em nè. Nhìn hàng vô dùng nguyên nè, xịn sò lắm luôn ấy. Nhìn hàng cho em nè. Đấy chị nào lấy cái này lên mã LV có hai cái. LV trắng nó tương tự giống giống cái áo em đang mang ấy. Đấy, chị nào lấy LV có hai cái. LV trắng có hai cái, chốt mã LV trắng em đi chị em 55.000 cái. LV màu gạch 55.000 một cái nhé, nó xịn sò như vậy mình ơi. LV gạch cho Nguyên là được, nhìn hàng cho Nguyên nè. LV màu gạch đi chị em mình 55.000 một em thôi. Lên mã LV gạch xong em sẽ sale mấy cái con quần riêng đùi xịn. Xong cái này em sẽ mang lên chị em mình một con. Đùi riêng xịn, còn từng này hãy dùng LV trắng cho Nguyên ngô. Còn được từng này đùi riêng xịn em sẽ sale nốt luôn. Hàng Nguyên đang đi sale 89.000 gạch con cá. LV đen bỏ cho Lan Huỳnh một cái đen. Bỏ cái đen cho Lan Huỳnh luôn kìa. Rồi còn một cái đen. Lên mã LV đen cho Quang là được. Còn cái LV đen các chị em mình lên mã LV đen cho Quang là ok. Đi có 55.000 cái này thôi. Thì chị em tranh thủ chốt. LV màu đen. Lên mã LV đen cho Quang là được nha. Lên mã LV đen cho Quang là được. Con cái. Còn cái LV đen như vậy em LV cho Thảo Lam. Rồi xanh ngọc cho Nguyên này. Thứ con cá em phải mở ra vì cái vì nè, bì nó đục đục á, như vậy mình không coi rõ cái màu. Rồi cho Nguyên con này lên mã L. Thấy ngố mình còn chỗ nào không mày? Chị Thảo Lam ơi, rep tin nhắn đi chị. Rep tin nhắn nhà em đẩy đơn đó, không có gom vô cái line này nha. Rồi LV xanh cho Nguyên là được, rep tin nhắn nha. Mình mua hàng mình chịu khó, ví dụ như hàng có vấn đề gì thì rep tin đi. Ok, hoặc là đã chuẩn chưa hay là như thế nào phải rep tin cho người ta chứ. Đã chốt đơn như nhận Nguyên chốt đơn rất là kỹ như thế, nhắn tin từng mã ra cho mình đọc như thế này. Mà còn không ấy tin nữa thì thôi luôn. Là vì xanh hết rồi nha. Còn một cái cam một cái hồng nữa chị em mình ơi. Còn một cái cam một cái hồng. Còn một cái cam một cái hồng, đi có 55.000 cái thôi. Còn một cái cam một cái hồng. Chị nào lấy cam lên cam và chị nào lấy hồng comment hồng cho Nguyên là được nhá. Tiếp lên luôn dùng cái mã này. Lên mã hình cho là được, còn cam và còn hồng thôi. Xanh em hết rồi. Rồi cho Nguyên con này lên mã. Ui. Comment mã gái trắng cho Nguyên là được. 62 thậm chí 65 chị em mình ok hết những con này. Nha, 62 thậm chí 65 ok hết. Lên luôn dùng Nguyên con này. Comment mã này là gái trắng cho Nguyên là được. À, từ từ. Từ từ chờ xíu, cái gái trắng này nó bị dơ xíu. Không chị em không gom đơn hôm qua. Like trưa nay sẽ gom lại tối. Là ngày mai chốt đơn, chứ không gom đơn ngày hôm qua cái này bị dơ xíu này. Em bán tặng 29.000 con này, lên mã lỗi chung là được. Cái này chị em về giặt là ok. Nha, lên mã lỗi chung là được. Có bị một bị dơ xíu thì chị em về giặt nha. Đây nè. Về giặt dùng nguyên cái này nhé. Lên mã lỗi chung là được 29.000. Lỗi 29 chung là ok. Bị dơ nhé. Em còn một cái hoa. Còn một cái LV đen này. Cho chị nào đang có đơn thôi. Lỗi 29 trên nét chữ Việt. Rồi chị nào lấy cái này lên hoa cho Nguyên là được.
Comment hoa cho Nguyên là ok. Hoa LV đen, chút mã LV đen 55.000 cá. Comment mã LV đen 55 ok. Rồi cho Nguyên con này gái vàng. Gái vàng con cá. LV hồng cho Lê Thị Hoa. Comment mã gái. Gái vàng cho Nguyên là được. Form dài dễ mang lắm. Cho Nguyên con này gái vàng cho Nguyên là ok nhé. Gái vàng. Gái vàng, gái đỏ 62, thậm chí 65 chị em mình ok luôn nha. Gái hồng, gái đỏ. Chị nào lấy gái, chú gái càng màu. Gái hồng, gái đỏ, gái xanh của vịt. Là vị đen cho. Gái xanh vịt, chị nào lấy gái xanh vịt, lên gái xanh vịt cho mình là được nha. Nào. Gì? Thanh Thanh đi. Tao. Tên là không nhảy. Ờ, Thanh Thanh đây, Thanh Thanh Đà Nẵng. Ok là rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã xanh vịt cho Nguyên là được nè. Giờ thấy rồi chị. Comment xanh vịt nè. Rồi cho Nguyên kem nè. Gái kem cho Nguyên nhé. Thùy Linh. Comment mã gái kem cho Nguyên là được. Đi có 55.000 cái thôi, con to. Rất là dễ mang. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Cái mã này là trong cái mã nào chị? Xanh này là trong mã màu đấy. Thằng to à? Thằng 65. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nè. Comment mã này lên kem. Kem kem đâu, hơi thấy lạ lạ. Kem nhá, chị nào lấy kem lên kem. Kem có một cái thấy cái đỏ rồi. Rồi trong nguyên con cái này. Đỏ rồi nha. Gái cam. Gái cam. Sao ba cuộn lại như thế. Đã lật lại cái này xong bỏ bao rồi lật lại. Rồi gái cam trong nguyên là được. Chút gái cam trong nguyên là ok, và gái đen nữa là hết. Còn gái đen nữa là hết. Cái gấu nó luôn kìa. Gấu luôn. Một mã nữa thôi. Gấu trong cùng. Gấu trong cùng về tay. Giờ ra. Nào, gái kem cho Lục chữ, Tân. Chữ. Ui, rồi trong con này gái đen nữa là hết. Gái đen nữa là hết mã gái. Comment mã này chữ trắng, cái này đẹp nè. Cái này đẹp lắm luôn á. Quần sọt em có chị. Sọt mì có, sọt riêng có. À, sọt đen không cái. Sọt ruby có. Chốt chữ trắng cho Nguyên nha. Chị mình lên mã chữ trắng cho Nguyên là được nè. Này đằng sau như thế này nè. Đẹp. Đẹp lắm luôn ấy, 65 ok luôn. Hàng này Nguyên quay cận luôn chị em mình coi hàng. Cái này đủ biết hàng xịn chưa? Đấy, cho Nguyên con này nhé. Lên mã chữ trắng, 62 đến 65 ok luôn. Chị nào lấy chữ trắng. Ưa lên đồ bé à? Ba gì? Ok. Hai mã nữa em sẽ sang đồ bé. Trai hay gái? Hai mã nữa em sẽ sang đồ bé cho chị em mình. Rồi cho Nguyên cái này đi. Chị nào lấy cái này lên mã chữ trắng. Chữ trắng nhé, 40 độ lên, 65 độ về ok luôn. Chị nào lấy chữ trắng comment chữ trắng. Chữ đỏ đô Lan Hình. Chữ đỏ đô cho Nguyên là được. Cô bé sót bé. Rồi chị nào lấy chữ đỏ đô, chút đỏ đô cho Nguyên là được nhé. 40 lên, 65 về, 62 về ok nhất nha. Chị nào lấy chữ đỏ đô, chữ kem và chữ màu bò. Chữ màu sữa sữa và chữ màu bò. Cái bộ thun thái hố ở đâu đó Dung? Còn không? Còn chỗ nào không? Đùi mình làm gì cả. Lỡ đó. Rồi nhá, màu bò nữa là hết. Chị nào lấy bò comment bò cho mình cái điện thoại đi. Rồi lên bò cho mình là ok. Em bán tặng cái này cho Lan Hình. Còn từng này cái em bán tặng xong em sẽ lên xem chị em mình đồ bé. Tương tác lên xíu với chị em mình ơi. Mỗi chị em mình theo dõi like, đang còn theo dõi like chấm tương tác lên luôn dùng Nguyên nha. Còn cặp nữa kìa. Gáo sù bông bỏ lên bên kia nè, có sù à. Hai bộ tích cơ. Không, đây rồi. Cái này nè, anh nói là dư đẹp luôn, nhưng mà hết hàng. Thứ còn cái em bán tặng luôn nha. Nhận hàng những con này về thì chị em mình size 27, nhưng cái này Nguyên mang 26 rồi nè. Nguyên đang mang y con với là size 26 nè. Bán tặng nha. Hàng này Nguyên đang sale là 89.000, còn một cái size 7. Bán tặng nha, riêng xịn luôn. Nhận hàng mấy con này về đi chị em mình ơi. Em đi dạy con này 69.000 luôn, hết hàng rồi. Nên là lên gọn 69.000. 69.000 con này size 27. Toàn bộ cái này là theo. Chốt mã 27 chung là được. 69.000 hàng lương cao và hàng giả. Đó, ai lấy cái này lên mã 27. Cái này cứ chuẩn bị đi, mình mang size gì mình chốt size đó, từ 26 đến 29 đó. Nguyên lên có size nào là chị em mình chốt. Em bán tặng hết 69 càng cái nha, toàn bộ những cái mã này em sẽ bán tặng 69.000 cái. Rồi chị nào lấy theo, theo 27 chốt, theo 27. Mình mang size gì thì chốt lên cho Nguyên size đó nha chị em mình ơi. Lên theo 27.
còn sọt mì để cho em hai cái màu của sọt mì mì gặp lá chị, mì gặp lá. Rồi cho nguyên con này 28 con cái thôi, lên 28 cho nguyên là được được cái này. Nó xịn ơi là xịn nhá. Ring này là ring hai da như vậy mình ơi, xịn sò, hàng giãn mạnh như thế này. Rồi chị nào lấy cái này lên khói size 28, chị em mình hai mang size 28, chú 28 cho mình là được nhá. Khói 28, khói 26, cái này có hai cái này lẻ tẻ thôi. Em bán tặng gọn 69.000 cái, không bao giờ đi nhập ra được giá này nha. Đây cái này em tự tin của cái này. Size 26 rồi. 26 rồi, cái này đẹp quá. 28 cho. Đúng không? Hàng này 2 tháng còn đi 69 giờ xỉ lẻ ngang nhau nha. Đã bán tặng giá này vì còn rớt size này em bán tặng xỉ lẻ ngang nhau nha. Con này đẹp quá nè. Bán này đẹp quá, size 6 này chị không lấy, mình lấy luôn nguyên đàn mang size này. Nhiều. Cái này lấy size 6 là được. 28 45 kg à? Lên mã số 1 okay, con cái. 45 kg cho tiếp nha. Comment mã số 1 có đúng cái thì em đi chị 69.000 con này nhé. Comment mã 1 cho là được, đẹp lắm. Lên mã 1 nha con cái. Comment mã 1, giờ cái này lẻ tẻ không có nhiều nha, thứ còn con cái thôi. Cái này đi cực kỳ nhiều luôn, giờ còn lẻ tẻ như này đó. Bộ đen sao mấy tiền giờ em sale 79.000 đó chị. Một cho lan hơn. Lên mã 28, con này 28 luôn. Con này cũng 28 thì chút mã 28 trong là được. Vừa nhé chị ơi. Vừa vừa nhé. Rồi cho nguyên cái này đi. Ai lấy cái này lên mã 28 còn cá này. Chúng mã số 1 ấy. Rồi cho nguyên con này xanh lên mã cười 27. Chị ơi, chị mang size gì thì chốt size đó nhé, đừng có lên số ký. Hai mang được, nguyên nó cũng 55 ký. 28 cho lăng thôi. Nguyên nó thực sự cũng 53 ký nhưng mà có người như nguyên tầm 53 ký đã mang size 28 rồi. Chị em mình cứ mang size gì là chốt size đó nhé. Khó 26 còn không? Con này coi size gì. À cái này đen này. Đen này. Xanh size 27, xanh đậm size 27. 69.000 chị. Chị Hương lên như chưa có cái này. Xanh đậm size 27 còn được mấy cái chỗ này nữa là em hết rồi. Đi gọn luôn chị em mình 69.000, cái này bắn lỗ tẹt luôn á chị em mình ơi. Xanh đậm này size 26. Xanh đậm size 26, hàng riêng đẹp lắm. Đó chị nào lấy xanh đậm size 26 chốt. Chủ yếu là còn mấy cái cây nhỏ như thế này thôi. Không có 29. Hết 29 rồi chắc giờ không còn cái nào 29 đâu chị. 26 không. Còn toàn xanh đậm size 26, chị nào lấy xanh đậm 26 cũng 26 đó chị. Xanh đậm size 26, em đi chị em 69.000 một cái. Lên mã số 2 kèm size. Có hai cái, một cái 26, một cái 28 mà đẹp quá nè. Lên mã số 2 kèm size. Cái này dáng giống như gặp lai á. Này, một cái 26, một cái 29. Nên mã số 2 cho là được nhá. Một cái 26 và một cái 29 cho cái mã này. Rồi ai lấy mã số 2, comment mã 2 cho là được. Cái mã đó mã 2 là một cái 26, một cái 29. Còn 28. À, 28 một cái 29. Một cái 28, một cái 29. Còn mã đẹp không ấy mà không còn size nhỏ, không còn size to. Lên mã nút cho Nguyên nè. 26 cho Lê Thảo. Nút này còn hai cái hai size. 26 và 28 luôn. Trời ơi, cầm cái con quần đẹp chưa? Rồi chị nào lấy cái này lên mã nút. Cho Bảo trao. Nút này nè có hai cái thôi, một cái 26, một cái 28. Lên nút nhé. Mình mang size gì mình chốt size đó dùng Nguyên nhé. Nhiều khi cùng cái số ký nhưng mà mông đùi to rồi nó sẽ khác. Rồi chị nào lấy cái này lên mã. Mã số 2 em hết rồi. Lên mã này, lên mã nút. Nút này có hai size, cái size 26, cái 28. Lên nút cho Nguyên là được nhé, một cái 26, một cái 28. Đấy. Chị báo trao là đơn chị đi rồi nha. Để ý tin nhắn nha. Nút này. Gọi cũng không nghe máy. Nút 28 cho Kim Chi Nguyễn. Chị báo trao đơn cũ của chị đi đơn rồi nha, để ý điện thoại nghe nhận hàng nha. Ok, lan hình được một cái nha. Nước giặt em sẵn mà. Nè em nước giặt sẵn mà. Con này 28 con cái, lên mã túi cho con được con cái. Lên mã túi con cái. Túi con cái, như trẻ mình đơn giản. Trẻ mình chốt đơn xong rồi người ta sẽ liên hệ mình bằng cách nào. Nút nhà em nó thật sự rất là kỹ, nhiều khi á, trẻ mình mua chỗ khác. Chị lấy sao, chị lên nha. Nhiều chị mua chỗ khác người ta đã gọi không nghe máy, người ta tự xả đơn luôn. Gọi ví dụ như 2-3 lần không nghe máy, người ta tự xả đơn luôn. Đấy, đa số như thế, nhà Nguyên còn nhắn tin qua cho mình.
không đắc tin còn gọi, để không được thì đi đơn kiểu gì. Túi 28 kìa. Rồi đậm size 26 con cá. Chị nào lấy đậm size 26 con cá. Đậm size 26 con cá, chị nào lấy đậm lên đậm trong cái size 26 con cá. Thấy thà. Túi 28 cho Lan thôi. Đậm size 26 con cá. Đậm size 27 con cá. Rồi nhắc hết. Đậm 26, đậm 27. Và màu nhạt cho size 26 mã này cưng. Mã này cưng. Hết nha. Rồi tiếp con này. Nhưng mà màu nâu này hết. Màu nâu này còn có một ri thôi. Mì nha. Mì của hắn là mì Hàn nha. Đài size từ 40 độ lên 60 độ bì. Tạm thì cái này chứ còn cái này còn có một ri là hết. Nè. Quần mì gặp lai. Quần mì gặp lai, đài size nha. Nhưng mà riêng màu nâu là hết hàng rồi. Lên mã này, quần mì gặp lai con này bao đẹp luôn. Size cho dẻ mình từ 40 độ lên 62 độ về 2 nút. Nguyên chạy cho dẻ mình là mì Hàn. Riêng cái màu nâu thì còn có một ri duy nhất. Cái hàng là còn màu đen. Đài size từ 40 độ lên 60-62 độ về chạy em cho ok. Nguyên đi chạy em con này 69 nghìn. Đạm size 27 thải xuống rồi đó. Đạm 27 cho Thịnh Hưng. Cái này em đi luôn chạy mình 69 nghìn. Lên 69 nghìn. Kèm màu và kèm cả số ký dùng nguyên nha chạy mình hàng có size. Nên là phải có số ký. Hàng này nó giãn, chạy mình cứ lên số ký là được. Hàng giãn, hàng co giãn theo phô. Nè, chắc nè. Mì hàng xịn luôn. Đó. Lên luôn những mã mì. Kèm màu, kèm số ký 69.000 một cái. Có hai tông màu đen và màu nâu. Nhưng mà màu nâu thì còn được vài cái nữa. Còn một ri nữa là hết rồi. Ai lấy cái này lên mã 69.000. Kèm màu, kèm số ký. Cái màu nâu hết luôn cho chị Lan Huỳnh này. Một ri nâu này cho chị Lan Huỳnh luôn. Rồi còn mỗi màu đen thôi nha, còn mỗi đen thôi, chị em mình lên đen kèm màu kèm số ký, ri đen ri nâu chị Lan Huỳnh. Rồi chị nào lấy cái này lên đen kèm màu, ông ơi lột đen kèm số ký cho được. Còn mỗi màu đen nữa thôi là hết. Đậm 26 cho Dung Trần. Còn mỗi đen nữa là hết nha, chị em mình lên đen kèm số ký cho nguyên là ok. Giờ sang bộ trai nha. Sang mấy trai được chưa? Hay là vẫn đi tiếp người lớn? Còn mấy cái áo này em sale luôn. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên đen, còn mỗi đen thôi. Còn đen thôi nha, chị nào lấy đen lên đen đi, chút đen. Comment đen cho nguyên là được. Đang chưa có lên lớn, à lên bé không chị em này, từng này chị có lên bé. Nguyên nói thiệt sự là lên đồ bé lắm, mệt lắm. Mỗi lần like đồ bé chị em mình yêu cầu với like đồ bé nó cực lắm. Nhiều size quá kìa. Nhiều size like nó mệt lâu. Bộ nó chút rồi đó. Còn hai chỗ nha. 58 ký size chị rồi. Đen. In bill đi chị Bắc. Bộ thể thao em đâu có up. À bộ thể thao còn. Đây. Ok bộ thể thao. Đây. Bỏ đi đi nhanh hàng cho nó nha. 22 cái độ về bác bạn đi. Chơi kìa. Ok, đang chọn size. Có chị. Em nói nè, cái này đây, bộ này nhưng mà còn size 22 đổ về thôi. Cái này em sale gọn luôn. Nha, màu thì nó na ná giống nhau. Màu nó na ná giống nhau, bộ thể thao, bộ này đẹp. Chắc đẹp lắm luôn ấy. Này. Này, quay cận luôn chị em mình coi hàng, nhìn cặp lưng. Bộ thể thao cho bé hàng không hơi nha. Đài size từ 8 đổ lên 22 đổ về hàng này, size nhí. Em bán tặng nha, cái này chị em mình thôi giờ đừng chọn màu nữa, đi cho nó nha. Hàng ép văn nổi như thế này. Thông hơi và ép văn nổi như thế này, đẹp lắm. Sale nha. Cái này sale cho nó gọn nha. 8 lên, chị em mình để ý số ký kèm trong cái số ký đi. Thôi đừng chọn màu nữa hè. Cái này thì màu nó ná giống nhau, đừng chọn màu nha. Để em sale giá này cho nó nhanh nè. Cho nó dứt mã luôn nè. Đừng chọn màu nữa nha, 22 đổ về là có size. Hàng còn bộ là hàng dập văn nổi đẹp như thế này. Bán tặng nha. 55.000 một bộ. Bộ thể thao thông hơi. Từ 8 lên 22 về. Cái này em bill nha ba. Chị nào lên trước có sao. Cái này còn tầm khoảng 30 bộ nữa là em sạch gọn luôn.
30 bộ nữa là sạch gọn luôn. Và giá nó lên chẹo mình bộ này 55.000 bộ. Không, cái này không có size lớn. Size lớn mình chuyển qua cái hàng size 79 nha. Chị nào lấy cái này đẹp cực kỳ, size luôn 55.000 một bộ. Đừng chọn màu nhé. 8 lên 22 luôn à. Cái này từ 8 lên 22 về là ok. Bán tặng luôn chị em mình bộ này 55.000, không chọn màu. Chị nào chọn màu không có đơn. Em mới vừa nói xong mà sao chị em mình mà sao ấy, em cứ nói xong không chọn màu mà tự dưng cái lên màu kèm số ký làm gì. Lên mã này lên kèm số ký chung là được, không chọn màu nha. Không kèm, không chọn màu nha. Chị nào chọn màu không có đơn nha. Chị em mình nhìn cái bộ đồ đi. Chị nào chọn màu là không có đơn. Đây, Nguyên nói trước nha, chị nào chọn màu không có đơn cùng màu được. Mua 2 bộ, 3 bộ cùng màu được. Em sẽ cố gắng chọn có cùng màu cho chị em mình. Nhưng mà riêng chọn màu, không chốt. Tại vì nó không còn đều, em đi có 55.000 bộ thôi. Chị em mình thấy những cái gì, ví dụ đầu like còn số lượng nhiều xíu, đầy đủ ri, đầy đủ sai số, chịu khó like gì em mình chọn màu luôn. Nhưng mà cái này nó đã lẻ sai ra rồi, còn ít. Nên em đã bán tặng giá này 55.000. Thì có gì phải lăn tăn nha, màu nào cũng được, ai ok thì chốt. Cái này mà không chốt hơi phí, kèm chung số ký nha. Lên mã này 55.000 kèm màu kèm ơ quên rồi, sorry, 55.000 kèm số ký chung là ok. 55.000 kèm số ký chung là được nha. Chị em mình cứ lên cái này, chị nào lên trước có sai. Cái này phải lên trước có sai, chị em mình đưa sai. Chị em mình nhìn cái dập văn này, thông hơi mà dập văn mai như thế nào. Mà bộ này có 55kg, nhà nào bán không đi nhập ra được luôn. Đấy, còn ít nên là nguyên sale cho nó gọn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã 55.000 kèm số ký chung là được. Ừ, đúng rồi. Đấy. Như thế này mà chọn thằng nào. Đó, hàng 89.000. Hàng 89.000 mà còn lẻ tẻ vài bộ như thế này, bán tặng có 55.000. Đó, đẹp. 89.000 còn khen đẹp, khen rẻ thì 55 thì lăng tăng cái gì mà phải chọn màu nha. Rồi chị nào lấy cái này cứ lên mã 55.000 kèm số ký chung là ok qua nha. 55.000 kèm số ký. Đây bỏ luôn vô đây nè. Rồi, đây mã 55.000 kèm số ký chung là được, không chọn màu. Lưu ý là không chọn màu, 55.000 kèm số ký chung là ok. Cái này còn ta. Cái này còn cái này em bán tặng luôn. Em sale xong cái cọc này cho em. Không, cái này có hàng tiền. Có hàng tiền. Ta hàng. Cái này có cái quần nam, size nhỏ nhỏ, size 50, size bán tặng đi. Chán. Thế. Ôi, em like đồ bé mà. Sao đâu là 72kg. Sai đến 22kg thôi. Giờ chị còn buồn ngủ rồi ta. Dậy đi. Trời ơi, người ta like có 22kg chút, 72kg hàng đâu ra mà chốt. Khổ đời chưa. Cái này em. Dậy đi. Dậy chút hàng này. Tương tác đi chị em mình ơi. Gái à, gái, cái này là hàng bé trai nha. Ừ, bé gái thì bóc thôi chứ còn hàng này là hàng bé trai đó, thì tham là bé trai đó. Ok sao? Cái này tặng thôi. Size 50 52 đổ về thôi. Chốt 50 52 cho nó thông thả con cái. Nam mang được này và nữ mang được luôn, tặng thôi. Tặng luôn. Nha, chị nào lấy cái quần, lấy cái quần à. Đi đâu có 2 kg. Em chốt có 22kg đổ về ở chợ mình coi like coi rõ rõ dùng nguyên phát này. Còn ấy ghê. Coi like coi ở đâu đâu. Ý, cái màu này còn một bộ này chị em mình ơi, hồi nãy chị nào chưa có. Mã này hồi nãy màu xanh còn bộ nè. Mã nào hồi nãy sale mấy? 79.000. Bộ thể thao chốt tới 22kg thôi chị em mình ơi. 22 để ý dùng nguyên nè. Cái này còn bộ nè. Cái màu trắng lại xuống rồi đó. Con cá đó. Cái gì đây? Không đồng. Không. Không đồng cho lục tăng. Xanh xù cho chị xinh fan. Xanh xù cho bộ. Ew. Bộ nó bộ lục hả chị? À đuổi tờ. Xanh xù này cho chị xinh fan. Đây bộ thun thái còn từng ngày bộ này. Đây luôn hề. Đẹp đúng không? Bộ thun thái ngố rồi. Thái ngố rồi. Xanh nó hết rồi. 79.000. Còn sù nâu ấy. Sù này còn nâu này, Lan Huỳnh lấy chút này. Còn nâu, còn xanh cốt, còn bơ. Bò sữa sau lưng đồ người lớn. Bò sữa đồ lụa người lớn đấy. Này. Còn nâu 79.000 luôn, 3158 này. Còn nâu, còn xanh bơ với còn đen. Sale luôn 79.000 cho nó gọn. Nha, mình thích thì lấy. Còn màu nâu
Nào còn 3-4 bộ chứ mấy. Màu xanh bơ và màu đen. Ôi lộn. Xanh bơ với xanh cốm. Gấu xù. 60 độ về là ok, có tông tàu khô. Đấy, thích thì chốt. 79.000 luôn nha, 79.000. Rồi tiếp. Rồi cho nguyên cái này. Bộ này là bộ ngố thun thái. Nói chị em mình nhận hàng này xem. 40 lên 60 độ về là ok. Cái này còn con bộ duy nhất này. 89.000, bộ thun thái xịn luôn. 89.000 thái vàng cho con là được nhé. Xanh bơ ở trên này. Còn xanh bơ. Xanh bơ với lại xanh cốm đẹp. Xanh bơ, xanh cốm, nâu. 79.000 luôn, sale gọn. Sù nâu chị Kim Trương Nguyễn. Không, nâu dưới chơi của nâu. Ở dưới này có bộ. Nâu cho chị Kim Trương Nguyễn. Vàng, vàng cho Lan Huỳnh. Vàng cho Lan Huỳnh 89.000 bộ. Vàng cho Lan Huỳnh 89.000 bộ thông tháo. Bộ này bộ đùi vậy ta. Bộ này bộ đùi. Bộ đùi còn bộ. Đen mã đùi đen cho là được con bộ. Thái xịn luôn. 89.000 một bộ nhá. Đùi này đi 79.000 luôn đi. Còn bộ đi 79.000 đùi. Đùi này đi 79.000 luôn. Lên mã đùi đen 79. Đùi đen đi 79.000. Cái này giờ còn lẻ tẻ như thế này thôi. Đùi đen 79 con bộ. Nha chị nào lấy đùi đen comment đùi đen cho là được. Chữ màu sữa. Chữ màu sữa 79.000 cái bộ này luôn. Cái này là dặn đùi đây nha. Cái ống rộng rộng đây là đùi này. Sữa này còn bộ đây chị ăn 79.000 luôn. 60-62 ok luôn nha. Đó chị nào lấy sữa lên sữa cho em là được nhá. Chị em mình lên sữa cho em là ok này. Lên sữa nè. Comment sữa. Ngố 89.000. Comment mã ngố 89 cho Nguyên là được. Ngố 89.000 lên mã viền xanh cho Nguyên là ok. Giờ cái này còn có được có mấy bộ thôi. Chị em mình mã viền xanh nhé. Cho mình lại cái điện thoại xíu xanh. Lên mã viền xanh nha, 89.000 cho mã viền xanh. Lên viền xanh 89 cho Nguyên là ok. Lên mã thái hồng. Comment thái hồng. Em chốt 60 cho nó thông thả. 62 thì mặc cái quần nó sẽ ôm ôm. Nói chung là cái này thì áo nó áo nó rộng gần như nó phủ qua cái này rồi. Phủ qua đây rồi này. Mang ôm vô tư, giãn vô tư. Rồi chị nào lấy cái này lên mã ngố hồng trong là được nhá. Ngố hồng trong là ok này. 89.000 ngố hồng trong là được. 89.000 ngố hồng. Chị nào lấy ngố hồng lên ngố hồng. Đây còn một viền xanh nữa này. Còn một viền xanh nữa này. Không có size 30kg đó chị. Hàng này hàng của người lớn. 30kg sẽ mang rộng. 30kg có cái hàng của bé. Em không thì nhìn đứng thì nó bóc cho em cái bộ ngố bé. Bộ ngố hàng hàng su kích á. Có sai mà. Sai 30 thì em sale có 79.000 chứ mấy. Ngố hồng cho Thu Cẩm Nguyễn. Rồi chị nào lấy cái này lên mã viền xanh. Còn một bộ viền xanh nữa nè. 89.000 viền xanh. Thanh Cẩm Nguyễn chứ. Thanh Cẩm Nguyễn. Lên mã viền xanh cho em là được. Rồi lên chữ kem cho mình là ok. 89.000 cho mã chữ kem nhé chị em, lên chữ kem cho mình là được. 89.000 luôn. 40 độ lên 60 độ về là chị em cho ok. Đấy, lên mã chữ kem cho mình là được nhé. 40 lên 60 về cho mã chữ kem. Chị em lên mã chữ kem cho mình là được. 40kg độ lên 60kg độ về cho mã chữ kem. Rồi còn kem còn đen này mà lắm hết này. Đen đùi rồi. Chữ kem cho Lan Huỳnh. Đen đùi 79k luôn. Chữ kem này tương tự được không chị ơi? Đây là 89 nha. 89 gì? Được chèo. Phần có xài bắt chứ giờ đang còn tình lòng. Đó, chữ kem cho Thanh Cẩm Nguyễn. Đùi 79 nghìn luôn. Đùi đen 79. Ở gõ đó đi. Thì là không cần màu. Màu tương tự. Tương tự thì ngủ thôi chứ hiểm khắc. Rồi đen đùi đen cho Nguyên là được 79.000 luôn. Đùi đen chị nào lấy đùi đen chút đùi đen 79 cho Nguyên là được. Đùi đen 79.000 nha chị em, mà lên mã đùi đen 79 cho Nguyên là được. 40 độ lên 60 độ về là chị em cho ok. Đùi đen đi 79.000. Đùi kem đi 79.000. Đùi nhưng mà đùi của nó là đùi ống rộng ấy. Từ từ cái này em chưa lên. Chị cái này em chưa lên. Từ từ để em lên. Cứ để cái này cho. Rồi đùi đen. Gấu cốm. Gấu cốm bỏ xuống cho em một cái gấu cốm đi. Chị Thanh Cẩm Nguyễn. Rồi, đùi kem luôn. 79.000. Rồi qua nhé, còn mấy cái đùi này thôi. 79.000. Cái gì cái này trong lẻ em bán tặng khác rồi em lên cho chị mình cái bộ hả?
tương tác view lên xíu này em sẽ lên chị em bộ hãng xe bộ hãng nhé. Eo cái này còn mấy cái mỗi thứ cái bán tặng luôn nha. 60 độ về là ok này. Con này là cốt tông tàu 60 độ về mang được, con này em bán tặng luôn 29.000 luôn. Vàng 29 cho Nguyên là được nha. Cốt tông tàu 60 độ về mang được. Đùi đen hồi nãy thả xuống rồi đúng không? Đùi đen cho thì biên. Con này em đi chậm 29.000 vàng. Cái này có lẽ phải mấy cái này em bán tặng cho nó gọn phát ra. Ô còn một cái bờ ra đen. Cho cái này những cái này em sale này chốt là chốt chuẩn nha, đừng lọc lại nha, em nói trước nha, đừng lọc lại, tích lọc lại là không chốt được đó nha, vì đã sale hết rồi. Con này còn cái đi trẻ mình 25.000 bờ ra đi, 25.000 bờ ra còn cái 40 độ lên 60 độ về là ok. 25.000 bờ ra, 25.000 bờ ra nhé, chị em mình lên bờ ra trong là được. Con này có tông tàu khô và hàng này hàng Nguyên Hai đi 59.000, size trẻ mình 57 độ về theo như thế này. 35.000 con này nốt luôn. Chị nào lấy cái này lên mã theo 35. Vàng hết rồi nha. Theo 35 nhá. Con này có tông tàu khô, cái này rất mẫu lại cả. Chị nào lấy cái này lên theo 35. Comment theo 35. Ra 25 cho Thí Thân. Chị có đơn chưa ta? Con này tặng 29.000. Bán tặng 29.000, size 55 đổ về. Đây mã ngố chung là được. 35 cho nét chữ Việt. Ngố. Comment mã ngố chung là được. Ngố này đi chợ mình là 29.000. Ngố 29 cho Nguyên là ok nha. Lên ngố 29. Eo, con quần này đẹp quá. Size 55 49 phát luôn con này này chị em ơi. Lên cho Nguyên con này đùi 49 phát luôn con này. Đùi sale 49.000. Cái này cặp lưng sau là lưng chung cái này. Rất là dễ mang. Con này sale 49.000. Ngố 29 cho Mỹ Hạnh Hồ. Chị Mỹ Hạnh Hồ em nhớ là ngày xưa đã chốt một con này không mang, không đổi rồi này. Ngày xưa lâu rồi, tại vì không may like, hàng này là hàng của nó không may like, chị ok đã chốt nha. Còn bộ quần sung này không may like, em nhớ là ngày xưa chắc cũng lâu lắm rồi, chị đã trả con này vì là bảo cái không may like nha, ok đã chốt nha. Hàng em xả là không cho đổi nha. Còn bộ kiểu này người ta sẽ không may like. Đùi xe 49.000. Đùi 49 cho Hồng Hạnh Lê. 35.000 con này, sọc này 55 đổ về. Sọc này 55 độ về, chị nào lấy cái này lên sọc chung là được nhá. Ok, cảm thấy ok đã chốt nha. Hàng xả em không cho đổi, trừ khi là hàng lỗi thôi. Không đổi bất kỳ lý do, ừ không thích hay như thế nào hết. Ê, con này đẹp chưa? Con này đi 35.000 luôn. Chứ lại kêu hàng nhà em bị lỗi nó mất công. Sọc 35 cho Thí Cường. 35.000 hồng luôn. Rồi lên mã lửng 35.000 hồng. Lửng 35.000 nhé. Lửng 35 trong em là được. Lên lửng 35 trong em là ok. Bao rẻ luôn chị em mình ơi. Nhanh tay nha. Lên trong em lửng 35.000 nhé. Chúc nhanh cái này đi chị em mình ơi. Tranh thủ ngày cuối tuần. Sang những cái mã này siêu rẻ luôn. Gu CS 35 cho áo đang mang 55.000, áo đang mang là 55.000. Gu CS còn cá Gu CS thấy cái gì, áo đang mang hả, áo đang mang hết rồi. Gu CS 52 độ về là ok. Mấy con này chị em chốt mình Gu CS như mình còn mấy con nữa ta. Chị Thí Cường là rất tin nhắn nha. Con này size S 52 độ về. Gu này em đang sale 69.000. Em nói cái này em chạy cực kỳ nhiều. Gọi là cực kỳ nhiều. Còn mỗi size S 52 độ về áo gu xịn vải nó mức mượt mượt luôn. Em đi chạy em con này 50 55.000 cái luôn. 55.000 cái nha. Gu size S 55.000 cái. Ở đâu còn mấy cái gu này nè. Gu 55k trong yên là được. Áo sơ mi gu ấy 55.000. Eo áo đang mặc hết rồi chị ôi. Ây 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 35.000 luôn nhá. 52 độ về Thái Bò Rip có cổ 50 52 độ về thôi. Hàng này hàng giả.
US ở đâu thầy? Chốt US đi sao? Không nhảy à? Nhảy à? US còn đây em này. Đâu nè. Vô 55 cho tiếp nha. Rồi con này em đi về em 35.000. 35.000 lên mã đen 35 chung là được. Còn cái nào không? Bỏ cho chị bắp bơ một cái. Ở xe S, chị đang lái xe S mà. Sale 55 chứ chốt 55 gì. Sale 55.000 chứ chốt 55 gì. Thái đen cho em còn 2 cái. 62 ok luôn. 40 lên 62 ok, em sale chị em 39.000. 39.000 con thun thái đen nha, chốt nhanh tay con thun thái đen. Sale 39.000 cái. Mình tắt lên xíu chị em ơi. Lên xíu nữa nào. Lên xíu nữa nào. Thái đen cho view lên xíu, em sale chị em bộ hả. Ê, còn một cái quần ao nam size 36 mà. Cái này à, gần 75, gần 80 ok luôn. Một con quần ao nam hàng xịn bán tặng 79.000. Bán tặng 79.000 chị nào lấy. Đang 39 cho na được. Ao nam. Quần nam cho nên là được, chốt mã quần nam cho là được. Size này là size 36. Quần nam size 36. Lên luôn chị em mình con này 79.000. Dạ không. Không. Đen 35 cho này chẳng cho lê. Lẽ gì đen 35 là cái nào đó? À, áo brief đúng không? Em còn một cái quần sung này đẹp thế. Rồi ai nhanh có. Size 57. Miu này cuốn cái đầu tóc như vậy. Có này size 57 quần sung Miu. Thấy đen 39 cho Ngọc cho lê luôn. Size 57 lên mã sung nha. Bán tặng luôn chị em mình con này nè. Xung cho size 57 đổ về, em bán tặng luôn 59.000 con này chốt này. Em cho chị mấy cái bộ gấu đen cho nó với. Không có, em hết rồi. Em hết rồi, còn có mấy cái này em thải lên xem, không có đài size đâu. 59k cho size 57, lên mã quần xung cho con là được. 59k cho size 57. Hết đâu gu á. Ồ, qua còn cái này bị lỗi chứ mà cái bị không lỗi thì tiếp cường nha, cái này bị lỗi chứ mà cái bị lỗi bỏ vô trong hàng xả đi chiều nay là mai mới ấy được, mai mới chọn hàng sáng tay 59 cho bích ngọc. Từ chờ em xíu, nhà em không gom đơn chiều nay đâu chị, đơn ngày hôm nay không gom, hôm nay mai mới chọn cái nó size S đấy phải không, ngay tay em nail à, cái này không biết lỗi gì. Tắt nết đó chứ chi nữa bà ơi. Bà mở ra trong nó có chữ không? Có chữ nail không? Cái này ghi lỗi nhưng mà em thiệt sự là em chưa thấy cái lỗi gì hết trơn. À đây. Nó bị lủng ở ngòn xíu. Đây này thấy không? Hai lớp nha. Bán tặng luôn con này 59.000 luôn. Size 55, hai lớp. Nhưng mà ở ngòn xíu như thế này nè. Nha, lên mã lỗi chung là được, nắng lỗi. Nắng lỗi nha chị em mình, lên nắng lỗi con cái, nắng lỗi con cái đi chị em mình 50 59 nghìn nắng lỗi. 59 nắng lỗi rồi, trong cái này đây bộ thái đùi thấy lỡ lỡ, bộ này thái lỡ nhá, 60 vô tư, bộ này cưng chưa à? Thấy lỡ nha, 60 ok luôn. Lên mã gấu em bán tặng như này còn lên được bộ hãng ta. Còn lên được bộ hãng ta, chiếu này. Bộ này muốn đi chạy mình luôn, 79.000 bộ luôn. Nha, lên mã gấu đem cho mình được. Nào đó. Đi chơi mình nào. Đi chơi. Đi nhìn cái mặt buồn như thế, thấy không, ở nhà buồn quá đúng không, đi học mới vui đúng không, đi học mới vui phải không con, nhìn mắt mở không ra chắc. Bộ này em sẽ dạy anh 79.000 bộ nha, hàng này toàn đi nhập sĩ trên trăm hết trơn ấy nè, 79.000 có mấy bộ luôn. Đây hồi cái vòng thì có được mấy bộ gấu đen vẫn đi dạy anh 79.000. Mỹ Thục Nguyễn cho Lan Bình
79.000 cái bộ này, không chốt này chốt cái gì, có mấy bộ thôi. Rồi nhá, chị nào lấy gấu đen, còn được từng này bộ này. Hàng hàng đi sĩ trên trăm, mình đi bán lẻ giá 79.000. Cái thanh hồng luôn. Rồi ok, chị nào lấy gấu lên gấu cho Nguyên, còn được từng này bộ giá 79k luôn nhá. Chốt gấu, em nói cái bộ này. Bộ này, em nói cái bộ này lên luôn, bộ lụa dài còn được 3 bộ này. Bộ này cũng 79.000, bộ này đẹp lắm, lụa dài, bộ đẹp lắm luôn ý. Em nói giờ người ta có sale, sale 129, 139.000 khiếp luôn. Khiếp giá luôn, lụa xịn nha. Em nói cái bộ này cưng lắm luôn ý. Bộ lụa xịn này. Giờ người ta toàn sale 129.000. Gọi là giá sale rồi đó. Em đi 79.000, 60 độ về là ok. Quần dài áo tay cọc. Quần dài áo tay cọc. Và cái quần của nó, cái ống của nó không quá to, vừa phải dễ mang. Nè, hàng may dằn mông hết như thế này. Hàng may rất là kỹ. Rồi chị nào lấy cái này lên mã gấu hồng chung là được. Comment gấu hồng. Đi chị em bộ này 79.000 gấu hồng. Rẻ. Chốt chị em mình nè. Gấu hồng nha, 79.000. Thôi cứ để bộ hãng chắc là tối lên. Bộ hãng còn ít tối xe ấy, vị đích này. Gấu xanh cho Nguyên nhé, 79.000 cái bộ này. Đấy, cái bộ lụa đó. Thấy cường. Cưng cái bộ này cưng lắm. 79.000 gấu xanh luôn nha chị em mình ơi. Nha chị nào lấy gấu xanh 79 chốt. Đẹp quá số 2. Nè, chị em mình nhìn nè. Hàng lụa này người ta đang xe 129.000 hết á. 40 độ lên 60 độ về là chị em cho ok. Lên trong nguyên mã gấu xanh. Gấu hồng em hết rồi, chuyện gấu xanh giùm em nha. Đơn chị đi chưa rồi kìa. Chà. Ruby thắng. Mai đi. Mai đi nha. Gấu xanh cho Mỹ Thục Nguyễn. Rồi gấu đô. Màu đỏ đô á, chị nào lấy gấu đỏ đô, chút gấu đỏ đô chung là được. Gấu đỏ đô còn một bộ, còn gấu đen nữa ra hết này chị em nè. Gấu đô và gấu đen 79.000 chút lên cho Nguyên nha. Còn gấu đô và gấu đen. Ui, cái màu đỏ đô ấy, màu này sang này. Màu này sang này, áo tay cọc và quần dài này. Đó, nó cũng te chưa. Màu đô nha, màu đô. Và gấu đen đằng sau nữa là hết. Gấu đỏ cho Thí Thanh. Gấu đen đằng sau nữa là hết nha chị em mình ơi. Trời ơi. Hồng cam. Đi có 79.000. Eo. Cái quần mà thấy gấu xanh rồi mà hết rồi, đẹp chưa. Tay nó hơi bèo bèo này, chắc nó mướt mượt mượt đồ luôn. Hết luôn rồi nha. Rồi lên mã beo hồng, màu hồng cam ấy, màu này nhím đi chơi rồi, nhím đi chơi với bà nội rồi này. Màu này cưng quá nè, chốt cái này luôn chị em mình ơi. Gấu đen chị Thùy Biên luôn. Sao đen cho Thùy Biên, hồng cam cho Lan Huỳnh. Hồng cam này đẹp lắm, mướt mượt mượt, chắc sướng lắm. Hàng xịn nha, trẻ mình yên tâm nhận cái hàng về nha. Lụa quá là lụa xịn đó, mướt mượt mượt luôn. Hồng cam, cái này giờ thứ còn bộ chứ mất. Nguyên đây có 79.000 một bộ thôi. À, màu nu nu vậy. Đeo như thế mà màu nu 79.000 nha, giá này Nguyên sale nha. Tự tin không một nhà nào đi giá này hết. Nguyên bán cái giá dở người như này nè. Gấu hồng có không à? Có không cả. Hình như không á, đọc tên là có. Này. Không biết ra chưa. Đẹp ghê luôn á, màu nu. Chị nào lấy nu, lên nu chung là được. Lý Cường. Phải nè, mướt lắm. Này, quay cận chị em mình coi cái chất lụa của hắn này. Lụa xịn nha. Nu. 79.000 nu. Hình như là dài là hết rồi phải không chị? Ngay nữa thôi là hết rồi đúng không? Lụa dài là hết rồi chị em mình ơi. Rồi lên hồng chung là được. Dài hồng trong là ok nhé, phải mướt lắm. 79.000 dài hồng. Chị nào lấy dài hồng comment dài hồng trong là ok. 79.000. Sao mình lại cái điện thoại này. Đây. Mà rẻ quá. Rẻ quá luôn ấy, 79.000. Dài hồng trong là được. Comment mã dài hồng trong là ok. Rồi trắng luôn, áo trắng quần đen. Áo trắng và quần đen 79.000 nhé. Cái này áo trắng và quần đen. Như chị em mình ơi. Nha chị nào lấy trắng lên trắng cho là ok. Này, hàng may dằn mông hết như thế này nè chị em mình ơi. Đó, rồi chị nào lấy cái này lên mã đen. Chút đen nhé. Comment đen cho là được. 40 lên 60 độ về là chị em cho ok. Comment đen nhé. Chút đen. Rồi mã này lên mã vịt cho Nguyên. Comment vịt cho Nguyên là được nha. Đi có 79.000 bộ thôi. Lên mã vịt cưng chưa? Đen đó sao? Trắng đen đó. Lên mã vịt. Phải nó đã lắm, mướt mà mướt.
sướng lắm chị em ơi, về sờ cái bộ này này chắc này đã lắm rồi. Chị nào lấy cái này lên mã Việt Trung Ân là được. Đi comment hả nha. Comment Việt Trung Ân là ok nhá, 40 lên 60 về là chị em cho ok đó. May dằn mong hết rất là kỹ, lụa xịn sướng tay mà đi có 79.000 giá dở không dở thì chưa. Còn mấy cái bộ hình cute này nữa là hết, còn vài bộ hình cute này nữa là hết rồi. Rồi lấy mã bò vàng, lấy mã bò vàng 79 quần dài như thế này nè. Chốt mã bò vàng 60 ok nha chị em mình ơi. Lấy mã bò vàng, còn ít đùi này em lay nót luôn nha. Rồi chị nào lấy bò vàng, chốt bò vàng trong là được. 40 lên 60 về chị em chốt ok hết con này nhé. Lấy mã bò màu vàng nha, bêu vàng bêu hồng luôn nè, 79 nha cho bộ dài đó. Bêu hồng và bêu vàng, ô là trời, bêu hồng và bêu vàng luôn. Cái bộ này cũng cưng cưng màu xanh đây là dài hay chị? Đây này, đây, bên nữa đó, dài hả? Bêu, chút mà bêu vàng cho Quân là được nhá. Bêu vàng với bêu hồng, có ba bêu vàng một bêu hồng nữa là hết. Chị nào lấy bêu lên bêu cho Quân là được nhá. Bêu vàng và bêu hồng chút lên luôn dùng Quân chị mình ơi, Quân lên luôn chị mình bộ này giá đi chị mình là 79.000 bộ. Ok, đùi có ít cảm xíu xíu. Rồi chị nào lấy bêu, bêu vàng đây. Bêu vàng cho Ngọc cho Lê. Rồi chị nào lấy bêu lên bê. Đây, em nói nè, cái bộ này đài sai. Đài sai. Chị nào mà hỏi đồ bé, bộ ngố bé, đài sai luôn từ 8 lên. 60 về ok luôn. 8 lên, 55 về ok. Cái này dài đúng không? Bêu vàng cho Đặng Hiền. Cái này em nói là cái hình nó na ná giống nhau nhé. Thì là chị em mình chọn màu cho em là được hè. Bộ ngố bé ăn số kít này. Đài sai nha. Đài sai, chị em mình cứ lên kèm số ký. Nguyên đi luôn cho chị em mình cái này. Cái này em đi chị em mình à, size nhí á, size tầm 22 đổ về không đi chị em mình 79.000 bộ. Nha, bêu vàng còn đó ba. Bêu vàng cho Hương Nguyễn. 79.000 bộ. Size mà size tầm 40 đổ về nguyên đi luôn chị em mình 89.000 một bộ. Và size 52 đổ về, 52 đổ về nguyên đi chị em mình là 99 căn bộ. Bộ ngố số kít nhé, chị em mình lên chọn màu chung là được nha. Lên mã này, lên mã ngố kèm màu rất là nhiều hình nhá. Đây là bóc đại cho chị em mình chọn màu thôi nhá. Nguyên có màu vàng, có màu hồng, hồng thì hồng đậm, hồng nhạt đấy, và cam nha. Chị nào lấy cái này lên mã ngố bé chung là được nhá. Ngố bé chung là ok, 79, 89 và 99 cho 3 size. Nhí đại cồn nha, nhí đại cồn. Rồi ai thích cái này lên mã ngố. Ngố 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 kèm cho nguyên cái. Chỉ cái dầu gội cho mấy cái kìa. Thôi lấy cái dầu gội trước lên được. Chứ cái dầu gội trong nó không có xịt lên được á. Lấy cái cặp gội trước nè. Cho má là chị cái gội của cái xã. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên ngố bé 79, 89, 99 cho nguyên là ok. Đây còn một bộ lụa đỏ dài 79.000, tay dài quần dài gấm, cái này là gấm như vậy mà nó một bộ gấm đỏ tay dài và quần dài luôn 79.000 một bộ. Bộ gấm nha, nghe rõ là gấm đỏ nha, màu đỏ và màu của nó là màu đỏ đô. Nguyên đi luôn chị em bộ này 79.000 gấm đỏ. Chị nào lấy gấm đỏ chút gấm đỏ cho là ok. Mình có size 38, em đặt tới 52, 55 thì sẽ có size 38 rồi. 38 thì là 89.000 bộ. 38 là 89. Nói chung là dưới 42 là 89.000, dưới 52 là 99.000 bộ. Riêng cái bộ số kit này em nói bình thường xây nhí đã đi 115.000, bộ ngố đã đi 115.000. Giờ còn xây lẻ lẻ mà màu nó lộn xộn mấy mã nên là em bỏ chung hết, em bán tặng giá đó. Rồi chị nào lấy cái này lên gắm. Gắm đô, gắm màu hồng. Gắm đùi à, đùi 69k này. Gắm đôi chị Thùy Biên giùm em với. Gắm đôi chị Thùy Biên. Rồi cái này lên mã đùi 69k này. Thùy kia. Thùy Biên. Bộ này bộ đùi, bộ lụa đùi 60 đổ về. Đùi 60 đổ về. Ok, thôi lên lựa màu đi. Đã lên nhà lấy thì lên lựa nhé. Chứ không cần bỏ ra trước. Cứ lên thì lên, lên được tới nhà thì là lựa nha. Có bộ gấm đen này chị em mình. Có bộ gấm đen á. Đùi cho chị Mỹ Thục Nguyễn. Đùi cho Mỹ Thục Nguyễn.
đùi nó là lụa nhá, không phải gấm lụa. Rồi lên mã gấm đen, cái này gấm này 69.000. Gấm đen này tay dài quần dài luôn. Bộ gấm màu đen tay dài quần dài, chị nào lấy gấm đen comment gấm đen. Không cái bộ đùi này cute quá thì chị em mình ơi. Mấy cái bộ đùi này cute quá này chốt nha. 40 lên 60 về. Lên mã chục hồng cho Quân là được. Đen cho Hường nhé. Rồi cho Nguyên cái này. Lụa này cute quá. Trời, cái lụa quá mức cực kỳ. Này, cưng chưa? Này 60 ok trẻ mà nhìn dằn mông nè, rất là kỹ nhé, lụa mịn lắm. Cho Nguyên con này lên mã chục đi, 69.000 cái bộ này. Chục hồng 69.000 nha. Cân chưa? Cái này trẻ mua cho con gái lớn cũng được, mình mang cũng được. Cho Nguyên con này chục hồng 69.000 cho mã chục hồng đẹp. Này trẻ mình nhìn cái độ mềm của cái lụa này nè, 69.000 cho mã chục hồng nhé. Trẻ mình lên mã chục hồng cho Nguyên là ok, 69.000. Rải chưa? Lên mã chuột hồng. À, chuột này cũng hồng mà là hồng cam. Chuột hồng cam. Đũa xịn lắm á. Thế. Ra. 49.000 phải. Ra. 49.000 mì mà đang 29.000. Nó chỉ mở lại like đi. Không bao giờ cái nó hàng 69.000 sale 49.000 chứ làm gì đâu. Sale 29.000 nó chị không ưng có thể bỏ ra. Hàng nói chung là lãi vài nghìn xe xuống 2.000, 20.000 là khiếp khủng rồi, vì hàng xã làm thì bộ này cưng thế. Hồng cam, trẻ mình lên mã hồng cam cho là được. Lên mã hồng cam cho là ok. Đào lên có 9.000 đâu. Rồi lên mã hồng cam cho là được. Mấy nó bỏ xuống mình tỉnh ghi giá trước mà. Hồng cam cho Nguyên nè, bộ này cũng quá là cưng. Tay viền như thế này nè, 69.000 một bộ hồng cam. Chị nào lấy hồng cam comment hồng cam cho là được nhé. 69.000 cho mã hồng cam nha. Chị nào lấy hồng cam lên hồng cam cho mình được. Tạm qua cái này nha chị em mình ơi. Em để ý cái hàng lại vẽ cái góc này nữa là ngưng này chứ gì ít rồi, chứ còn bốn mấy như hồng cam cho Mỹ một Mỹ á. Cái này mấy cái lại vẽ này em bán tặng đi. Rồi từ cho em lấy cái màu đô này lên, cho em nắp cái màu đô này nữa. Màu đô cho Nguyên có một bộ này. Cái này cute màu đô nhá. Ê, cute chưa? Lên màu đô cho Nguyên nhá, 60 ok. Lên màu đô nữa thôi. Rồi nhá. Có mấy cái này em bán tặng hết luôn. Nó gọn luôn. Toàn bộ Boris nha. Boris. Bán tặng hết 29.000 cái cho size 52. 29 nhung đen. 29 xanh lá, xanh cố. 52 đổ về nhưng mà rip đẹp lắm. Ấy. Dài mà hàng giả. Cho Nguyên con này 29.000. Kèm màu cho Nguyên lượt 3 cái 3 màu. Nguyên có màu hồng, màu đen và màu xanh. Hồng đen xanh. Bán tặng 29.000 cái. Đen hồng xanh. 29.000. Hồng hạnh lê. 29.000 nha. U trời là rẻ. Cái này chỉ cứ sale qua bên đi, tới em lại. Bán sale qua bên tới. Rồi lên luôn dùng mã này. Xanh và đen. Boris mà đi giảm nó 29.000 thôi. Nha, rồi cho Nguyên con này 29.000 còn đen và còn hồng. Rút như thế này 52 đổ về chị em chút đẹp nhé. 29.000 đen hồng. Đều. Cái này còn có một cái này, 55.000. Lên mã chống tục cho Nguyên là được. Đen cho Ngọc Anh. 35.000 cái này. Cái này hàng 55.000. Lên mã ngực chống tục cho Nguyên là được. Nha. Hồng cho Ngọc cho Lê. Lên mã chống tục cho Nguyên là ok. Đi chị em con này 35.000. Lên mã ngực cho Nguyên được 35. Chốt ngực 35 cho Nguyên là ok. Rồi tiếp cái bộ này hồi nãy sale mấy ta? 129 hả? Nãy này sale mấy ta? L, XL 2X cái này em còn riêng. Bộ này nãy sale mấy ta? Cái này sale 129 hả? Không chị, giờ qua không được chị ơi. Ai chị Hồng Hồng có đơn chứ chị? Bỏ riêng cho chị qua lái, ok.
ngày hôm qua là có rồi. Thế nhưng mà không lấy đơn khi trưa được nha, chỉ lấy đơn khi tối thôi. Hồi trưa như chị không có đơn, đúng rồi, hồi trưa không có đơn. Còn được 3 bộ, cái này còn được 3 bộ, 57 đổ về lái xe L, 62 đổ về lái xe XL, 68 đổ về lái xe 2X. Còn được 3 bộ, 3 size. À quên, lộn xe 34, ngực xe 34, nhưng mà chị em mình đi 36 chút được luôn. Cái ngực đó chị em mình 2 đi 36 chút được, quên mất tiêu. Quay mất tiêu, xe 34 đó chị, nhưng mà 36 đi ok. Rồi trong cái này bộ nang 129.000 nha, xem. Lên mã này 105.000 đi. Mà từ đầu lại 105.000 cái mã này luôn. Đẹp lắm, bộ này bộ nam hàng không hơi. 57 đổ về lái xe L, 62 đổ về lái xe XL, 65, 68 lấy 2X trong nguyên là được. Nha, đi chị em mình 105.000 cái bộ này. Ai lấy cái này lên mã bộ nam, kèm trong nguyên cái số kế toàn bộ là hàng thông hơi nhé. 3 size, còn được 3 bộ 3 size là hết. Chốt mã bộ nam, kèm trong nguyên cái số kế. Bỏ luôn cái này xuống rồi xong rồi. Lên mã bộ nam, kèm số kế lên trung nguyên là ok. Nguyên đi luôn trả mình bộ này, giá đi luôn trả mình là 105 nha, 105. Tài chốt xanh này, được 3 bộ xanh, ngực cho chị gì ta, ngực cái gì thì Linh, tàu bộ xanh, bộ nam 3 size đó thôi, còn được 3 bộ đó thôi, em sẽ cố định, L trong cái bịch hồi nãy, đây đây, L đây, L và L cho Kiều Nguyễn, 105 cho em màu xanh đen, 5 cho em màu xanh đen, 2X cho anh Hồng Trần. Hắn, tại vì cô Hà chế hắn mặc sáo lẫn cái bữa sau cô Hà qua, đừng có bán đồ cho cô Hà, mẹ đừng có bán đồ cho cô Hà nữa đó. À, hắn kêu, anh về hắn có kêu, kêu đưa mà kêu như nó mất nó xấu. Vừa hướng ra thì mấy bữa hắn kêu cô Hà nói con mặc cái váy như cái mè. Đừng có bán đồ cho mẹ, cho cô Hà nữa. Các bạn đó. Qua là đừng có bán đồ cho cô Hà nữa. Các bạn đó. Thôi chứ cô Hà có thể có cái món đẹp thì lấy về. Rồi trong nguyên cái này xanh đen luôn, dùng nguyên cái bộ này đẹp. Quà đã tiền mà cho. Chị em mình mua mà cho con trai lớn cũng được. 3 size, 68 độ về là ok. 3 size 68 độ về là ok nha chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên á, 65 68 độ về là ok, lên màu xanh đen cho là được. 105.000 luôn nhá. Lên xanh đen luôn nhá, 105.000. 68 độ về là ok. Uống luôn chiếc cà phê cả cái ly luôn. Đây cà phê ở sáng kìa. Rồi trẻ mình lên mã bộ xanh. Ê, cái bộ nó còn bộ nâu hồi nãy xem. Sao bóc cái bộ đằng sau, bộ màu nâu. Hồi nãy xem màu hồng đúng không? Còn mấy bộ màu nâu tôi có tông tàu khô nó hồi nãy đi mấy 75.000 cho bộ màu nâu luôn. Ừ. Rồi chị nào lấy xanh đen kèm size. Xanh đen lấy size 2 cho anh Hồng Trần. Rồi trẻ mình lấy mã xanh đen kèm size. Chốt mã xanh đen thì cho em nhớ ba cái quần này em bán tặng luôn đi cho nó gọn luôn cái mã này. Ủa, rồi nhá, chị nào lấy xanh đen hả? Xanh đen, xanh đen hồi nãy có rồi là hai bộ, bộ này thì hồi nãy màu nó màu khác có liên can gì nhau. Rồi ai lấy xanh đen comment xanh đen cho được nhá. 105.000 cái mã này, đài size đến 65-68 ok nha, lên xanh đen cho được, đài size 65-68 ok cái màu xanh đen. Rồi tiếp cái ba cái quần này em bán tặng luôn, còn được 3 cái, còn được 3 cái em bán tặng luôn cho nó gọn. Thứ con cá này bỏ lên sale gọn luôn, không thải được cái cai xuống là sao, lên xíu nữa là em ngưng nhé, không thải không hại được cai xuống. Cô Hà cây chi nhím kìa, em bán tặng hết 29.000 cái luôn, sai 50-52 đổ về, màu đen bị lỗi đi. Cô Hà giỡn nha, đừng có ồn ào. 50-52 đổ về thôi nha chị em ơi, bán tặng 29.000 cái luôn nha, chị nào lấy 29.000 xanh hoặc 29.000 nu chung là được, còn hai cái anh thải luôn cho nó gọn nha chị em mình, lên mã 29.000 kèm màu chung là được, còn hai cái hai màu bán tặng luôn 29 càng em. Rồi tiếp luôn cái bộ này, bộ này có tông tàu khô hàng gặp la, 40 độ lên, 65 độ, ôi lộn 62 độ về chị em chút này, mới sai đâu mà kìa,
mắt má có mấy cái khô liền. Đây nè, đây nè. Ủa Hà nó lại lấy. Còn nó giỡn ấy mà. Chào con mà con ấy chứ cái cha cái điện thoại, cái điện thoại nó tụt lục xuống rồi. Tụt xuống. Đây con bò này, Bò đâu? Nè. Bé ơi, con bò nè. Quần cho quần số quần nè. Quay qua bên này xíu. Bà. Quay ngược qua đi. Quần gì đây? Quần 29 nghìn. Thì rồi là mình nhiêu? 29 nghìn ra đây lại. Ăn miết cái đít mặt rồi nè. Ăn roi dơ mà nó bị ăn roi dơ luôn ấy. 75.000 cái bộ này chốt luôn nha chị em mà nói 40 lên 62 về. Bộ này bộ cốt tông tàu khô, càng giặt càng mềm, lên mã bộ nu 75k trong là được. Bộ nu 75 trong là ok. 40 lên 60 về. 40 lên 60 về chị nào lấy nu chốt nu trong là được. Cho luôn cái áo trắng cho bà sợ rút cái áo trắng này nè, đây nè, đây nè. Đó, đây, ngay áo trắng viền xanh đó luôn. Dưới tay, dưới nữa. Dưới một nắng nữa, đó, cho cái áo nữa. Rồi chị nào lấy bộ lên bộ 75.000, bộ có tông tộc khô chung là được nhá. 75.000 con. Đó, chị nào lấy bộ 75, chút bộ 75 chung là được. Cái áo này chị em mình mua này. Mình nói gọi là dòng này, đi giá này siêu rẻ luôn, còn mỗi con xanh. Eo, cái này này chị. Mã này khác à? Mã này chưa lao giờ luôn phải không? Còn có sáng lần cho Phép Phạm Thanh Thu. Nó có mấy cái mã này đẹp chứ nè. Ô, phải đã lắm, hàng hãng nhá. Hàng này tới 169.000 cái. Size này 72 quay đầu, 68 độ lên 72 quay đầu là ok. Lên mà áo nam trong được, chữ này chỉ theo này. Có mấy cái, ba cái à. Đó cái cọc nó, cái cọc nó mở ra đúng không? Cho coi hỏi cái tay giống hả? Mò chị mò tôi. Ê, kiểm tra chị Duyên mở ra kiểm tra. À, đây khác rồi. Chữ này khác. Cái này là chữ dạng chữ in, chữ này chữ kiểu. Đúng rồi. Thế con cái mã này, con cái duy nhất đi 59.000. Con cái duy nhất nha. Không còn con cái thôi. 59.000 này bị lộn vô con cái. 59.000 con này luôn. Sai cho những anh nam nào từ 68 độ lên 72 độ về, nhưng mà chị em mình nhớ là dòng này là dòng xịn nha, chứ không phải là hàng sổng sổng đâu. Hàng này tới 169.000 của hắn đấy. Lên mã áo nam 59 nó rất là đẹp nha. Áo nam cho Thảo Lê. Cái điện thoại thấp kinh khủng luôn á. Đặt le cái này. Rồi lên mã rút. Rồi lên lại đi. Giữ rồi. Ở đứng nó giữ được. Lên cao xíu nữa. Thôi em xong cái mã này là em ngưng nhé, hàng giả mình lên tối nhé. Rồi trong cái này luôn, hai cái nữa là hết. Lên mã theo trong là được, cùng phô cũng size XL, size từ 68 lên 72 về. Đứng lấy giữ thiệt. Rồi nha, 59k nữa rồi ngưng nha. Cái này là mã bán tặng ấy, nên là chị em tranh thủ. Mã này là mã bán tặng đấy. Hồi nãy cái bộ xanh đen size XL cho chị Kiều Nguyễn có chưa thì? Đây nè, xanh đen size XL chị Kiều Nguyễn. Bộ xanh đen Kiều Nguyễn. Tóc đi chị. Chưa có. Chưa có hàng đâu. Chưa chốt đâu. Đây ngay tay chị mà. Biết rồi, xanh đen. Nãy Kiều Nguyễn mới bộ lại. Ring sọt. Nó sang sang thôi. Rồi em ngưng nhá. Chị nào lấy cái mã này em sale luôn 59.000 gọn kho. Xong ngưng là hàng chị em lấy tốt. Một lấy năm luôn. Xong ngưng like nha, hàng chị em mình lên tối nhé. Trời Trư Quỳnh Văn, chị nào có đơn trưa nay tranh thủ tối chút thêm để đủ đơn đi đơn nha. Đó.
tối em sẽ lên chân váy tàu. Rồi ngưng like nha, hàng trẻ mình lên tối. Ngồi đây chờ đi, hồi like tới 5 giờ đó. Ngồi đây chờ đi, cầm cái cây like đó là tới 5 giờ. Rồi nha, bye bye cả nhà luôn, hàng trẻ mình lên tối nha trẻ mình ơi. 7 rưỡi nha, 7 rưỡi nha trẻ mình ơi. Bye cả nhà luôn.